Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 481, Phạm Anh mang tới tin tức. Như là Tiêu Phàm sở liệu, Phạm Anh động tác mặc dù không tính quá cấp tốc, hay là tại kỳ hạn đến trước khi đến, chủ động cùng Phạm Nhạc lấy được liên hệ. Phạm Nhạc lưu cho hắn điện thoại liên lạc, trong điện thoại, Phạm Anh không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp mời bọn họ đi Thiên Nga Đen quán cà phê gặp mặt, lập tức liền cúp điện thoại. Thiên Nga Đen quán cà phê liền ở công ty phụ cận, ta trước kia thường xuyên sẽ đi đâu nghỉ ngơi một hồi. Phạm Nhạc thuận miệng hướng Tiêu Phàm làm giải thích, cái gọi là công ty, không thể nghi ngờ chỉ chính là Phạm Thị Tập đoàn công ty tổng bộ, Phạm Nhạc trước kia làm việc địa điểm. Lúc ấy Phạm Nhạc một bên tại Lạc Già Thành Hoa Nhân Đại học đào tạo sâu, một bên ở công ty đi làm, lãnh đạo toàn bộ Phạm Thị Tập đoàn khai triển công việc. Cho nên hắn cùng Cơ Khinh Sa là đồng học, tuổi tác so Cơ Khinh Sa lớn mấy tuổi. Thiên Nga Đen quán cà phê, Cơ Khinh Sa trước kia cũng thường xuyên vào xem. Kia một vùng là người Hoa công ty tập trung nhất khu vực, cũng là toàn bộ Lạc Già Thành nhất khu vực phồn hoa, thuộc về Bất Dạ Thành. Thiên Nga Đen quán cà phê có thể mở tại Phạm Thị Tập đoàn tổng bộ phụ cận, đẳng cấp tự nhiên thấp không được, rất hợp Cơ Khinh Sa khẩu vị. Kia đi thôi, Tiêu Phàm không chút do dự, lập tức đứng dậy. Phạm Nhạc nhưng không có động, chần chờ nói, Tiêu Phàm, ta tổng có chút lo lắng. Phạm Anh người này, người đối với hắn không hiểu rõ, tuyệt không phải loại kia có chơi có chịu họ cách. Thiên Nga Đen quán cà phê, ta cũng có thật lâu chưa từng đi, có lẽ hoàn cảnh đã sớm xảy ra biến hóa. Phạm Nhạc ngụ ý rất rõ ràng, chính là lo lắng Phạm Anh không cam tâm nhận thua, tại Thiên Nga Đen quán cà phê thiết bẫy dập gì. Dù sao dưới mắt tại Lạc Già Thành, bọn hắn người đơn thế cô, Phạm Anh mới là địa đầu xà, thậm chí có thể điều động Lạc Già Thành cục cảnh sát thám viên. Đơn đả độc đấu, ba người bọn hắn ai cũng không sợ Phạm Anh, nhưng hôm nay là vũ khí nóng thời đại. Tiêu Phàm mỉm cười, nói yên tâm tốt, Phạm Anh đùa nghịch không ra cái gì quỷ kế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương đồng cùng âm đồng liền trong cơ thể hắn, hắn có cái gì dị động, có thể giấu giếm được người khác, tuyệt không thể gạt được chính hắn. Âm dương hai đồng hiện tại chẳng khác nào là Tiêu Phàm phái tại Phạm Anh bên người lính gác, đối với hắn áp dụng 24 giờ không gián đoạn giám sát. Phạm Anh như có dị động, không thể gạt được âm dương hai đồng, tự nhiên cũng liền không thể gạt được Tiêu Phàm. Phạm Nhạc cuối cùng đối hàng đầu thuật không hiểu rõ, tự nhiên không biết Tiêu Phàm đối âm dương hai đồng trưởng khống đã đến dạng này mức tùy tâm sở dục. Thuật sư thế giới, nguyên vốn cũng không phải là người bình thường có thể lý giải phải thấu triệt như vậy. Thấy Tiêu Phàm nói đến chắc chắn, Phạm Nhạc cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật Tiêu Phàm có thể dễ như trở bàn tay khống chế lại Phạm Anh xúc dưỡng âm quỷ, không chỉ có riêng là vô cực môn phù lục chi lực, càng nguyên nhân chủ yếu, đến từ càn khôn đỉnh. Tiêu Phàm đem Phạm Anh rơi vào Hoàng Thanh Vân thể nội máu hàng thu nhập càn khôn đỉnh bên trong, lại lấy thần niệm chi lực tiến hành điều tra, trong lúc vô tình khai phát ra càn khôn đỉnh ảo diệu, làm cho hắn tại khống chế âm quỷ phương diện này có 10 điểm xâm nhập lĩnh ngộ. Trước đó, Tiêu Phàm đã từng lấy thần niệm chi lực từng điều tra trong đỉnh càn khôn, cũng không biết là duyên phân chưa tới hay là công lực không đủ, một mực không có thu hoạch quá lớn. Lần này, có lẽ là bởi vì máu hàng loại này ở vào khoảng giữa dược lý học cùng huyền học ở giữa đồ vật đưa đến câu thông cầu nối tác dụng, Tiêu Phàm thần niệm chi lực bỗng nhiên liền cùng càn khôn đỉnh có tương đối sinh động gặp nhau, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, là càn khôn đỉnh truyền thụ cho Tiêu Phàm một chút trước nay chưa từng có kiến thức mới. Làm vô cực môn chấn giáo tam bảo đứng đầu, càn khôn đỉnh thần kỳ như thế, Tiêu Phàm ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ sợ bảo đỉnh còn có càng nhiều chỗ thần kỳ, là trước mắt hắn còn hoàn toàn không biết gì. Dạng này sự tình, còn giảng cứu cái duyên phân, gấp không được. Sau một lát, bộ kia không đáng chú ý màu đen xe con liền rời đi cư xá, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Phạm Nhạc một lần nữa tìm điểm dừng chân là nằm ở người Hoa khu quần cư một cái xa hoa nơi ở cư xá, cách Hoàng Phủ cùng Phạm Phủ khoảng cách cũng không tính là quá xa. Cái tiểu khu này không là rất lớn, nhưng muốn tìm tới một chỗ phòng thuê còn không tính quá khó khăn. Ba người bọn họ đều là tiêu chuẩn người Hoa hình dạng, lúc này mới đạt được chủ thuê nhà cho phép, đem phòng ở thuê cho bọn hắn. Lạc Già Thành người Hoa khu quần cư tồn tại 10 điểm nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc, người thổ dân coi như có tiền nữa, tại vùng này cũng không mướn được phòng ở, càng thêm mua không được phòng ở. Chân chính bên trên cùng người Hoa, tuyệt đối khinh thường tại cùng người thổ dân hỗn hợp tại một cái cư xá. Trừ huyết thống luận tác quái, Lạc Già Thành khu dân nghèo nghiêm trọng trị an xã hội thế cục cũng là trọng yếu nguyên nhân. Khách quan đến nói, người thổ dân dã man trình độ ở xa người Hoa phía trên.
Người Hoa khu quần cư khoảng cách Thiên Nga Đen quán cà phê chỉ có không đến nửa giờ đường xe. Một đường núi không ngừng lấp lóe đèn neon, dòng người nhốn nháo rộn ràng cùng như nước chảy xe sông, rất dễ dàng để người sinh ra ảo giác, coi là trở lại trong nước thành phố lớn, hoàn toàn không giống như là tại tha hương nơi đất khách trên hải đảo, cùng dã man người thổ dân cùng múa. Thiên Nga Đen quán cà phê quy củ, cùng Người Hoa khu quần cư là đồng dạng, đó chính là người thổ dân không được đi vào. Cho dù là Lạc Già thành nhân vật cao tầng, cũng tha thứ không tiếp đãi. Trừ phi có người Hoa bằng hữu dẫn đầu, Thiên Nga Đen quán cà phê mới có thể phá lệ. Loại tình hình này, tại vùng này 10 điểm phổ biến, cũng không phải là Thiên Nga Đen quán cà phê một mình sáng tạo. Đương nhiên, Lạc Già thành người thổ dân nhân vật cao tầng, tỉ như tòa thị chính cục cảnh sát người phụ trách, cũng là rất có thân phận địa vị, nhưng bọn hắn biết rõ vùng này đối người thổ dân kỳ thị, cũng đã rất tự giác. Không đến bên này bị người khác bạch nhãn, ngược lại đi địa phương khác tiêu phí. Bị người kỳ thị chơi rất vui à, lại không thể thời thời khắc khắc đem thân phận của mình chức vụ viết cái hàng hiệu tử treo ở ngực. Cũng may Lạc Già thành cũng không ít cấp cao chỗ ăn chơi, là chỉ nhận tiền không nhận người, cũng không cự tuyệt người thổ dân đi vào. Qua nhiều năm như vậy, mới lấy bình an vô sự. Bất quá, cùng Đan Mạn quốc liền nhau một cái khác quần đảo quốc gia, loại mâu thuẫn này lại cao độ kích thích, mấy chục năm qua. Không ngừng bộc phát ra nhằm vào người Hoa bạo lực hoạt động, tạo thành không ít máu tanh thảm án. Phạm Nhạc đem xe nhỏ tại cửa hàng lớn bãi đậu xe dưới đất đỗ tốt, ba người cùng một chỗ, trải qua thang máy tiến vào trung tâm mua sắm, đi tiến vào ánh đèn u ám nhu hòa, làm rừng mưa nhiệt đới trang trí Thiên Nga Đen quán cà phê. Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Sa thần sắc thản nhiên, vẫn chưa ở phụ cận đây cảm ứng được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Thần niệm điều tra, là đại thuật sư mới có bản sự. Bình thường người dù là võ công lại cao, không có nắm giữ đem giác quan thứ 6 cụ thể hóa kỹ xảo, tại thần niệm chi lực bên trên thăm dò, cũng liền cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhiều nhất có thể có chút mơ mơ hồ hồ dự cảm, liền đã vô cùng ghê gớm. Phạm Anh ngồi tại một cái rất âm u trong góc, lẻ loi trơ trọi, bên người mấy bộ cái đầu đều không có khách nhân khác, cũng không biết là nguyên nhân gì, khách nhân khác đều rất tự giác cùng Phạm Anh kéo ra khoảng cách nhất định, tựa hồ sợ cách quá gần sẽ nhiễm cái gì không đồ tốt. Đây chính là Phạm Anh cần kết quả. Làm Phạm gia đương nhiệm gia trưởng, Lạc Già thành người Hoa tầng cao nhất vòng tròn bên trong nhân vật trọng yếu, Phạm Anh đã rất không quen cùng người bình thường hỗn cùng một chỗ, huống chi, hắn hiện tại là một cái kẻ thất bại thân phận, hẹn người gặp mặt, tâm tình chi hỏng bét, tột đỉnh. Có lẽ những cái kia tỉnh tỉnh mê mê, không biết chút nào người qua đường giáp, một cái lơ đãng động tác, liền có khả năng kích thích đến Phạm Anh. Chọc giận Phạm tiên sinh, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm Cơ Khinh Sa Phạm Nhạc chậm rãi mà đến, Phạm Anh hay là đứng người lên, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Đối với Tiêu Phàm loại này cường hãn đến ra hỏa, Phạm Anh hoặc nhiều hoặc ít còn duy trì nhất định e ngại tâm lý. Loại này bị đánh cho càng hung ác liền càng thành thật hơn họ cách, rất nhiều người đều có. Tiêu Phàm ngay tại Phạm Anh đối diện ngồi xuống, khẽ vuốt cằm, không rên một tiếng. Hắn cùng Phạm Anh, nguyên vốn cũng không có cái gì tiếng nói chung. Đối với Phạm Anh loại này không có chút nào đạo đức ranh giới cuối cùng người, Tiêu Phàm nhất quán rất khó tiếp nhận. Nếu như không phải là bởi vì sự cấp tòng quyền, Tiêu Phàm nơi nào sẽ thay mặt Phạm Nhạc đáp ứng, sau khi chuyện thành công tha cho hắn một mạng, còn phân hắn một gia sản. Dựa vào Tiêu Phàm họ tử, dạng này ra hỏa, đều không cần đến Phạm Nhạc xuất thủ, Tiêu Phàm đã sớm thay hắn xử lý. Tiêu tiên sinh, Cơ tiểu thư, Phạm Nhạc, Phạm Anh ngược lại là có chút ngượng ngùng, Cơ Khinh Sa nhẹ gật đầu. Tại Tiêu Phàm bên người ngồi xuống. Phạm Nhạc hay là như Tiêu Thương thẳng tắp đứng thẳng tại Cơ Khinh Sa sau lưng. Người khác là một lần nữa trở lại Lạc Già thành, trong lòng lại không còn đem mình xem như là Phạm gia gia chủ, như trước vẫn là Cơ Khinh Sa bằng hữu kiêm cận vệ. Tự nhiên, đây không phải Cơ Khinh Sa yêu cầu, là Phạm Nhạc mình kiên trì muốn loại này thân phận, Cơ Khinh Sa lại thế nào phản đối cũng vô hiệu. Phạm Nhạc loại này họ cách người, có đôi khi nhận lên lý lẽ cứng nhắc đến. Châu Chín còn đều kéo không quay đầu lại. Phạm Nhạc nhưng lại không biết, hắn cái này hiển nhiên mà nhưng động tác, cho Phạm Anh tạo thành rất lớn áp lực tâm lý. Từ trước mắt ba người này vị trí đến xem, Phạm Nhạc là Cơ Khinh Sa tùy tùng, mà Cơ Khinh Sa thì rõ ràng lấy Tiêu Phàm làm chủ, y như là chim non nép vào người. Tại Phạm Anh ở sâu trong nội tâm, tổng cho rằng Phạm Nhạc là thắng qua mình hết thảy đều là từ Phạm Nhạc nơi đó trộm cắp mà tới. Như thế vừa so sánh, Tiêu Phàm liền thực tế quá cao cao tại thượng, trên loại tâm lý này ưu thế, không ít thời điểm đều có thể tại đàm phán bên trong phát huy tác dụng rất lớn. Tiêu tiên sinh,
ta dò nghe, tìm kiếm thuần âm nữ tử cùng thuần dương nam tử, đúng là đại quốc sư chính miệng ra lệnh. Hết thảy cần 6 đôi âm dương nam nữ, trước mắt Ma Cưu Trang Viên đã có 4 cặp, còn kém 2 đôi, muốn tại trong nửa tháng tìm đủ. Thấy Tiêu Phàm không nói một lời, Phạm Anh cũng liền lập tức cắt vào chính đề. Hết thảy 6 đôi, Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Sa không khỏi liếc nhau một cái, đều lập tức nghĩ đến có quan hệ Ma Cưu đại quốc sư xúc quỷ nghe đồn, cũng là 6 đôi. Trong lúc này, khẳng định có chút tất nhiên liên hệ. Như vậy, đại quốc sư muốn những này âm dương nam nữ đến cùng là dùng làm gì? Nghe Y Sun nói, là vì thiên quỷ hàng. Nếu như trực tiếp cùng xúc dưỡng âm bộc hợp thể, nguy hiểm quá lớn, liền xem như đại quốc sư cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cho nên, hợp thể trước đó, muốn để âm bộc trước cùng những này âm dương nam nữ hợp thể, dung hợp bọn hắn sinh hồn, cuối cùng lại hợp mà vì một, cùng đại quốc sư hợp thể, thiên quỷ hàng, liền có thể luyện xong rồi. Phạm Anh ngược lại là không tiếp tục giấu giếm cái gì, một hơi đều nói ra, bất quá sắc mặt lại không nhịn được trở nên tái nhợt, một bên nói một bên nhịn không được nhìn bốn phía. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn coi như chân chính phản bội Ma Cưu đại quốc sư. Một khi sự tình bại lộ, dù là chạy đến chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trên thế giới này, có mấy người có thể đào thoát Ma Cưu đại quốc sư truy sát. Chương 482, đại quốc sư giết đến tận cửa. Cùng thiên Nga đen quán cà phê ồn ào náo động náo nhiệt vừa vặn tương phản, thời khắc này hoàng phủ yên tĩnh, mặc dù còn không phải quá muộn, đa số gian phòng đều đèn sáng, trong phủ đèn đường cũng lóe lên, nhưng tương đối hoàng phủ diện tích mà nói, những này đèn đuốc hay là lộ ra quá lẻ tẻ, toàn bộ hoàng phủ tựa hồ cũng lâm vào trong màn đêm, hoặc nhiều hoặc ít có chút thê lương chi ý. Giống như quá khứ, vừa đến trời tối, liền không người dám tại tiếp cận Tô Nam giảm nhiều đầu sư ở lại biệt thự. Từ khi vào ở Hoàng Phủ, Tô Nam liền không thế nào lộ mặt qua, suốt ngày ở tại biệt thự bên trong, không có người biết vị này Nạp Cát phái giáo chủ đại nhân đến ngọn nguồn tránh ở trong phòng làm cái gì. Lại càng không có người có can đảm tận lực đi điều tra. Nhưng buổi tối hôm nay, Hoàng Phủ cùng Tô Nam ở biệt thự yên tĩnh, bị đánh vỡ. Biêu ca, rút điếu thuốc, đóng tại Hoàng ngoài cửa phủ bảo tiêu A4, móc ra thuốc lá kính cho Biêu ca một chi. A Biêu là bọn hắn tổ này người lão đại. Tại Hoàng Phủ làm việc rất nhiều năm, chịu mệt nhọc, lại có gan có biết, rất được Hoàng Lão Gia coi trọng. Như không phải là bởi vì A Biêu văn hóa quá thấp, Hoàng Lão Gia đã sớm cất nhắc hắn đi công ty khi bộ môn người phụ trách. Nhưng cái này mảy may cũng không ảnh hưởng A Biêu tại một đám bảo tiêu bên trong danh vọng, mỗi một vị người mới, đều đối Biêu ca cung kính có thừa. A Biêu tiện tay tiếp nhận A4 đưa tới thuốc lá, ngậm lên miệng, ánh mắt nhưng như cũ cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh, nghiêm phòng có khả nghi người tiếp cận. Đây là A Biêu nhân sinh tín điều cầm người ta tiền lương, liền muốn xứng đáng phần này tiền lương. A4 một bên cho Biêu ca nhóm lửa thuốc lá, vừa cười nói, Biêu ca, buông lỏng một chút, đừng khẩn trương như vậy, không có việc gì. Bây giờ chúng ta trong phủ, chẳng những có Ngọc Dương quan mấy vị chân nhân tọa chấn, còn có một vị siêu cấp giảm nhiều đầu sư tại kia xử lấy, người bình thường ai dám đến tìm phiền toái A. Tại A nhìn quanh đến, có như thế một đống cường nhân ở bên trong. Bọn hắn mấy cái này sẽ chỉ múa đao làm súng bảo tiêu, đơn giản chính là ứng cái cảnh, góp người số thôi. Bây giờ Hoàng Phủ, sớm đã vững như thành đồng. A Biêu trùng điệp hít một ngụm khói, lại nặng nặng từ mũi khổng lý phun ra ngoài, lắc đầu, nói, lời nói không phải nói như vậy. Chúng ta cầm lão ra mở tiền lương, liền muốn xứng đáng mình cái này bát cơm. Ngọc Dương quan chân nhân cùng Tô Nam giáo chủ là lợi hại, lại không biểu hiện chúng ta có thể thư giãn. Dù là sớm cho bọn hắn báo cảnh sát cũng là tốt. Hắc hắc, Biêu ca, nếu thật là đến như thế nhân vật lợi hại, chúng ta báo không báo cảnh, lại quản cái gì dùng. Lại nói, toàn bộ Lạc Gia Thành, trừ phi Ma Cưu đại quốc sư tự mình tới, những người khác thật đúng là không để vào mắt. A4 có chút xem thường nói. Khoảng thời gian này, hắn thường xuyên cùng A Biêu cộng tác, chậm rãi quen, có mấy lời cũng liền dám nói. Đều nói Giang Sơn dễ đổi họ gốc cũng khó rời đi. A4 là như vậy họ cách, mình cũng không khuyên nổi hắn. A Biêu lắc đầu, không nói gì nữa, chỉ là lần nữa trùng điệp hít một hơi thuốc lá, đột nhiên, nguyên bản nhắm lại hai mắt lập tức trợn thật lớn. Chỉ thấy một đầu đen xì bóng người, chính chậm rãi hướng về Hoàng Phủ Đại Môn đi tới. Cong ánh đèn, thấy không rõ lắm người tới tướng mạo. A Biêu chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt rét run, trước mắt đạo nhân ảnh này, như có như không, không giống như là người sống. Người nào, dừng lại. A Biêu bỗng nhiên đem ngậm lên miệng thuốc lá nhổ ra, tay phải phản xạ có điều kiện như duỗi ra, đem to lớn phỏng chế 5-4 thức tay súng rút ra,
cùng cục một tiếng, đỉnh đạn lên đạn, họng súng đen ngòm trực chỉ mà trước. Mặc kệ đến là người hay quỷ, đã hắn a bưu thủ tại chỗ này, liền không thể dạng này vô thanh vô tức đem nó thả quá khứ. Đạo nhân ảnh kia đối này nhìn như không thấy, tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, thậm chí ngay cả đầu đều không có hướng bên này xoay một chút. Bốn phía yên lắng như tờ, A Bưu thậm chí liền thân bên cạnh A4 răng lạc lạc rung động thanh âm đều nghe được nhất thanh nhị sở, lại vẫn cứ nghe không được nửa điểm tiếng bước chân, đạo nhân ảnh kia thật giống như bồng bềnh tại đường trên mặt, hai chân đều chưa từng chĩa xuống đất như. Âm quỷ, A Bưu rốt cục ở trong lòng có phán đoán, dù là A Bưu dũng khí rất hào, lúc này nắm súng hai tay cũng không chịu được nhẹ nhàng run rẩy lên. Đến nếu thật là âm quỷ, năm bốn thức tay súng lực sát thương lại lớn, cũng là không dùng được. Nhiều lần, A Bưu ngón trỏ tay phải đều đã chụp tại cò súng phía trên, chính là ép không đi xuống. Hắn thật không dám hướng một tên âm quỷ mở súng. Không hề nghi ngờ, cái này âm quỷ không là hướng về phía bọn hắn đến, hắn A Bưu chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, A4 canh thêm không có ý nghĩa. Không đến mức có hàng đầu sư sẽ xuất động âm quỷ đến đối phó bọn hắn. Thế nhưng là mình một khi mở súng, vạn nhất chọc giận quỷ vật này, hậu quả liền thật thiết tưởng không chịu nổi. Gần, Bưu ca, là người. Một mực tại bên cạnh toàn thân run rẩy A4, bỗng nhiên hét dầm lên, thanh âm cực lớn, kém chút đem A Bưu màng nhĩ trực tiếp đâm xuyên, ở trong trời đêm xa xa chuyển dương lái đi, nghe mười phần khiếp người. Kỳ thật khỏi phải A4 nhắc nhở, A Bưu cũng đã thấy rõ ràng. Chậm rãi đi tới bóng đen này, không phải âm quỷ, mà là một người, sống sờ sờ có máu có thịt người. Này người vóc dáng cũng không quá cao, có thể nói là vóc dáng thấp nhỏ, mặc đan mạn quốc truyền thống trang phục, khoan bào đại tụ, tại u ám đèn đường chiếu xạ phía dưới, trang phục bên trên kim tuyến thậm chí còn ngẫu nhiên lóng lánh kim quang. Đây là một loại phi thường lộng lẫy phục sức, bình thường đến nói, chỉ có địa vị 10 điểm tôn sùng bản thổ nhân sĩ, mới có thể mặc y phục như thế. Hoa Kiều đại nhân vật sẽ không mặc loại này phục sức. Người tới dưới hàm một bộ ngắn râu, tu bổ đến mức rất chỉnh tề, hai mắt tinh quang lấp lóe, nghiêm nghị có uy, vậy mà là một vị cực có khí độ thân sĩ, bởi vì khuất bóng quan hệ, không thể chính xác phán đoán tuổi của hắn, nhưng nghĩ đến sẽ không quá trẻ tuổi. Dạng này một vị uy phong lẫm liệt đại nhân vật, vừa mới xuất hiện thời điểm, lại bị A Bưu cùng A4 xem như âm quỷ, thực tế là rất kỳ quái. Nhưng A Bưu cùng A4 vừa rồi cảm giác nhưng cũng là chân chân thật thật, xác thực không giống như là đối mặt với một người sống. Cái này theo tới người mặc cái gì dạng phục sức không quan hệ, chính là một loại cảm giác đặc biệt. Vị tiên sinh này, xin dừng bước, nơi này là địa phương tư nhân, không thể xông loạn. Xác định đến chính là người không phải quỷ, A Bưu lập tức dũng khí tráng rất nhiều, đồng thời lời nói cũng khách khí nhiều. Cứ việc nơi này là người Hoa khu quần cư, đối người thổ dân có trời sinh kỳ thị chủng tộc. Thế nhưng là cũng tùy từng người mà khác nhau. Người tới rõ ràng không hề tầm thường, tuyệt không phải A Bưu bọn hắn có thể tùy ý quát lớn. Mắt thấy người tới không phản ứng chút nào, A Bưu cho là hắn nghe không hiểu tiếng nói của mình, vội vàng lại dùng nơi đó thông dụng thổ dân ngôn ngữ thuật lại một lần, ngữ khí thoảng qua lên một điểm biến hóa, không bằng vừa rồi như vậy cung kính. Mấy chục năm qua dưỡng thành kỳ thị người thổ dân thói quen, không phải tốt như vậy đổi. Loại này cực kỳ biến hóa rất nhỏ. Lập tức liền bị người tới bắt được, con mắt sốt cục hướng bên này nhìn sang, đồng thời một tiếng lạnh hừ. Cái này hừ lạnh một tiếng cũng không thế nào vang dội, nhưng nghe tại A Bưu cùng A4 trong tai, quả thực như là trên trời kinh lôi, rung động ầm ầm. Hai người đồng thời kêu thảm, xoạch, tay súng rơi xuống đất, lập tức ôm chặt lấy đầu, một ngồi ngay đó, thống khổ co quắp. Người tới lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không tiếp tục nhìn bên này một chút, chậm rãi hướng về hoàng phủ cửa lớn đóng chặt đi tới. Hoàng phủ cái này đại trạch viện, là phảng phất cổ kiến trúc, cửa lớn đóng chặt từ nặng nề gỗ lim chế tạo, nhìn qua, 10 điểm dày đặc. Hoa phục nam tử vừa một đi tới cửa trước, nặng nề dày đặc gỗ lim đại môn liền phát ra kéo kẹt trầm đục, tựa hồ ngay tại tiếp nhận một loại nào đó cực kỳ áp lực cực lớn, đồng thời thoáng qua ở giữa đã ngăn cản không nổi, một tiếng vang thật lớn, hai phiến nặng nề đến cực điểm gỗ lim đại môn ầm vang ngã xuống. Hoa phục nam tử vừa nhấc chân, phiêu nhiên đi vào. Nguyên bản ẩn thân ở gỗ lim đại môn một bên hai vị trạm gác ngầm, cũng cùng A Bưu A4 đồng dạng, che lỗ tai co quắp tại địa, không ngừng run rẩy. Hoàng phủ nguyên bản tính được thực lực hùng hậu bảo tiêu đội ngũ, tại hoa phục nam tử trước mặt, thật giống như người rơm thú bông, hoàn toàn không chịu nổi một kích, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, thậm chí hoa phục nam tử đều khỏi phải thân tự xuất thủ, liền đã bị tùy tiện phá hủy. Đối với những người hộ vệ này,
Hoa phục nam tử ép căn bản không hề nửa điểm để vào mắt, chỉ là chậm rãi hướng về phía trước, mục tiêu tựa hồ là Tô Nam ở biệt thự. Không ai dám tại ngăn cản. Hoàng phủ bảo tiêu đội ngũ tự nhiên không chỉ như vậy chỉ là 4 người, nhưng những hộ vệ khác đã sớm bị hoa phục nam tử khí thế kia trấn trụ, không có bất kỳ người nào còn dám nhổ súng tương hướng. Hoa phục nam tử đối bọn hắn một chút hứng thú đều không có, cũng chưa từng lại ra tay với bọn họ. Tại hoa phục nam tử trong mắt, những người này bất quá chỉ là sâu kiến tồn tại. Trải qua một chỗ ánh đèn tương đối sáng tỏ địa phương, rốt cục có người thấy rõ ràng hoa phục nam tử mặt. Kia là một trương đen nhánh gương mặt, có điển hình bản địa người thổ dân hình dạng đặc thù, chỉ là kia uy phong kia khí độ, hoàn toàn không phải cái khác người thổ dân có thể so, tựa hồ tay nắm lấy thiên hạ quyền sinh sát, chỉ trong một ý nghĩ, liền có thể định người sinh tử. Dù coi như tại có kỳ thị chủng tộc truyền thống Hoa Kiều bảo tiêu trong mắt, cũng không có người có can đảm toát ra có chút bất kính ánh mắt. Còn không có cùng nhìn thật cẩn thận, ánh đèn tối sầm lại, hoa phục nam tử có đi tiến vào tương đối u ám địa vực. Cư sĩ xin dừng bước, hoa phục nam tử chuyển qua một đạo hành lang, phía bên phải là thông hướng Tô Nam ở biệt thự, bên trái cách đó không xa chính là Hoàng Thanh Vân người một nhà ở lại biệt thự lớn. Một người trung niên mão vàng từ chỗ tối chuyển ra, hướng về hoa phục nam tử đánh một cái chắp tay, trầm giọng nói. Là nguyên thành tử đích truyền một trong, ngươi là Ngọc Dương Quan đạo sĩ. Hoa phục nam tử rốt cục dừng bước, bình tĩnh nhìn qua hắn, lạnh nhạt hỏi, thế mà là rất thuần chính Hán ngữ tiếng phổ thông. Vô lượng thọ phúc, bần đạo Kim Dương, chính là Ngọc Dương Quan người xuất gia. Xin hỏi cư sĩ, trung niên đạo sĩ Kim Dương tử một câu nói còn chưa dứt lời, liền bị hoa phục nam tử đánh gãy, từ tốn nói các ngươi Ngọc Dương Quan không phải luôn luôn tự xưng công chính vô tư sao. Làm sao cho tư nhân làm lên bảo tiêu đến rồi, lúc nào đổi quy củ, bắn liên thanh, không chút khách khí. Kim Dương tử có chút lúng túng cười một tiếng, đồng thời trong lòng cũng có một cơn lửa giận bay lên, dưới da thịt không cười nói, thật xin lỗi cư sĩ, đây là chúng ta Ngọc Dương Quan việc nhà, không nhọc ngoại nhân quan tâm. Thật sao, nói như vậy, các ngươi Ngọc Dương Quan là con rùa ăn quả cân quyết tâm, nhất định phải cùng ta ma cưu đối nghịch rồi. Hoa phục nam tử chậm rãi nói. Ngữ khí đã kinh biến đến mức băng lãnh. Ma Cưu, hắn chính là Ma Cưu đại quốc sư, thế mà tự mình giết đến tận cửa, trách không được khí thế như vậy khinh người, không thể cùng kháng. Chương 483, đừng tìm ta đối nghịch. Kim Dương tử càng là quá sợ hãi, đăng 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 về sau liền lùi lại mấy bước, liên tục không ngừng xá giải tới đất, kính cẩn nói Kim Dương tử tham kiến đại quốc sư. Thanh âm đều kìm lòng không đặng run rẩy lên. Có vẻ như hắn vừa rồi ngăn lại đại quốc sư con đường, còn có chút nói năng lỗ mãng. Tại các đại nhân khác vật trước mặt, cái này cũng không có gì, nhiều nhất chính là ấn tượng không được tốt, gây nên đại nhân vật trong lòng không vui, coi như đắc tội là Đan Mạn quốc tối cao Xô Đăng, hậu quả cũng sẽ không có cỡ nào nghiêm trọng. Nhưng là, lúc này hắn đắc tội là Ma Cưu, Đan Mạn quốc thứ nhất hàng đầu sư. Ma Cưu lạnh hừ một tiếng, ống tay áo hướng phía trước phất một cái. Kim Dương tử chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực thẳng đụng tới, còn đến không kịp nhấc lên trong đan điền hơi thở chống đỡ, cự lực đã trùng điệp đâm vào trên ngực, Kim Dương tử quát to một tiếng, cả người ly khai mặt đất, hướng về sau bên cạnh thẳng bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra xa 5, 6 mét, đang hướng về đường mòn bên cạnh bén nhọn kim loại hàng rào rớt xuống. Hiển nhiên chính là xuyên ngực nứt bụng chi hỏa, trong lúc nguy cấp, một bóng người từ bên cạnh lóe ra, nhanh như mũi tên, trong chớp nhoáng liền đến Kim Dương tử trước mặt. Trong tiếng hít thở, một chưởng đánh ra, chính giữa Kim Dương tử đầu vai. Kim Dương tử lại là kêu to một tiếng, thân thể hoành bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại mặt cỏ bên trong, rơi chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới, vô một chỗ không đau. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xuất thủ cứu giúp, dĩ nhiên chính là sư phụ hắn, Ngọc Dương Quan trụ trì chân nhân, Lạc Già Thành Long môn phái chi mạch trưởng giáo Nguyên Thành tử. Ma Cưu đại quốc sư xuất tay thực tế quá nhanh quá mức bá đạo. Dù coi như Nguyên Thành tử võ công cao cường, đoạt ra, cũng không thể thong dong hóa giải Ma Cưu đại quốc sư thế công, chỉ có thể dùng loại này lớn mất thể diện phương thức đến giải cứu đồ đệ nứt bụng chi ách. Không nói chuyện còn nói ra đến, tại Ma Cưu đại quốc sư đã xuất thủ dưới tình hình, còn có thể ngạnh sinh sinh cứu trở về đồ đệ một cái mạng, Nguyên Thành tử cũng đầy đủ khoe khoang. Vô lượng thọ phúc, Ngọc Dương Quan Nguyên Thành tử, gặp qua Ma Cưu đại quốc sư. Nguyên Thành tử cách xa xa, chừng 4-5 mét khoảng cách. Hướng về Ma Cưu đại quốc sư đánh cái chắp tay, ngữ khí cũng phi thường kính cẩn. Tại Đan Mạn quốc, liền không người nào dám đối đại quốc sư vô lễ, bao quát tối cao Xô Đăng cùng chính búa thủ lĩnh thậm chí quân đội đại lão ở bên trong, đều là giống nhau.
tại đại quốc sư trước mặt, đều là kính cẩn khách khí đến 10 điểm. Đại quốc sư thật muốn tìm ngươi để gây sự, ngươi cho dù có 100.000 súng ống đầy đủ quân đội bao quanh hộ vệ, chỉ sợ cũng khó có thể chu toàn. Nguyên Thành đạo trưởng, trước kia ta chưa hề can thiệp qua các ngươi Ngọc Dương Quan cùng đạo giáo tại Lạc Già Thành phát triển, đó là bởi vì ngã kính trọng các ngươi cùng là thuật pháp một mạch. Qua nhiều năm như vậy, Ngọc Dương Quan làm việc coi như thủ quy củ, không có quá mức phân, ta liền có thể khoan nhượng phải hạ. Làm sao hiện tại, các ngươi muốn giúp lấy đừng người cùng ta, không cổ phái, đối nghịch a? Ma Cừu đại quốc sư nhìn về phía Nguyên Thành tử, không chậm không nhanh nói, ngữ khí sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, không có ý tức giận. Nguyên Thành tử lại khom người một chút, kính cẩn nói, không dám. Đại quốc sư hiểu lầm, chúng ta tuyệt không ý này. Chủ yếu là những này thời gian, Xá Điệt Hoàng Thanh Vân thân thể có chút không lớn dễ chịu, cho nên ta mới mang mấy tên đồ đệ ở đây chữa bệnh cho hắn, cũng không có ý tứ gì khác. Nói thì nói như thế, Nguyên Thành tử trong lòng lại là không ngừng kêu khổ. Trên thực tế, hắn đã cùng Tô Nam còn có Tiêu Phàm bọn hắn trên cơ bản đã thành chung nhận thức, như là Ma Cừu đại quốc sư lời nói, muốn cùng Ma Cừu cùng không cổ phái đối nghịch. Nhưng là hiện tại cùng đại quốc sư mặt đối mặt, Nguyên Thành tử lại nào dám thừa nhận. Thực tế không nghĩ tới, Ma Cừu đại quốc sư sẽ đích thân giết đến tận cửa. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm vừa vặn không tại, Tô Nam có phải là sẽ ra tay, cũng còn chưa biết. Liền hắn Nguyên Thành tử cùng mấy vị môn nhân, cùng Ma Cừu đại quốc sư đối đầu, kia là nửa điểm chiến thắng nắm chắc đều không có. Nếu Ma Cừu đại quốc sư tức giận, Tiêu Phàm lại không thể kịp thời đuổi tới, Tô Nam cũng không xuất thủ, chỉ sợ bọn họ Ngọc Dương Quan tinh anh cùng toàn bộ hoàng phủ, sẽ tại đêm nay bị Ma Cừu đại quốc sư giơ tay ở giữa liền toàn bộ hủy diệt. Nguyên Thành tử cùng Ngọc Dương Quan toàn bộ tinh anh, nếu như cùng phổ thông giảm nhiều đầu sư giao đấu, thắng bại còn tại cái nào cũng được ở giữa. Nhưng mà cùng Đan Mạn quốc mấy chục năm qua kiệt xuất nhất đại quốc sư giao đấu, thắng bại trên cơ bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Tại Nguyên Thành tử trong lòng, liền coi như bọn họ tam phương liên thủ, muốn vặn ngã Ma Cừu đại quốc sư, đều cần đi qua tinh tế chuẩn bị, mới có như vậy một tia phần thắng. Cho nên Tiêu Phàm đưa ra muốn mượn Ngọc Dương Quan địa phương, cầm nã Phạm Anh, Nguyên Thành tử không chút do dự liền đáp ứng. Bất kể nói thế nào, Phạm Anh là Y Sun đắc ý, là Ma Cừu đồ tôn. Vô luận nhiều kiên cố thành lũy, từ nội bộ công phá tổng so từ ngoại bộ cường công muốn tiết kiệm lực được nhiều, tỷ lệ thành công cũng phải lớn hơn nhiều. Ai ngờ kế hoạch của bọn hắn mới vừa vặn triển khai, Phạm Anh còn không có cung cấp bất luận cái gì tin tức hữu dụng, mà Cừu đại quốc sư liền đoạt trước một bước giết đến tận cửa. Đại quốc sư, ngài thật đúng là không theo quy củ ra bài a. Không mang chơi như vậy, thế nhưng là đại quốc sư nhất định phải theo mình sáo lộ ra bài, Nguyên Thành tử cũng chỉ có thể dương mắt nhìn không có cách nào. Là như vậy sao? Dưới ánh đèn lờ mờ, Ma Cừu đại quốc sư một đôi tinh quang lấp lóe đôi mắt, yên lặng chăm chú vào Nguyên Thành tử trên mặt, ngữ khí nhàn nhạt, hoàn toàn nghe không ra hắn phải chăng thật tin tưởng Nguyên Thành tử tự biện. Theo ta được biết, những này thời gian các ngươi một mực ở chỗ này, ta một vị lão bằng hữu cũng may mắn thế nào chạy tới, đồng dạng ở chỗ này. Nguyên Thành đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, cái này thuần túy là trùng hợp a? Cái này, Nguyên Thành tử ngập ngừng nói. Không biết nên trả lời như thế nào. Tô Nam liền ở tại cách đó không xa, trong lúc này, Nguyên Thành tử đã không thể hướng Ma Cừu đại quốc sư thẳng nhận việc, dẫn tới Ma Cừu lập tức trở mặt, như vậy ra tay với bọn họ. Lại cũng không thể nhiều mặt rảo biện, bởi như vậy, không miễn cho tội Tô Nam. Bọn hắn nguyên bản liền yếu ớt vô so đồng minh, sợ rằng sẽ lập tức tan rã. Vô luận loại kia hậu quả, đều là hắn cùng Ngọc Dương Quan không chịu đựng nổi. Không có Tô Nam cùng Nạp Cát phái gia nhập liên minh, đơn thuần dựa vào Ngọc Dương Quan cùng Tiêu Phàm lực lượng của ba người, muốn đánh bại Ma Cừu cùng không cổ phái mười mấy tên hàng đầu sư, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Đương nhiên, nếu như cẩn thận phân tích lời nói, Ngọc Dương Quan sở dĩ trôi lúc này vũng nước đục, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Thanh Vân quan hệ, mà Hoàng Thanh Vân địch nhân, chỉ là Phạm Anh, nhiều nhất còn dính dáng đến Y Sun, cùng Ma Cừu đại quốc sư, bây giờ không có nửa phân quan hệ. Hiện tại Phạm Anh đã bị Tiêu Phàm chế phục, Ngọc Dương Quan hoàn toàn không có nhất định muốn cùng Ma Cừu đối nghịch lý do. Chỉ bất quá, Nguyên Thành tử thật muốn lùi lại từ đây lời nói, dẫn đến Tiêu Phàm không có thể thuận lợi cầm tới Xích Viêm Thảo, như vậy Tiêu Phàm là có hay không sẽ đem Phạm Anh giải quyết, diệt trừ bọn hắn hoàng gia họa lớn trong lòng, vậy nhưng liền không nói được. Chí ít Nguyên Thành tử cảm thấy mình nếu như cùng Tiêu Phàm đổi chỗ mà xử, chắc chắn sẽ không đại độ như vậy. Các ngươi đều không giúp ta xuất lực, lại nghĩ tại ta chỗ này chiếm tiện nghi, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy.
vị này Lạc Già Thành người Hoa lãnh tụ tinh thần, còn chưa hề cảm giác được như thế làm khó qua. Nói như vậy, đại quốc sư là chuyên vì ta mà đến rồi. Ngay tại Nguyên Thành Tử quẫn bách không chịu nổi thời điểm, Tô Nam thanh âm, ở bên kia biệt thự bên trong truyền ra, đồng dạng bình tĩnh lạnh nhạt, không có nửa phân nổi sóng chập trùng, tựa hồ đây hết thảy đã sớm tại trong dự liệu của hắn. Ha ha, Tô Nam giáo chủ rốt cục nguyện ý cùng gặp mặt ta rồi sao? Vừa nghe đến Tô Nam thanh âm, mà cựu đại quốc sư lập tức đem Nguyên Thành Tử cùng Ngọc Dương Quan các đạo sĩ ném qua một bên, vứt bỏ như giày rách, chuyển hướng bên kia biệt thự. Cứ việc mặt ngoài nhìn qua, mà cựu hay là như là vừa rồi trấn tĩnh tự nhiên, Nguyên Thành Tử lại có thể rõ ràng cảm ứng được, mà cựu trên thân, một cỗ lăng lệ vô song sát khí phóng lên tận trời, nháy mắt như lâm đại địch. Nguyên Thành Tử quá sợ hãi, dưới chân chậm rãi di động, xuất lĩnh lấy mấy tên, dần dần hướng chỗ xa hơn thối lui. Đan Mạn quốc thuật pháp giới sớm đã có truyền ngôn, nói Tô Nam là có hy vọng nhất kế nhiệm đại quốc sư hàng đầu sư, nói cách khác, Tô Nam là ma cưu phía dưới thứ nhất hàng đầu sư, từ ma cưu thời khắc này biểu hiện đến xem, quả là thế. Khó trách ma cưu tối nay sẽ tự thân xuất mã, ngoại trừ chính hắn, không cổ phái cái khác bất luận cái gì hàng đầu sư, bao quát Hi Sun ở bên trong, đều không phải Tô Nam đối thủ, phái bọn hắn đến, thuần túy là chịu chết. Không có người để ý Nguyên Thành Tử động tác. Cũng không phải nói, Nguyên Thành Tử tại ma cư cùng Tô Nam trong mắt địa vị như vậy dưới đáy, mấu chốt đạo môn cùng hàng đầu sư, vốn cũng không phải là một mạch. Đan Mạn quốc trong lịch sử, đạo giáo cùng hàng đầu sư cũng chưa phát sinh qua xung đột quá lớn. Chân chính đánh túi bụi, ngược lại là hàng đầu sư chính mình. Bây giờ chính chủ lộ diện, ma cư nơi nào còn có tâm tư đến chú ý Nguyên Thành Tử cùng Ngọc Dương Quan các đạo sĩ. Chỉ cần phá tan Tô Nam. Nguyên Thành Tử chẳng lẽ còn thực có can đảm cùng ma cưu đại quốc sư đối nghịch không thành? Một đạo như có như không bóng người, tại biệt thự trước hiển hiện ra. Chính là Nạp Cát phái giáo chủ Tô Nam, cùng ma cưu đại quốc sư đồng dạng, Tô Nam cũng mặc Đan Mạn quốc truyền thống trang phục, bao lấy hoa lệ đồ trang sức. Bất quá ma cưu đại quốc sư mặc chính là áo bào đen, kim tuyến thêu bên cạnh. Mà Tô Nam xuyên thì là bạch bào, cũng là kim tuyến thêu bên cạnh. Tô Nam dáng người so sánh ma cưu hơi cao. Nhìn qua cũng là khí độ nghiêm nghị. Tương đối mà nói, ma cừu càng giống bản địa thổ dân, Tô Nam làn da càng thêm mấy phân. Đan Mạn quốc danh vọng cao nhất hai vị giảm nhiều đầu sư, cứ như vậy đụng vào nhau. Tô Nam giáo chủ, người rốt cục đến, ta liền biết, người khẳng định sẽ nhịn không được. Ma cừu đại quốc sư khóe miệng dần dần hiện lên vẻ tươi cười, cũng không biết là mỉa mai hay là xem thường, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Tô Nam cười nhạt một tiếng. Nói, đại quốc sư quả nhiên là liệu sự như thần, ta có thể không tới sao? Người đều đã giơ cao đồ đao, cũng liền dung không được ta lại trốn trốn tránh tránh. Ma cừu song mi có chút giơ lên, rất kinh ngạc nói, Tô Nam giáo chủ cớ gì nói ra lời ấy. Xem ra đối hiểu lầm của ta rất sâu a. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần Tô Nam giáo chủ nguyện ý, ta lập tức hướng Su Đăng từ đi đại quốc sư chức vụ, đề cử Tô Nam giáo chủ kế nhiệm. Nguyên Thành đạo trưởng cũng ở nơi đây. Nhưng làm chứng cho ta. Ta đã nói như vậy, liền tuyệt không đổi ý. Ha ha, Tô Nam ngửa mặt lên trời cười ha hả, một bên cười một bên lắc đầu. Đại quốc sư, đều đến cái này quan khẩu, người thế mà còn tại nói lời như vậy, coi ta là 3 tuổi tiểu hài a. Thật muốn cho phép người luyện thành, thiên quỷ hàng, cái kia còn có chúng ta những người này đường sống. Thiên quỷ hàng 3 chữ vừa mở miệng, mà cừu lập tức thốt nhiên biến sắc, ánh mắt lập tức trở nên âm lệ vô so. Chương 484, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Tô Nam, ma cừu đại quốc sư một tiếng gào to, đánh gãy Tô Nam ngôn ngữ, thanh sắc câu lệ. Người dù sao cũng là nổi danh giảm nhiều đầu sư, như vậy, cũng có thể nói loạn. Người đây là đối kéo quấn lại bên trong lớn thiên vương bất kính. Trong truyền thuyết Nam Dương hàng đầu sư thủy tổ kéo quấn lại bên trong, được xưng là thiên quỷ vương, cũng bị tôn xưng là lớn thiên vương. Đa số hàng đầu sư đối vị này trong truyền thuyết thủy tổ, tôn thờ. Đại quốc sư một phát giận, Nguyên Thành Tử cùng hắn nhóm không khỏi hãi nhiên thất sắc, liếc nhìn nhau, đều các từ trong mắt đối phương đọc được thật sâu vẻ sợ hãi. Nhiều năm trước tới nay, mà cừu đại quốc sư thật giống như thần minh đồng dạng, cao cao tại thượng, cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái tầng cấp người. Thậm chí bọn hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền nghe nói qua ma cừu uy danh hiển hách. Có thể không nói khoa trương chút nào. Bọn hắn là nghe ma cưu các loại truyền kỳ cố sự lớn lên. Bây giờ, cái này thần thoại nhân vật liền đứng tại trước mặt bọn hắn, chân thật như vậy, để bọn hắn không sợ, ai cũng không có bản sự này. Tô Nam tự nhiên không có bị hù sợ,
vẫn như cũ tỉnh táo nhìn xem Ma Cưu, cười nhạt một tiếng, nói, đại quốc sư liền không cần thiết lừa mình dối người, kế hoạch của ngươi, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Chẳng lẽ ngươi đêm nay tự thân tới cửa, là tới tìm ta nói chuyện phiếm sao? Ma Cưu trầm mặt, lạnh lùng nói, Tô Nam, ngươi không tại lãnh địa của mình tĩnh tu, bỗng nhiên chạy đến Lạc Già Thành đến, ta đương nhiên muốn đi qua tìm hiểu một chút, nhìn xem ngươi đến cùng là dụng ý gì. Ta khuyên ngươi hay là thả thông minh một chút, không muốn xen vào việc của người khác. Ồ, xin hỏi đại quốc sư, muốn như thế nào mới có thể xem như thông minh đâu? Nếu như ta bây giờ rời đi Lạc Già Thành, đại quốc sư nguyện ý thả ta đi sao? Tô Nam hỏi ngược lại, trong giọng nói mang lên hết sức rõ ràng ý trào phúng. Không cần thiết, như là đã đến, vậy liền lưu lại làm nhiều mấy ngày khách. Ta tại trang viên chuyên môn an bài cho ngươi tĩnh thất, các loại đan dược và cái khác vật liệu, đều chuẩn bị 10 điểm sung túc, so nơi này tốt hơn nhiều. Theo ta về trang viên đi ở một thời gian ngắn đi. Ma Cưu không khách khí chút nào nói. Tô Nam liền cười, không còn để ý không hỏi Ma Cưu, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Thành Tử, mỉm cười nói, Nguyên Thành đạo hữu, hiện tại đến lượt ngươi làm quyết định. Tiếp tục thực hiện hiệp nghị của chúng ta, hay là lâm thời thay đổi chủ ý, hướng đại quốc sư quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều xem chính ngươi. Ma Cưu ánh mắt, như chớp giật liếc nhìn tới, ánh mắt âm lãnh băng hàn. Nguyên Thành Tử ngầm cười khổ không thôi, coi như hắn hữu tâm lùi bước, Tô Nam lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, cũng liền đem hắn tất cả đường lui đều chặt đứt. Ma Cưu đại quốc sư gì cùng dạng người, Tô Nam miệng bên trong cái gọi là tiếp tục thực hiện hiệp nghị, làm sao có thể nghe không hiểu là có ý gì. Đã Nguyên Thành Tử sớm đã cùng Tô Nam hợp mưu, muốn đối phó Ma Cưu, như vậy mặc kệ Nguyên Thành Tử dưới mắt làm thế nào loại lựa chọn, Ma Cưu trên thực tế đều đã sẽ không lại bỏ qua hắn. Đổi chỗ mà xử. Nếu như là Nguyên Thành Tử tại hoạt động tuyệt mật đại sự, cũng sẽ không bỏ qua bất luận một vị nào gần trong gang tấc địch nhân, để những địch nhân này còn sống, chính là lưu lại cho mình không thể dự báo tai họa ngầm. Nguyên Thành đạo hữu, ngươi Ngọc Dương Quan thật muốn làm loại này châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình sự tình. Mắt thấy Nguyên Thành Tử trầm ngâm không nói, Ma Cưu lạnh lùng hỏi. Còn không có cùng Nguyên Thành Tử mở lời, Tô Nam liền lạnh nhạt chen vào nói tiến đến, đại quốc sư, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi kỳ thật đã rất suy yếu, cho nên ngươi rất sợ hãi ta cùng Nguyên Thành đạo hữu liên thủ đối phó ngươi. Ta sợ hãi, quả thực là trò cười. Ma Cưu ngửa đầu cười ha hả, giọng nói vô cùng nó khinh thường nói. Đã ngươi không sợ, lấy năng lực của ngươi, cần gì phải lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng uy hiếp chúng ta, lại ý đồ phân hóa chúng ta. Trực tiếp đem chúng ta đều giết chết, chẳng phải là bớt việc được nhiều. Tô Nam không chút lưu tình vạch trần Ma Cưu nội tình. Lập tức nhìn về phía Nguyên Thành Tử. Nguyên Thành đạo hữu, Ma Cưu muốn, thiên quỷ hàng, hắn nhất định phải bảo trì thịnh vượng nhất thể lực cùng nhất hùng hậu pháp lực, nếu như trước đó tiêu hao pháp lực quá nhiều, thiên quỷ hàng thời điểm, sẽ xuất hiện đại phiền toái. Cho nên chúng ta hoàn toàn không cần thiết sợ hãi, hắn chưa hẳn liền có thể làm gì được chúng ta. Tô Nam vội vã nói, trong ba người, luận thuật pháp đả thương người uy lực, tựa hồ lấy Nguyên Thành Tử yếu nhất. Vậy mà lúc này giờ phút này, Nguyên Thành Tử lại thành song phương muốn tranh thủ mấu chốt. Tô Nam miệng bên trong là nói như vậy, trên thực tế trong lòng cũng bồn chồn. Dù sao đây chỉ là hắn phỏng đoán chi từ, chân tướng phải chăng như thế, hắn nhưng không có nửa phần nắm chắc. Vạn nhất phán đoán sai lầm, lấy hắn lực lượng một người, lại xa cách nơi ở của mình, muốn ngăn cản được Ma Cưu, rất không dễ dàng. Cái này ngay miệng, Nguyên Thành Tử thái độ liền trở nên 10 điểm trọng yếu. Ma Cưu ngược lại không muốn tranh thủ Nguyên Thành Tử cho mình hỗ trợ, cái kia cũng không thực tế. Nhưng nếu như có thể hù sợ Nguyên Thành Tử bảo trì trung lập, ai cũng không giúp, như vậy mình giao đấu Tô Nam thời điểm, nhẹ nhõm mấy phân cũng là tốt. Vị này Ngọc Dương Quan trụ trì chân nhân, đạo giáo Long Môn phái hải ngoại chi mạch trưởng giáo, cũng không phải tên soàng xính. Thật sao, vậy ngươi trước hết nếm thử cái này tư vị đi. Ma Cưu cười lạnh một tiếng, tay phải cong lại gảy nhẹ, một điểm lục oánh oánh ánh lửa. Siêu một tiếng, hướng về Nguyên Thành Tử kích bắn đi, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, liền bắn tới Nguyên Thành Tử trước người. Phanh, ánh lửa bỗng nhiên phóng đại, biến thành một cái lục oánh oánh hỏa cầu, chiếu rọi phải Nguyên Thành Tử cùng mấy vị môn nhân trên người trên mặt đều xanh mơn mởn, như là bị tô lại bên trên một tầng lục sơn cũng như. Không được, Nguyên Thành Tử giật nảy cả mình, tay phải ống tay áo một dương, một chương tiên diễm ướt át chu sa phù lục bay nhanh mà ra, đón gió phấp phới, hóa thành một đám lửa. Đem lục sắc hỏa cầu bao vây lại. Lập tức miệng lẩm bẩm, tay trái bấm quyết,
liền muốn cách làm đem cái này bị phù lục bao vây lại lục diễm thu phục. Lại chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, phù lục biến thành ngọn lửa màu đỏ đột nhiên nổ tung, lục sắc hỏa cầu cũng đồng thời nổ tung, tựa như một đóa đỏ lục giao nhau một loại ngọn lửa, lộng lẫy vô cùng nở rộ ra. Mau tránh ra, Nguyên Thành từ tay áo phất một cái, lập tức kình phong gào thét, đem trước mặt mình đỏ lục diễm lửa xa xa hất ra, đồng thời miệng bên trong lớn kêu ra tiếng. Kim Dương Tử mấy vị đắc ý đã sớm quá sợ hãi, từng cái luống cuống tay chân, có về sau bay ngược, có thì vung vẩy ống tay áo hoặc là tế ra phù lục, muốn ngăn cản. Nhưng Ma Cừu Đại Quốc Sư xuất tay gì cùng lăng lệ. Lúc này lại cử động làm, nơi nào còn kịp, trong nháy mắt, lục diễm liền dính vào ba cá nhân trên người. Sau đó, liền xuất hiện cực kỳ quỷ dị tình hình, chỉ thấy ba người trên quần áo, lục sắc diễm hỏa giống châu báu đồng dạng quang mang lấp lánh. Lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là xuyên thấu qua y phục của bọn hắn chui vào. Cái này nhìn qua rực rỡ màu sắc lục sắc diễm hỏa, vậy mà phảng phất là sống. Hàng đầu, ba người lập tức sắc mặt thảm biến, một người càng là lên tiếng kinh hô, thanh âm khàn giọng. Bóng người lóe lên, nguyên bản tại mấy mét bên ngoài Tô Nam bỗng nhiên liền đến trước mặt, hướng về phía trước một trường đánh ra, nháy mắt liền một biến hai nhị biến bốn, trường ảnh biết bao phiêu hốt. Bị lục diễm dính thể ba tên Ngọc Dương Quan, cũng không phải tên soàng xính. Trên thực tế, bọn hắn có thể theo Nguyên Thành Tử đến Hoàng Phủ tọa chấn, liền đã chứng minh bọn hắn là Ngọc Dương Quan một các cao thủ. Phổ thông, Nguyên Thành Tử sẽ không đưa đến nơi này, giúp không được gì không nói, thời khắc mấu chốt còn sẽ trở thành vướng víu. Mắt thấy Tô Nam không nói một lời liền đánh, ba người cho dù tại bối rối phía dưới cũng không có khoanh tay chịu chết, từng cái nhấc lên đan điền khí hơi thở. Huy quyền đá chân, liền muốn đón đỡ Tô Nam tiến công. Tất cả dừng tay, Nguyên Thành Tử ở một bên kịp thời quát to một tiếng. Tô Nam là một cùng giảm nhiều đầu sư, hàng đầu thuật lợi hại, kia là không cần phải nói, nhưng luận đến võ thuật chi đạo, liền chưa hẳn so Long Môn phái Tiên Thiên Huyền Công càng thêm tinh diệu, muốn trong chốc lát cầm xuống Nguyên Thành Tử ba vị đắc ý môn đồ, nào có dễ dàng như vậy. Nghe được sư phụ kêu gọi, ba người đều một cách tự nhiên sững sờ, động tác trên tay dừng một chút. Cứ như vậy chậm phải dừng một chút, chỉ nghe phanh 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 ba tiếng giòn vang, ba trên thân người đều trúng Tô Nam một trường. Ba người không chịu được hai mặt nhìn nhau, Tô Nam một màn này tay, thanh thế không nhỏ, làm sao đánh vào người, lại một điểm cảm giác đều không có. Đùa với đoàn người chơi vui à, bất quá sau một khắc, mọi người liền đều hiểu, chỉ thấy ba đám lục diễm bỗng nhiên lại tại ba người trên quần áo hiển hiện ra, giống như lục bảo thạch lấp lánh mấy lần. Liền dần dần trở nên ảm đạm, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba tên Ngọc Dương Quan đạo sĩ lúc này mới ý thức được, Tô Nam đây là đang cứu bọn họ, vội vàng cùng nhau hướng về Tô Nam đánh cái chắp tay, cung kính thanh âm tạ ơn Tô Nam giáo chủ ân cứu mạng. Lời này không chút nào khoa trương, đừng nhìn cái này lục diễm rực rỡ màu sắc, đẹp mắt cực kỳ, lại là từ Ma Cừu Đại Quốc Sư trong tay đánh ra đến, phổ thông hàng đầu sư rơi hàng đầu liền đã lợi hại vô so, huống chi Ma Cừu. Tô Nam nếu như trễ xuất thủ, ba người sợ rằng sẽ chết được thảm không nói nổi. Tô Nam khoát tay áo, thấp giọng nói, mọi người cẩn thận một chút, tốt nhất là kết trận tự vệ. Nguyên Thành Tử mấy vị này dòng chính môn đồ, cùng hàng đầu sư đối đầu, kia là không sợ hãi chút nào, nhưng cùng Ma Cừu cũng không tại một cái tầng cấp bên trên. Dưới tình huống bình thường, đụng phải Đại Quốc Sư, muốn bảo mệnh, biện pháp tốt nhất chính là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ngay cả đầu đều không cần về. Nhưng mà dưới mắt, lại đừng bảo là Ma Cừu tuyệt không cho phép bọn hắn chạy thoát, Tô Nam cũng không nghĩ bọn hắn cứ như vậy chạy. Trong lúc này, Tô Nam cần tập trung tất cả có thể sử dụng lực lượng, cộng đồng đối kháng Ma Cừu. Kim Dương Tử bọn người sức chiến đấu mặc dù yếu một điểm, dù sao cũng tốt hơn không có. Mà lại Tô Nam rất rõ ràng Ngọc Dương Quan trận pháp chi lực rất lợi hại, Kim Dương Tử bọn người nếu là kết trận tự vệ, dò xét chỗ trống cho Ma Cừu đến như vậy một chút. Làm bị thương Đại Quốc Sư kia là không cần nghĩ, có lẽ có thể tạo được một chút kiềm chế tác dụng. Kết bát hoang trận, nghe Tô Nam lời nói, Nguyên Thành Tử không chút do dự, lập tức vung tay lên, quát. Lập tức Kim Dương Tử cùng năm danh môn người lập tức chiếm ngũ phương phương vị, Nguyên Thành Tử ống tay áo hất lên, thân hình thoát một cái, đứng tại càn vị phía trên. Bát hoang trận là Ngọc Dương Quan Tổ Sư gia truyền thừa một cái đại trận, hùng hậu chỗ, có lẽ không bằng cửu cung bát quái trận, nhưng mà kỳ binh chi lực, còn hơn. Là cần gấp nhất chính là, kết trận thời gian rất ngắn, trong khoảnh khắc liền có thể bố trí xong. Thực tế là dã ngoại vội vàng tiếp địch lúc nhất dùng được pháp trận phòng ngự. Tô Nam vốn chỉ là để Ngọc Dương Quan môn nhân kết trận tự vệ,
không nghĩ tới Nguyên Thành Tử cũng tự mình gia nhập đại trận, Tô Nam cũng tịnh không ngăn trở. Chí ít cứ như vậy, mình cùng Ngọc Dương Quan ở giữa đồng minh quan hệ hợp tác, kia là không gì phá nổi. Không còn là một mình phấn chiến. Chương 485, Hoa Mỹ Hàng đầu thuật. Ma Cừu Đại Quốc sư lạnh lùng nhìn xem, cũng không có ngăn cản bọn hắn, cùng Nguyên Thành Tử cùng các đồ đệ bố trí xong trận thế về sau, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, Nguyên Thành đạo hữu, xem ra là quyết tâm muốn cùng ta làm đúng rồi. Chỉ tiếc Long Môn Phái tại Lạc Già Thành truyền thừa nhiều năm như vậy, muốn hủy ở đạo hữu trên tay. Một khi hạ quyết tâm, Nguyên Thành Tử lập tức liền chấn định lại, mắt nhìn Ma Cừu, chậm rãi nói, nếu như thiên mệnh như thế, kia cũng không thể nói gì hơn. Bất quá bần đạo cũng có một câu muốn khuyên nhủ đại quốc sư, thiên mệnh vô thường, đại quốc sư hay là không muốn nghịch thiên hành sự cho thỏa đáng. Ma Cừu cười lạnh một tiếng, nói ta nên làm như thế nào, không cần các ngươi tâm. Đã các ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nguyên Thành Tử cùng Tô Nam liếc nhau, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Đã đại chiến đã không cách nào tránh khỏi, kia cũng không cần phải lắm mồm, so tài xem hư thực tốt. Tô Nam tay trái bấm quyết, miệng bên trong thì thào cầu nguyện, từng đợt âm phong tịch đi lên, ngay cả bốn phía ánh đèn đều lập tức trở nên ảm đạm, Nguyên Thành Tử cùng mấy tên tựa như bỗng nhiên rơi vào trong hầm băng, không chịu được giật nảy mình dùng mình một cái. Hai đạo mơ hồ bóng đen, tại âm phong bên trong hiển hiện ra, miệng mũi giống như cùng sống người, chính là Tô Nam xúc dưỡng âm bộc. Cái này hai tên âm bộc, một nam một nữ, nhìn qua đều đã là người thanh niên, đen nhánh hai mắt, thẳng tắp tiếp cận Ma Cừu. Nguyên Thành Tử lấy làm kinh hãi. Hắn mặc dù không hàng đầu thuật, nhưng đối hàng đầu thuật 10 điểm hiểu rõ, rất rõ ràng hàng đầu sư xúc dưỡng âm quỷ, bình thường đều là thủ đoạn cuối cùng, hòa nói bên trong chỉ là dùng để tìm hiểu tin tức, hạ lạc hàng đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, không biết sai khiến âm quỷ đối địch. Cùng Ma Cừu Đại Quốc sư đối chiến, vừa mới bắt đầu, thậm chí chưa chân chính kéo ra màn che, Tô Nam liền đem âm quỷ triệu hoán đi ra, không biết là dụng ý gì. Chẳng lẽ là tồn liều mạng chi tâm, thậm chí ngay cả Ma Cừu trên mặt đều hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức lại hồi phục lạnh lùng thần sắc. Nghe qua Đại Quốc sư tế luyện âm bộc không giống bình thường, Tô Nam rất muốn lĩnh giáo một phen, mời Đại Quốc sư chỉ giáo. Tế ra hai tên âm bộc về sau, Tô Nam nhìn qua Ma Cừu, chậm chậm nói. Ma Cừu lạnh lùng cười một tiếng, nói, liền ngươi hai tiểu gia hỏa này, không cần dùng người hầu của ta xuất thủ. Thật sao, tại sao ta cảm giác đại quốc sư âm bộc cũng không có mang theo trên người đâu? Có phải là sợ hãi những này âm bộc tại đấu pháp bên trong có chỗ tổn thương, liền không thể luyện thêm thiên quỷ hàng, rồi? Tô Nam cười cười, không khách khí chút nào nói. Ma Cừu cười ha hả, nói, Tô Nam, ngươi vẫn muốn thăm dò ta có phải là muốn thiên quỷ hàng, như vậy ta cho ngươi biết. Ta, thiên quỷ hàng, người có thể như thế nào, ta không luyện, người lại có thể thế nào? Chẳng lẽ chỉ bằng mấy người các ngươi cũng có thể quản ta nhàn sự a? Xen vào chuyện bao đồng không dám, chỉ cần đại quốc sư vẫn giống như trước kia, chúng ta đều kính phục ngươi là Đan Mạn quốc hàng đầu sư thứ nhất, ai cũng sẽ không cùng ngươi gây sự. Không cổ phái, cùng, nạp cát phái, sống chung hòa bình, sẽ ít đi rất nhiều tranh đấu, rất nhiều người cũng sẽ không chết. Hừ, thay người khác lo lắng. Các ngươi hay là trước hết nghĩ nghĩ mình đi. Ma Cừu Đại Quốc sư hừ lạnh một tiếng, cong lại bắn ra, lại là hai đoàn lục diễm một trái một phải, hướng về Tô Nam bên người hai tên âm bộc thẳng bắn đi. Cái này hai đoàn lục diễm, so vừa rồi bắn về phía Kim Dương Tử đám người lục diễm thể tích phải lớn hơn nhiều, cũng muốn sáng ngời nhiều, lập lòe sinh huy. Cùng lúc đó, một cỗ xa so vừa rồi còn muốn rét lạnh được nhiều khí tức, mãnh liệt mà ra. Nguyên Thành Tử vội vàng bấm quyết tác pháp. Một tấm bùa chú tế ra, đem cỗ này thấu xương nghiêm hàn gắt gao ngăn tại trước người mấy bước chỗ, không khiến tới gần. Hai đoàn lục diễm trực tiếp mục tiêu là hai tên âm bộc, Nguyên Thành Tử bọn người chỉ là nhận rét lạnh tác động đến, liền đã như lâm đại địch, hai tên âm bộc càng thêm không dám khinh thường, mắt thấy lục diễm phóng tới, không đợi Tô Nam phân phó, liền là nhẹ nhàng hướng về hai bên tránh ra. Tô Nam xúc dưỡng cái này hai tên âm bộc, vóc dáng so Phạm Anh xúc dưỡng âm dương hai đồng cao lớn hơn rất nhiều. Nhìn qua 10 điểm dày đặc, uyển như thực thể, động tác đều cực kỳ linh hoạt, hoàn toàn không phải Phạm Anh âm dương hai đồng có thể so sánh. Tại lục diễm gần người nháy mắt, để lái đi. Đáng tiếc Ma Cừu Đại Quốc sư lục diễm, tuyệt không phải dễ đối phó như vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lục diễm cùng hai tên âm bộc sượt qua người sát na, bỗng nhiên bạo liệt mà ra, hóa thành vô số lục sắc diễm hỏa, phô thiên cái địa đem hai tên âm bộc bao phủ trong đó.
Một trận cực kỳ nhỏ tê tê âm thanh liên tục bạo hưởng, chỉ thấy lục sắc diễm hỏa hơi dính đến âm bộc trên thân, thật giống như sôi trào dầu trơn ở tại ngưng kết mỡ bỏ phía trên, nháy mắt liền tan đi vào từng cái lỗ nhỏ, sương mù màu đen lập tức tứ tán bay dương mà lên. Tô Nam cả đời gầm thét, song trưởng vung vẩy, một cỗ kình phong phồng lên mà ra, từ hai tên âm bộc trên thân quét quá khứ, bị lục sắc diễm hỏa tan thực trống rỗng nháy mắt lấp đầy như lúc ban đầu. Hai tên âm bộc tựa hồ bị cái này ngoài ý muốn tập kích chọc giận, bốn cánh tay vung vẩy, hướng về ma cư bổ nhào qua, hình dạng hung ác vô so, bất quá như trước vẫn là vô thanh vô tức. Tựa hồ tất cả hàng đầu sư xúc dưỡng âm quỷ đều không biết nói chuyện, về phần hàng đầu sư là như thế nào cùng âm bộc câu thông, vậy liền không được biết. Hẳn là cái gọi là tâm linh cảm ứng một loại đi. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai tên âm bộc nhìn qua liền cùng hai người không khác nhau nhiều lắm, như là hai tên võ thuật cao thủ, hướng ma cư phát động công kích. Nhưng cho dù ai cũng biết, loại công kích này tuyệt đối không phải vật lý công kích, nếu thật là bị âm bộc đánh trúng, không thể nghi ngờ liền sẽ bị rơi xuống hàng đầu. Ma cư mặc dù là Đan Mạn quốc thứ nhất hàng đầu sư, nhưng cũng tuyệt không nguyện thật bị người khác rơi hàng đầu. Mỗi cái hàng đầu sư tế luyện hàng đầu phương thức đều có chỗ khác biệt, dược vật phối phương chỉ có hàng đầu sư vốn người biết, cái khác hàng đầu sư mạnh như ma cư dạng này, cũng không có nắm chắc có thể 100% bài trừ. Huống chi Tô Nam là Đan Mạn quốc gần với ma cư một cùng giảm nhiều đầu sư. Lớn mật, ma cư quát khẽ một tiếng, một đại đoàn lục sắc diễm hỏa trong tay hắn nở rộ mà ra, coi là thật như là hoa mỹ pháo hoa đạn. Kim Dương Tử bọn người thấy có chút mắt trợn tròn, mặc dù là tại Lạc Gia Thành. Hòa nói bên trong có quan hệ hàng đầu sư đấu pháp nghe đồn nghe qua không ít, nhưng chân chính hàng đầu sư đấu pháp chẳng cảnh, hay là nhìn rất ít, dù sao hàng đầu sư đấu pháp đồng dạng đều sẽ tránh đi cái khác người không liên hệ. Chỉ là đoàn người rốt cuộc không nghĩ tới, tại ma cư trong tay, hàng đầu sư đấu pháp đều có thể như thế huyễn lệ nhiều màu. Như thế diễm lệ lục sắc diễm hỏa, phối hợp ma cư hoa lệ truyền thống phục sức, quả thực tựa như ảo mộng. Cái này đoàn lục sắc diễm hỏa một nở rộ. Hai tên âm bộc thật giống như phàm nhân gặp quỷ, bỗng nhiên dừng bước chân, nhanh như chớp giật lui về sau đi, đối cái này lục diễm cực kỳ kiêng kỵ, cũng không dám lại nhiễm một tơ một hào. Tô Nam khe khẽ thở dài, ma cưu không hổ là đại quốc sư, thế mà đem máu hàng chi thuật luyện hóa như thế tùy tâm sở dục, thậm chí đã không cần rơi hàng kíp nổ, bất cứ lúc nào chỗ nào, muốn hướng dưới người hàng đầu liền có thể hạ xuống. Đích đích xác xác là rất nhiều giảm nhiều đầu sư dốc cả một đời cũng khó có thể với tới cảnh giới. Liền ở thời điểm này, ma cưu lại bỗng nhiên nghiêng đầu lại, hai tia chớp lạnh lẽo ánh mắt bá hướng bên trái quét tới, ống tay áo phất một cái, một đoàn lục sắc diễm hỏa bắn ra, lại là hướng về không có một ai bãi cỏ kích bắn đi. Ngay sau đó, nguyên bản nhìn qua trống rỗng trên đồng cỏ, một đạo thật dài bóng đen bỗng nhiên bắn lên, như là mũi tên, cấp tốc hướng về Tô Nam bắn trở về, khó khăn lắm tránh thoát ma cưu lục diễm tập kích. Nguyên thành tử bọn người thấy rõ ràng, người đạo trưởng này dài bóng đen. Rõ ràng là một đầu đen nhánh đại xà, toàn tỉnh lân giáp như sắt, tại đêm tối lờ mờ sắc phía dưới, hoàn mỹ cùng bãi cỏ dung hợp lại cùng nhau, cho dù ai cũng không từng phát giác, cho thấy phải là Tô Nam thừa dịp hai tên âm bộc hấp dẫn ma cưu lực chú ý, lặng lẽ phóng xuất, chuẩn bị tập kích ma cưu bản mệnh linh sủng. Ai ngờ còn là bị ma cưu nhìn thấu. Hừ hừ, Tô Nam, xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi, ngươi cũng chỉ có như thế chút thủ đoạn. Mắt thấy đại xà thoáng qua ẩn vào Tô Nam sau lưng bóng tối bên trong, ma cưu cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói. Đại quốc sư có năng lực gì, cứ việc thi triển đi ra, ta rất muốn lĩnh giáo một phen. Tô Nam cũng không chút nào yếu thế, lạnh lùng nói. Nhìn qua, hắn đã một liền xuất thủ công kích ma cưu hai lần, đều sắp thành lại bại. Nhưng mà ai cũng biết, cái này vừa mới bắt đầu, bất quá là thăm dò thôi. Hai đại hàng đầu sư ở giữa quyết chiến. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền phân ra thắng bại đến. Nguyên thành tử cùng thủ hạ nhóm cần thủ bát hoang trận phương vị, không ngừng thi pháp, đem pháp trận kích thích, một mực giữ vững trận cước, không cầu có công trước cầu vô qua. Tại trường tranh đấu này bên trong, bọn hắn rõ ràng ở vào phụ thuộc địa vị, muốn tranh đương chủ giác, hiển nhiên là không sáng suốt. Chỉ có thể kiên trì chờ cơ hội, mà cưu ngay cả con mắt đều không có nhìn bọn hắn một chút, tất cả lực chú ý đều đặt ở Tô Nam trên thân. Đối với ma cưu mà nói, duy chỉ có Tô Nam mới có thể đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp, nguyên thành tử cùng Ngọc Dương Quan đều không đủ sợ. Coi như hắn luyện thành thiên quỷ hàng, ảnh hưởng cũng chỉ là hàng đầu giới lực lượng tuyệt đối đối so, đối Ngọc Dương Quan ảnh hưởng không lớn. Chỉ là tất cả mọi người không hề nghĩ tới, cách đó không xa một tòa xa hoa chung cư tầng cao nhất bên trên, không biết lúc nào,
lặng lẽ thêm ra hai cái bóng người, cứ như vậy vững vàng đứng ở nơi đó, mặc cho mái nhà gió lớn quét, hai người thân thể không nhúc nhích tí nào. Đứng tại phía trước vị kia, dáng người cao, tóc dài tịch tịch bay múa, một vị khác dáng người thì phải cồng kềnh rất nhiều, khoanh tay đứng tại tóc dài nam tử sau lưng, tựa hồ là hắn tùy tùng. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, nhìn thấy rồi sao? Đây chính là Nam Dương hàng đầu sư thủ đoạn. Chốc lát, đứng tại phía trước tóc dài nam tử mỉm cười, nhẹ nói. Chính là Mét A Y ngươi bá tước. May mắn tại cái này trong đêm tối, không người phát hiện, nếu không, chỉ sợ sẽ tại toàn thế giới gây nên sóng to gió lớn. Nước Mét tập đoàn phía sau màn đại lão bản, lấy phong độ ưu nhã chứ danh thân sĩ, Mét A Y ngươi bá tước tiên sinh, vậy mà lại vụng trộm bò lên trên người ta mái nhà, ở đây nhìn trộm hai đại hàng đầu sư đấu pháp. Giống như phụ cận năng lượng vũ trụ đều nhận mãnh liệt ảnh hưởng. Thế nhưng là tiên sinh, cái này cùng chúng ta muốn tìm đồ vật, có liên quan a? Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ kính cẩn hỏi, ta không biết, thân yêu Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, nhưng căn cứ thần chỉ dẫn, chúng ta nghĩ muốn có được đồ vật, sẽ tại Đông Phương xuất hiện. Đông Phương, có quá nhiều đồ vật, thần bí khó lường. Mét A Y người ung dung nói, nhàn nhạt dưới ánh trăng, bá tước tiên sinh miệng bên trong răng thỉnh thoảng lóng lánh như kim loại quang trạch, tốt không lãnh khốc. Đúng vậy, tiên sinh. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ cung kính đáp, bất quá nghe vào, hắn lòng tin không phải như vậy sung túc. Chương 486, Ma Cừu Trang Viên lực lượng phòng vệ. Hoàng phủ bên trong, một mảnh túc sát, thiên nga đen trong quán cà phê, lại càng thêm náo nhiệt lên. Bất quá Tiêu Phàm bọn hắn vị trí nơi hẻo lánh, vẫn như cũ quạnh quẽ, xung quanh một vòng vị trí, đều không ai tới ngồi xuống, mọi người tình nguyện chen tại địa phương khác. Thậm chí có khách xa xa nhìn bên này một chút về sau, liền vội vã xoay người rời đi quán cà phê, tựa hồ trong lòng có đại khủng sợ. Tiêu Phàm bọn người đối này làm như không thấy, lẫn nhau ở giữa trò chuyện, tựa hồ coi như hòa hợp. Chỉ cần Tiêu Phàm đặt câu hỏi, Phạm Anh liền thành thật trả lời, thái độ tương đương thành khẩn. Đối với hắn loại thái độ này, Tiêu Phàm ngược lại là tương đối hài lòng, nâng chung trà lên uống một ngụm, mỉm cười hỏi, Phạm tiên sinh, người đi qua Ma Cừu Trang Viên A. Đi qua, Phạm Anh lập tức gật đầu. Trước kia Y Sun tại trang viên chủ cầm giáo vụ thời điểm, ta thường xuyên qua bên kia cho hắn cùng cái khác một chút hàng đầu sư tặng đồ. Nói như vậy, Phạm tiên sinh đối Ma Cừu Trang Viên còn tương đối quen thuộc. Xem như thế đi, trang viên đại bộ phận phân khu vực, ta đều đi nhìn qua. Trừ hạch tâm nhất nội thành, ta không có đi vào qua. Nơi đó là đại quốc sư địa phương, người bình thường là không vào được, liền xem như sư phụ ta Y Sun, cũng không có đi vào qua mấy lần. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Phạm Anh, hẳn không phải là như vậy đi. Ma Cừu đại quốc sư là trước đây không lâu mới trở lại trang viên đến ở, trước đó, hắn trên cơ bản đều ở tại Hoàng Cung. Khi đó, nội thành ngươi cũng vào không được a, ngươi nhìn qua cũng không giống như là như vậy thao quy thủ cự người. Phạm Anh liền có chút xấu hổ, ngượng ngùng vừa cười vừa nói, Cơ tiểu thư, ta có đôi khi xác thực chẳng phải thủ quy củ. Bất quá, mọi thứ đều có cái hạn độ. Có chút quy củ là nhất định phải thủ. Đại quốc sư quy củ, nhất là không ai dám đi phá hư. Điểm này, Cơ Khinh Sa cũng tịnh không bác bỏ. Nhất là Phạm Anh chính mình là hàng đầu sư, càng rõ ràng hơn giảm nhiều đầu sư lợi hại. Tiêu Phàm hỏi, Phạm tiên sinh, ta cần một chương trang viên bản đồ chi tiết, ngươi có sao? Có, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, Phạm Anh đáp phải cực kỳ sảng khoái. Lập tức liền từ bên người móc ra một chương chồng chất phải phi thường tỉ mỉ địa đồ tới. Cơ Khinh Sa khẽ cười nói, Phạm Anh, người ngược lại là lo trước khỏi họa. Phạm Anh cười nói, đã Tiêu tiên sinh muốn hái, Xích Viêm Thảo, trang viên tổng là muốn đi một chuyến. Ta cân nhắc, bản đồ này sớm muộn cần dùng đến, còn không bằng sớm một chút mang tới, Tiêu tiên sinh cũng có thể nhiều làm quen một chút địa hình. Tiêu Phàm gật gật đầu, cái này Phạm Anh hỏng thì hỏng vậy, lại thật sự là một nhân tài. Nếu không cũng ám toán không được Phạm Nhạc. Lúc này đưa tay tiếp nhận địa đồ, ngay tại trước mặt trên bàn trà mở ra. Tấm bản đồ này là vẽ tay, chế tác phải 10 điểm tinh tế, đã có mấy phân cổ xưa. Phạm tiên sinh, đây là ngươi tự tay vẽ. Đúng, chính ta họa, bằng ký ức một chút xíu vẽ ra đến. Ma Cừu Trang Viên không có khả năng có địa đồ đối ngoại phát hành. Phạm Nhạc bỗng nhiên nói, người họa Ma Cừu Trang Viên địa đồ làm cái gì? Phạm Anh không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Từ vào cửa đến bây giờ, Phạm Nhạc cơ hồ vẫn luôn chưa từng mở miệng quá, thật giống như hắn thật là Cơ Khinh Sa tùy tùng, mà không phải sắp trở về Phạm gia một lần nữa cầm quyền Phạm thiếu gia.
không nghĩ tới lại đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy. Chốc lát, Phạm Anh mới lắc đầu, nói ta cũng không biết họa cái này địa đồ có làm được cái gì, chính là tiện tay vẽ xuống đến. Phạm Nhạc, nói thật với người đi, ta và ngươi khác biệt, ta thời thời khắc khắc đều đang lo lắng bị người tìm phiền toái, tổng là nghĩ nhiều làm một tay chuẩn bị. Nói như vậy, chẳng lẽ ngươi còn dự định đối Ma Cưu Trang Viên động thủ? Phạm Nhạc trong giọng nói, mang theo rõ ràng không tin chi ý. Ta không có quyết định này, nhưng bất kể là ai, nếu như Thanh ta ép lên tuyệt lộ, ta liền muốn liều mạng, cho dù là đối mặt Ma Cưu Đại Quốc Sư, cũng giống như vậy. Phạm Anh lần nữa trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, thật giống như tại tự thuật lấy một kiện phi thường chuyện đương nhiên. Phạm Nhạc lạnh lùng hừ một tiếng, Cơ Khinh Xa liếc Phạm Anh một chút, nở nụ cười xinh đẹp. Phạm Anh đột nhiên cảm giác được, mình tựa hồ nói nhầm, dưới mắt, quyền chủ động là tại tình hình kinh tế trong tay của người khác. Tiêu Phàm đối giữa bọn hắn đối thoại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nghiêm túc nhìn lấy địa đồ. Từ trên bản đồ nhìn, Ma Cưu Trang Viên quy mô cũng không phải là quá lớn. Đương nhiên, cái này cái gọi là không phải quá lớn, là chỉ đoàn người trong suy nghĩ dự tính, luôn cảm thấy Ma Cưu Đại Quốc Sư Trang Viên, khẳng định sẽ lớn đến không hợp thói thường. Trên thực tế, Ma Cưu Trang Viên chiếm diện tích ước chừng tại 600 mẫu tả hữu, trong đó Ma Cưu Đại Quốc Sư Nội Thành, chiếm diện tích ước chừng 50 mẫu, mà lại không tại Ma Cưu Trang Viên vị trí trung tâm, mà là lệch nam vị trí, cách Trang Viên cửa chính xa xôi, cách cửa sau muốn gần được nhiều. Bất quá, cái gọi là Trang Viên cửa sau, nhưng thật ra là giả dối không có thật. Ma Cưu Trang Viên phía sau, là một mảnh vách núi treo leo. Nếu quả thật có một cái cửa sau lời nói, cũng vẻn vẹn chỉ là cung cấp trong trang viên người đi ra ngoài, đi tới trên vách đá thưởng thức một phen phong cảnh. Nội thành vị trí, là một mảnh hoàn toàn trống không. Tiêu Phàm tin tưởng, Phạm Anh lần này nói là nói thật, nội thành hắn xác thực không có đi vào qua. Nếu không, tại dạng này một trương lão trên bản đồ, hẳn là sẽ có đánh dấu. Mấy năm trước đó, Phạm Anh chắc chắn sẽ không nghĩ đến có một ngày như vậy, bị người buộc giao ra Ma Cưu Trang Viên địa đồ, cho nên cố ý đem nội thành bố trí lọt mất không vẽ đi lên. Lấy Tiêu Phàm phân biệt đồ cổ tiêu chuẩn, cái này bức bản đồ năm là mới là lão, còn không đến mức tính sai. Phạm tiên sinh, những này chấm đỏ, đại biểu cho có ý tứ gì? Tiêu Phàm cẩn thận nghiên cứu một phen địa đồ về sau, chỉ vào trên đó chấm đỏ, hỏi. Cùng loại chấm đỏ, tại trên địa đồ có 7-8 chỗ. Phạm Anh liếc qua, lập tức nói, đây là trong trang viên cái khác hàng đầu sư nơi trốn. 8 cái, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm hỏi. Phạm Anh nhẹ gật đầu, lập tức còn nói thêm, Tiêu tiên sinh, chính xác nói, là 8 chỗ nơi trốn, nhưng không chỉ 8 cái hàng đầu sư. Trừ sư phụ ta Y Sun, toàn bộ, không cổ phái, còn có 14 vị giảm nhiều đầu sư. Những này giảm nhiều đầu sư, bình thường có 6 vị trở lên ở tại trong trang viên. Ngươi còn nói không chỉ 8 cái hàng đầu sư. Cơ Khinh Xa hỏi, ta nói chính là cùng sư phụ ta đồng dạng thân phận giảm nhiều đầu sư. Cơ Khinh Xa không khỏi cùng Phạm Nhạc liếc nhau, trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Không cổ phái cùng Hoa Hạ môn phái truyền thừa khẳng định không hoàn toàn tương tự, cái này 14 vị giảm nhiều đầu sư chưa chắc từng cái là Ma Cưu thân truyền, nhưng hẳn là trên cơ bản cùng Y Sun là cùng một cái bối phân sư huynh đệ, tại hàng đầu thuật bên trên tạo nghệ, chắc hẳn đều chênh lệch không xa. Phạm Anh là Y Sun đồ đệ, đã rất khó đối phó, huống chi Ma Cưu Trang Viên bên trong, bình thường chỉ ít có 6 vị trở lên giảm nhiều đầu sư, cái này còn không bao gồm mặt khác những cái kia cùng Phạm Anh cùng thế hệ hàng đầu sư, số lượng khẳng định không chỉ 6 cái. Cái này cũng không quá lớn Ma Cưu Trang Viên, lực lượng phòng vệ mạnh, quả thực có thể xưng. Mà lại, Tiêu tiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng, nếu như Đại Quốc Sư thật dự định, Thiên Quỷ Hàng, hắn khẳng định sẽ đem, không cổ phái, tất cả giảm nhiều đầu sư đều triệu hồi Ma Cưu Trang Viên. Phạm Anh rất chân thành nói, chưa chắc, Tiêu Phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu, vì cái gì, ba người đều nhìn về phía Tiêu Phàm, bởi vì, không cổ phái, tuân thủ chính là luật rừng, cường giả vi tôn. Ma Cưu lúc trước chính là xử lý tiền nhiệm đại tư tế mới lên vị. Bây giờ như thế thời khắc mấu chốt, cái này 14 vị giảm nhiều đầu sư, cũng chưa chắc Ma Cưu từng cái đều tin được. Càng là loại thời khắc mấu chốt này, hắn càng sẽ chú ý cẩn thận, thà rằng bố trí một chút khác phòng ngự thủ đoạn. Cũng sẽ không dễ dàng đem những cái kia không dựa vào được hàng đầu sư triệu hồi đến bảo đảm vệ trang vườn. Tiêu Phàm không chậm không nhanh phân tích nói. Mọi người nghĩ lại, tựa như là như thế cái đạo lý. Đã quy tắc trò chơi như thế, vậy liền ai cũng không thể cam đoan cái khác giảm nhiều đầu sư không âm sinh dị trí.
Bất quá Phạm Anh lập tức đưa ra dị nghị, Tiêu tiên sinh, chỉ sợ ngươi còn không hiểu rõ đại quốc sư tại hàng đầu giới địa vị. Đừng bảo là, không cổ phái, liền xem như toàn bộ Đan Mạn quốc, cũng cơ hồ không người có thể uy hiếp đạt được đại quốc sư. Theo ta được biết, không cổ phái, nội bộ, liền càng thêm không người nào dám có ý nghĩ gian dối. Thực lực cách biệt quá xa, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, Phạm tiên sinh, ngươi sai. Ngươi những sư bá kia sư thúc, bọn hắn muốn đối phó, không phải Ma Cưu, mà là sư phụ ngươi Y Sun. Dựa theo dưới mắt thế cục này phát triển tiếp, Ma Cưu đại quốc sư sau lưng, trên cơ bản liền hẳn là Y Sun tiếp trưởng, không cổ phái. Cái khác kia 14 vị giảm nhiều đầu sư, hẳn là không cơ hội gì gánh nhậm giáo chủ. Bất quá bọn hắn cùng Ma Cưu cách biệt quá xa, cùng sư phụ ngươi chênh lệch, chỉ sợ cũng không có rõ ràng như vậy đi. Tiêu tiên sinh, ý của ngươi là, Phạm Anh nghi hoặc nhíu lên song mi, rất đơn giản, chúng ta không ngại thiết nghĩ một hồi, nếu Ma Cưu tại, Thiên Quỷ Hàng, thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, sắp thành lại bại. Không có hắn cường lực ủng hộ, sư phụ ngươi Y Sun còn có thể thuận lợi leo lên giáo chủ bảo tọa sao? Khả năng cho đến lúc đó, liền muốn bằng thực lực quyết thắng thua đi. Nếu như ta lường trước không sai, sư phụ ngươi khẳng định sẽ kiệt lực ủng hộ Ma Cưu đem mặt khác giảm nhiều đầu sư đều triệu hồi trang viên. Nếu như thời khắc mấu chốt thật có những người khác tiến công trang viên, tốt khiến cái này người đi trước xung phong. Mượn nhờ tay ngoại nhân, đem hắn tiềm ẩn đối thủ hết thảy diệt trừ, chẳng phải là lại thuận tiện làm việc gọn gàng. Bởi như vậy, Ma Cưu, Thiên Quỷ Hàng, thành công, Y Sun địa vị vững như bàn thạch, nếu là gây ra rủi ro, Y Sun cũng còn có thể ra nhậm giáo chủ. Với hắn mà nói, đây là tốt nhất phương án. Phạm Anh không khỏi trợn mắt hốc mồm, hắn trước kia nhưng chưa hề như thế cân nhắc qua. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm cái này phân tích thật đúng là rất có đạo lý. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Phàm mặc dù là khải đế quân tử, đi phải đang ngồi phải ổn, lại cũng không có nghĩa là hắn đối với mấy cái này lục đục với nhau mưu mẹo nham hiểm nhất khiếu bất thông. Cơ trí trời sinh, bất quá kế hoạch này cố nhiên đối Y Sun có lợi nhất, mà Cưu đại quốc sư chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hắn cần không phải người đông thế mạnh, mà là chân chính tâm phúc. Nguy hiểm tiến đến thời điểm, những người này có thể vì hắn liều mạng. Có đạo lý, là như vậy. Phạm Anh liên tục gật đầu, Tiêu Phàm nâng chung trà lên uống một ngụm, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên đứng dậy, song mi bỗng nhiên giơ lên. Cơ Khinh Sa lập tức đứng dậy theo. Không thể nghi ngờ, có chuyện khẩn cấp gì phát sinh. Chương 487, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Vứt xuống Phạm Anh, Tiêu Phàm ba người vội vàng rời đi Thiên Nga Đen quán cà phê. Làm sao rồi, mới vừa đi ra quán cà phê, Cơ Khinh Sa liền nhẹ giọng hỏi. Tiêu Phàm thấp giọng đáp, có một cái cường đại người, tiến vào hoàng gia. Cường đại người, Cơ Khinh Sa thoảng qua có chút kinh ngạc, thực tế cái gọi là cường đại cái này định ngữ, là tùy từng người mà khác nhau. Tại thường trong mắt người mạnh đến không hợp thói thường ra hỏa, tại Tiêu Phàm xem ra, cũng chính là chí chi cười một tiếng tiêu chuẩn. Tiêu Phàm lập tức khẳng định nói, đúng vậy, mạnh phi thường đại. Rất hiếm thấy. Lần này, Cơ Khinh Sa là thật giật mình, ngay cả Tiêu Phàm đều liên tiếp dùng hai cái định ngữ, xem ra người này là chân chính khó lường. Chỉ là, người này rốt cuộc là người nào? Tại sao phải tại trong đêm bỗng nhiên tiến vào hoàng gia? Rất nhanh, xe nhỏ liền trở lại bọn hắn tạm thời thuê lại tiểu khu sang trọng. Từ trong xe xuống tới thời điểm, Tiêu Phàm bỗng nhiên lại dừng chân lại, ngẩng đầu, hướng một bên đại lâu đỉnh chóp nhìn qua, khóe miệng hiện lên vẻ kinh ngạc, lạnh nhạt nói, thật đúng là xảo. Nơi này cũng tới lão bằng hữu. Cơ Khinh Sa song mi nhẹ nhàng một dương, hiển nhiên, nàng cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc, chỉ là loại khí tức này rất nhạt, như có như không, Cơ Khinh Sa cũng không thể 10 điểm khẳng định. Tựa như là, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, Cơ Khinh Sa nghi ngờ nói, về phần Met AI người khí tức, Cơ Khinh Sa hoàn toàn không cảm ứng được. Có lẽ đây cũng là bởi vì Met AI người xa so Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ cao minh nguyên nhân. Tiêu Phàm cười cười. Nói, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ bất quá là tùy hành mà thôi. Xem ra, bá tước tiên sinh lần này tự mình đuổi tới Giáp Lục Đảo, quả nhiên là có mưu đồ khác. Chỉ là một cái Phạm Anh cùng hắn Phạm Thị Tập Đoàn, thật đúng là không có cách nào gây nên Met AI ngươi chú ý. Met AI ngươi cũng tới rồi. Chính ở đằng kia tầng cao nhất bên trên. Bất quá không sao, ta đoán chừng bá tước tiên sinh cũng là bị vị kia cường nhân hấp dẫn tới, chúng ta cũng không phải là hắn muốn bái phỏng mục tiêu. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, thần sắc lập tức trở nên tương đối buông lỏng. Mặc kệ Met AI ngươi đến cỡ nào thần bí lai lịch,
chỉ cần hắn không chủ động lên hấn, Tiêu Phàm liền không có ý định cùng hắn có quá nhiều gặp nhau. Chí ít dưới mắt, Tiêu Chân Nhân không nghĩ phức tạp. Đỉnh trên lầu, nguyên bản một mực chú ý hoàng phủ bên kia động tĩnh mét ai người bỗng nhiên cũng cúi đầu hướng xuống trông lại, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nói, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, Tiêu tiên sinh trở về. Hắn giống như đã biết nói chúng ta cũng ở nơi đây. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ lấy làm kinh hãi, bận bịu tức nói, tiên sinh, vậy chúng ta muốn hay không tránh trước một chút. Dù sao nếu để cho người nhìn thấy đường đường mét ai người bá tước tiên sinh vậy mà trốn ở người khác mái nhà, thực tế không thế nào tốt giải thích. Có một số việc, tốt nhất là không muốn gây nên người khác mảy may hoài nghi. Hoài nghi loại vật này, là dễ dàng nhất lên men. Rất nhiều danh nhân bí mật, chính là bị ban đầu một tia hoài nghi chậm rãi để lộ. Mét ai người cười cười, nói, không sao, chúng ta không là địch nhân. Chí ít hiện tại còn không phải, ta đoán chừng, Tiêu tiên sinh tự mình đuổi tới nơi này, cũng là có mưu đồ khác. Chắc chắn sẽ không là hướng về phía hắn mét ai người đến, trước đó. Tiêu Phàm trừ phi là thần tiên, mới có thể tính tới hắn cũng sẽ đuổi tới Lạc Già Thành đến, sau đó sớm chạy tới nơi này đến chờ hắn. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ nghĩ nghĩ, nói tiên sinh, ngài đối vị này Tiêu tiên sinh, giống như 10 điểm tín nhiệm. Mét ai người cười nói, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, không phải tín nhiệm, là thưởng thức. Có ít người, có lẽ người không thể cùng hắn trở thành bằng hữu, nhưng cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tránh trở thành địch nhân của hắn. Kia cũng không phải là khiến người vui sướng sự tình. Đúng vậy, tiên sinh, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ vội vàng kính cẩn đáp, Mét Ai Ngươi liền khe khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ không thể minh bạch lý giải hắn ở sâu trong nội tâm đối Tiêu Phàm thưởng thức, chỉ là quen thuộc họ phục tùng quyết đoán của hắn mà thôi. Cảnh giới vật này, đúng là tùy từng người mà khác nhau. Chưa chắc sống thời gian dài, cảnh giới liền nhất định rất cao. Cũng may Mét Ai Ngươi nhìn chúng cũng là Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ trung thành, mà không phải thông minh của hắn cơ trí cùng lòng dạ uyên bác. Bên này chủ tớ hai người giao lưu vài câu, dưới lầu đã không gặp Tiêu Phàm đám người bóng dáng. Người Hoa này ở lại tiểu khu sang trọng, quy mô cũng không quá lớn, hết thảy chỉ có 4 tòa nhà phòng, đều cao tới mấy chục tầng. Phạm Nhạc thuê phòng, cũng đã tiếp cận tầng cao nhất, cùng Mét AI người chỗ cao lầu đặt song song. Sau một lát, tiếp cận tầng cao nhất một buồng sáng lên ánh đèn, Tiêu Phàm, Cơ Khinh Xa cùng Phạm Nhạc, đều xuất hiện tại trên ban công, hướng Hoàng Phủ phương hướng nhìn lại. Tiêu Phàm song mi, bỗng nhiên dương lên, cứ việc cách xa nhau không phải quá gần, Hoàng Phủ ánh đèn cũng không phải như vậy sáng tỏ, nhưng Tiêu Phàm gì cùng nhãn lực, xa xa nhìn sang, một chút liền đem Hoàng Phủ trong hoa viên vị kia hoa phục nam tử nhận ra được. Kia tu bổ 10 điểm tinh xảo ngắn râu, là người này Tiêu Chí. Ma Cưu Đại Quốc Sư, ngay sau đó, Cơ Khinh Xa cũng nhận ra Ma Cưu, không chịu được kinh hô một tiếng, đưa tay che lại miệng anh đào nhỏ. Cái này thật sự là làm cho người rất giật mình, mà Cưu Đại Quốc Sư thế mà tự thân xuất mã, giết tới Hoàng Phủ. Vị này trong truyền thuyết nhân vật, Cơ Khinh Xa tại Lạc Già Thành đợi hơn 3 năm, cũng chỉ là thấy qua hình của hắn, tận mắt nhìn thấy chân dung, đây là lần đầu. Trên thực tế, Cơ Khinh Xa cũng không thể khẳng định, vị này hoa phục nam tử chính là Ma Cưu Đại Quốc Sư, nhưng kết hợp Tiêu Phàm vừa rồi lời đã nói ra, cơ bản có thể xác định được. Tiêu Phàm đối với người này đánh giá là phi thường cường đại rất hiếm thấy. Trừ Ma Cưu Đại Quốc Sư, Cơ Khinh Xa còn thật nghĩ không ra có những người khác có thể xứng đáng Vô Cực Môn đương đại trưởng giáo chân nhân như thế tôn sùng. Là Ma Cưu Đại Quốc Sư, ngay cả nhất quán không làm sao nói, hỉ nộ không lộ Phạm Nhạc cũng không khỏi kinh hãi, mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cứ việc Tiêu Phàm này đến Lạc Gia Thành, mục đích đúng là muốn đối phó Ma Cưu Đại Quốc Sư. Từ hắn trong trang viên ngắt lấy xích viêm thảo, cùng Ma Cưu Đại Quốc Sư mặt đối mặt là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà kia là chỉ làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau quyết đấu đỉnh cao, mà không phải trước mắt loại này đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến. Bởi vì quá ngoài ý muốn, cho nên rất giật mình. Xem ra Tô Nam giáo chủ hành tung, hay là bại lộ. Ma Cưu Đại Quốc Sư, là chuyên hướng về phía Tô Nam đến. Tiêu Phàm nâng lên song mi lập tức bình phục. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua nơi xa Hoàng Phủ trong trạch viện tình hình, chậm rãi nói. Chỉ bất quá tại trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm liền làm ra phán đoán chính xác nhất. Dù sao nơi này là Lạc Già Thành, là không cổ phái phát triển an toàn địa phương, bình thường người, thực tế không đủ trình độ Ma Cưu Đại Quốc Sư thân tự xuất thủ. Tùy tiện phái hắn trong giáo một vị giảm nhiều đầu sư xuất ngựa là đủ giải quyết vấn đề. Chỉ có Tô Nam, mới đáng giá Ma Cưu thận trọng như thế đối đãi. Không cổ phái cái khác hàng đầu sư tới, cơ bản đều là muốn chết tiết tấu.
Hoàng phủ trong trạch viện tình hình, sớm đã cùng vừa rồi thăm dò họ công phòng chiến khác hẳn hoàn toàn, đã tiến vào chân chính đánh giáp lá cả tình trạng. Tô Nam đứng tại một chỗ bồn hoa bên trong, bốn phía âm phong trận trận, toàn bộ bồn hoa hoa cỏ thực vật, sớm đã trở nên khô héo một mảnh, như có lẽ đã toàn bộ chết héo. Tô Nam thậm chí bị một đoàn hắc vụ nhàn nhạt bao vây lại, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một điểm thân ảnh mơ hồ. Đại đoàn trong hắc vụ, trừ Tô Nam bên ngoài, còn có sáu đạo bóng đen như ẩn như hiện, phân đà sáu cái phương hướng khác nhau, đem Tô Nam hộ vệ trong đó. Bao khỏa Tô Nam hắc vụ, chính là từ cái này sáu đạo bóng đen miệng bên trong phun ra, nối thành một mảnh. Không hề nghi ngờ, đây là Tô Nam xúc dưỡng sáu tên âm bộc, đã toàn bộ triệu hoán đi ra. Cái này sáu tên âm bộc riêng phần mình bày ra khác biệt tư thế, đều tương đối cổ quái, thật giống như hàng đầu sư tại một loại nào đó kỳ lạ đồng dạng. Tiêu Phàm trong mắt, càng là hiện lên kinh ngạc quang mang. Thực tế Tô Nam cái này sáu tên âm bộc bày ra tạo hình, cùng luân hồi tướng ác quỷ nói sáu pháp tướng có phần giống nhau đến mấy phần. Nếu như đây không phải một loại nào đó trùng hợp lời nói, chẳng lẽ Nạp Cát phái pháp môn, cũng cùng ác quỷ đạo hữu chút liên quan. Thật giống như đông đảo quốc cửu quỷ lưu truyền thừa, là thoát thai từ ác quỷ nói sáu pháp tướng, cùng nơi đó võ thuật, nhẫn thuật lưu phái đem kết hợp, cho nên thúc đẩy sinh trưởng ra cửu quỷ lưu. Người xưa kể lại, Nam Dương hàng đầu thuật, là nguồn gốc từ châu Á miêu cương nuôi cổ chi thuật cùng Nam Dương người thổ dân lưu truyền vu thuật dung hợp mà sinh ra. Vô cực truyền thừa bác đại tinh thâm, nhiều năm trước có một bộ phân lưu truyền đến Nam Dương đến, bị kiệt xuất hàng đầu sư học tập, dung nhập vào hàng đầu thuật bên trong, cũng là rất có thể. Cơ Khinh Xa bỗng nhiên thấp giọng nói, Nguyên Thành Tử không phải nói, Nạp Cát phái, hàng đầu thuật tương đối mà nói tương đối chính phái a. Làm sao bây giờ nhìn lại, không phải như vậy, Tô Nam giống như rất thích thúc đẩy âm quỷ đối địch. Tại đoàn người trong suy nghĩ, như vậy thích khu quỷ, khẳng định chưa nói tới chính phái, ngược lại là cùng tà thuật có thể nhắc lên càng nhiều liên quan. Tiêu Phàm lắc đầu, nói thuật pháp bản thân, cũng không quan trọng chính tà, mấu chốt ở chỗ lòng người họ như thế nào. Hàng đầu sư xúc quỷ, là lưu hành nhất phương thức, cũng chưa chắc ai thích khu quỷ, ai liền. Huống hồ liền trong tràng tình hình đến xem, Tô Nam hiển nhưng đã lâm vào trong khổ chiến. Chính hắn cùng sáu tên âm bộc, ẩn ẩn tạo thành một cái pháp trận phòng ngự, hắc vụ vấn vít, phạm vi hạn chế tại bồn hoa bên trong, không còn dám ra bên ngoài lan tràn mảy may. Mà từng đoàn lục sắc diễm hỏa thì không chỗ ở vây quanh hắc vụ trên dưới bay múa, như là bảy, tám cái mạnh mẽ lục sắc hồ điệp, tại cũng không 10 điểm sáng tỏ trong bầu trời đêm, kéo ra từng đầu màu xanh biếc quỹ tích, lóa mắt, cực kỳ huyễn lệ. Những này lục sắc diễm hỏa nhìn qua phi thường xinh đẹp, lại tựa hồ như là hắc vụ khắc tinh, nhìn ra được, hắc vụ cũng không phải là không muốn ra bên ngoài lan tràn, thực tế là bị quản chế tại lục sắc diễm hỏa, vấn vít hắc vụ chỉ cần đụng một cái đến lục sắc diễm hỏa, liền lập tức một hồi lâu bốc lên lăn tuôn, phảng phất chấn kinh bị đau, cực nhanh đi đến co lại, không dám vượt qua giới hạn. Lại nhìn một bên khác, Nguyên Thành Tử cùng năm danh môn người, sớm đã tế ra các loại pháp khí, miệng lẩm bẩm, thì thào cầu nguyện, trước mặt phù lục bay múa thiêu đốt, gắt gao giữ vững bát hoang trận trận cước. Tại một đám mão vàng quanh người, cũng có mấy cái lục sắc diễm hỏa biến thành hồ điệp, vây quanh bát hoang trước trận sau tung bay, đang tìm cơ đột phá các đạo sĩ chỗ bố trí trận pháp phòng phòng ngự tử. Cẩn thận khẽ đếm, Nguyên Thành Tử bên này lục sắc diễm hỏa chỉ có 4 đóa, Tô Nam bên kia lục sắc diễm hỏa thì có 8 đóa, trọn vẹn nhiều gấp đôi. Chương 488, con đường trường sinh. Tô Nam, xem ra ta vẫn là đánh giá quá cao ngươi. Ngươi thật rất khiến ta thất vọng. Ma Cừu Đại Quốc Sư cười lạnh nói, thẳng đứng tại cách đó không xa một chỗ trong lương đình, hai bàn tay bên trong lục mang lóa mắt, tựa như các nắm bắt một đại đoàn to lớn ngọc lục bảo, vây quanh Tô Nam cùng Nguyên Thành Tử bọn người không ngừng bay múa xoay quanh lục sắc hồ điệp, chính là từ cái này lục mang bên trong bắn ra. Một khi thời gian hơi dài, có lục sắc hồ điệp dần dần ảm đạm tàn lụi, lập tức liền sẽ có mới lục bướm bổ sung đi vào. Cho tới bây giờ, bất kỳ cái gì người đứng xem đều có thể nhìn ra được, mà Cừu Đại Quốc Sư chiếm cứ toàn diện thượng phong, đem Tô Nam cùng Ngọc Dương Quan đám người gắt gao ngăn chặn tại một góc nhỏ, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Toàn bộ Đan Mạn Quốc hàng đầu giới đều lưu truyền nói, Tô Nam là Ma Cừu phía dưới đệ nhất nhân, cũng là duy nhất có thực lực có thể đơn độc cùng Ma Cừu đối đầu giảm nhiều đầu sư, bất quá từ dưới mắt chuyện này hình đến xem, Tô Nam cùng Ma Cừu chi ở giữa chênh lệch, không chỉ một sao nửa điểm. Tô Nam lạnh hừ một tiếng, nói, Đại Quốc Sư, ngươi là rất lợi hại, nhưng cứ như vậy muốn triệt để đánh bại ta, cũng không dễ dàng như vậy. Hắc hắc, ngươi âm bộc đều lưu tại trang viên đi.
không dám mang ra, một cái lòng có nhớ mong, không thể toàn lực ứng phó đại quốc sư, chưa hẳn liền thật sự có đáng sợ như vậy. Tô Nam, khỏi phải thăm dò, ta biết ngươi còn bảo lưu lấy một điểm tiềm lực không có phát huy ra, nhưng kia thì phải làm thế nào đây? Bất quá là nhiều chi chống đỡ một chút thời gian thôi. Ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn trốn ở quê quán không ra, có lẽ có thể bảo trụ một đầu tính mệnh. Ma Cừu không khách khí chút nào nói, đại quốc sư đây là ăn chắc ta rồi. Ha ha, Tô Nam, có phải là ăn chắc ngươi, ngươi trong lòng mình nắm chắc. Còn có cái gì tuyệt chiêu, đều xuất ra đi, cũng làm cho kiến thức một chút các ngươi, Nạp Cát phái, lợi hại. Nói thực ra, nhiều năm như vậy, không có một cái đối thủ, cũng thật rất nhàm chán. Chỗ cao không thắng hàn, đã dạng này, ngươi còn phải mạo hiểm luyện, thiên quỷ hàng, làm cái gì? Ngươi đã là thiên hạ thứ nhất, coi như luyện thành, thiên quỷ hàng, vẫn như cũ bất quá là thiên hạ thứ nhất, có ý nghĩa gì? Ma Cừu cười ha ha một tiếng, nói Tô Nam, ngươi luôn luôn chưa từ bỏ ý định, muốn phải cái thực tin. Kỳ thật nói cho ngươi lại có làm sao? Ngươi sống một đời, ai không muốn trường sinh bất lão? Trường sinh bất lão, Tô Nam cười lạnh một tiếng. Đại quốc sư, ta nhìn ngươi là ma quỷ ám ảnh. Thiên quỷ hàng, tình huống như vậy, có thể xem như trường sinh bất lão à? Đừng bảo là phong hiểm lớn như vậy, thành công hy vọng như vậy tiểu. Dù coi như ngươi luyện thành, vậy vẫn là ngươi sao? Đến lúc đó, ngươi đến cùng là người hay quỷ cũng không thể xác định. Khống chế cô kia, đến cùng là ngươi hay là những cái kia âm quỷ, lại có ai có thể nói rõ được sở. Ma Cừu quát, ngươi biết cái gì? Đã, thiên quỷ hàng, là kéo quấn lại bên trong lớn thiên vương truyền thừa vô thượng thần thuật, khi lại chính là con đường trường sinh. Chính ngươi không hiểu, liền không nên nói bậy nói bạ. Thật sao, như vậy ta muốn hỏi, lớn thiên vương bây giờ ở nơi nào? Chỉ cần ngươi đem lão nhân ra ông ta mời đi ra để ta gặp một lần, ta liền khăng khăng một mực kính phục ngươi, hết thảy duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoang đường, ngươi là ai, cũng muốn bái kiến lớn thiên vương. Lớn thiên vương là ai cũng có thể nhìn thấy a. Chỉ có thiên phú cao nhất hậu bối hàng đầu sư, mới là lão nhân ra ông ta người thừa kế, mới có thể có đến hắn dòng chính truyền thừa. Về phần ngươi, hắc hắc, kém xa. Ma Cừu khinh thường nói, cứ việc cách không tính quá gần. Một đoạn này đối thoại còn là xa xa truyền vào người đứng xem trong tai. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ sắc mặt đại biến, hưng phấn đối mét ai ngươi nói, con đường trường sinh. Tiên sinh, nếu như ta không có nghe lầm lời nói, hắn nói là con đường trường sinh. Mét ai ngươi nhẹ nói, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, ngươi không có nghe lầm, hắn nói đúng là con đường trường sinh. Bất quá, căn cứ ta đối hàng đầu thuật hiểu rõ, hắn nói loại này, thiên quỷ hàng cũng không thể thật trường sinh. Chỉ là đem mình biến thành một loại mới sinh vật, đem sinh mệnh kéo dài mấy lần mà thôi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, kia không có ý nghĩa gì, cũng không phải chúng ta nghĩ thứ muốn tìm. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ tâm tình hưng phấn lập tức chìm xuống, có chút huệ oải lắc đầu, nói, nếu thật là như vậy, đối với chúng ta mà nói, xác thực không có ý nghĩa gì. Mét ai ngươi lại còn nói thêm, mọi thứ không thể cua đũa cả nắm, loại này, thiên quỷ hàng, là nam dương cao thâm nhất hàng đầu thuật. Trước kia cũng chỉ tồn tại trong điển tịch ghi chép bên trong, trừ trong truyền thuyết kéo quấn lại bên trong, còn không có ai chân chính luyện thành qua. Thật sau khi luyện thành, tình huống sẽ như thế nào, hiện tại ai cũng không biết. Nói đến, hay là rất đáng để mong chờ. Coi như thật đối với chúng ta không có cái gì quá lớn trợ giúp, có thể hiểu rõ hơn một chút, cũng không phải chuyện xấu. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ quan sát giữa sân ngạo nghễ đứng thẳng, trưởng khống toàn cục Ma Cừu đại quốc sư một chút, sầu lo nói, tiên sinh. Vị này đại quốc sư giống như phi thường cường hãn, hắn chỉ sợ sẽ không hoan nghênh chúng ta đi xâm nhập hiểu hắn hết thảy. Thiên quỷ hàng làm nam dương hàng đầu giới vô thượng bí thuật, bất kể có hay không có thành tựu, Ma Cừu đại quốc sư cũng sẽ không khoan dung người khác nhìn trộm. Mét ai ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thái nhẹ nhõm, nói thân yêu Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, châu Á có câu ngạn ngữ, gọi là, sự do người làm. Mặc kệ chuyện này có khó khăn dường nào, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Vâng. Tiên sinh, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ vội vàng khom người một chút, kính cẩn nói. Cực kỳ lâu trước kia, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ theo tại bá tước tiên sinh bên người, cụ thể đi theo bá tước tiên sinh thời gian xa xưa đến nỗi ngay cả Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ chính mình cũng có chút không nhớ rõ. Thời điểm đó Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ còn không phải thường phi thường tuổi trẻ, vừa mới trở thành Met AI người bá tước một thành viên của bọn họ. Qua nhiều năm như vậy, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ chứng kiến bá tước tiên sinh vô số truyền kỳ, đếm không hết sự thật. Để Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ kiên định một cái lòng tin chỉ cần là bá tước tiên sinh nói,
liền tuyệt sẽ không sai. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ đối Bá Tước Tiên Sinh sùng bái, tuyệt đối xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, mù quáng mà triệt để. Đồng dạng một phen, Cơ Khinh Xa chú ý trọng điểm lại không ở nơi này, đôi mi thanh tú cau lại, nhìn về phía Tiêu Phàm, thấp giọng nói, Tiêu Phàm, nghe đại quốc sư ý tứ này, hắn thật chẳng lẽ gặp qua kéo quấn lại bên trong lớn thiên vương. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Phạm Nhạc đã lắc đầu liên tục, quả quyết nói, không có khả năng. Kia là trong thần thoại nhân vật, nếu là hiện tại còn sống, kia còn phải rồi. Cơ Khinh Xa nói, ta cũng biết kéo quấn lại bên trong là trong thần thoại nhân vật, nhưng nếu như hắn thật luyện thành, thiên quỷ hàng, như vậy sống đến bây giờ, liền là hoàn toàn có khả năng. Thiên quỷ hàng, không có thể chân chính trường sinh, chí ít cũng có thể sống hơn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Dựa theo Đan Mạn Quốc truyền thuyết thần thoại, kéo quấn lại bên trong nếu thật là còn sống lời nói, cho tới nay còn chưa đủ 1000 năm. Phạm Nhạc từ tốn nói, nếu quả thật có như thế một cái lớn thiên vương, mà lại hắn thật đúng là còn sống lời nói, như vậy sợ nhất hắn người, liền hẳn là ma cưu. Bởi vì trong truyền thuyết, luyện thành thiên quỷ hàng, về sau, trở thành nửa người nửa linh thân thể, muốn trường sinh bất tử, liền nhất định phải không ngừng thôn phệ cường đại linh hồn, lấy duy trì sinh mệnh của mình. Ma cưu chẳng phải là tốt nhất thôn phệ đối tượng, Cơ Khinh Xa lập tức nghẹn lời. Phạm Nhạc cái này phân tích, xác thực rất có đạo lý, không thể cãi lại. Tiêu Phàm thấp giọng nói, cái kia cũng không nhất định. Nếu như, thiên quỷ hàng, thật có thể để nhân thọ mệnh kéo dài, đồng thời câu thông thiên địa chi lực, như vậy một lúc sau, công lực càng ngày càng thâm hậu, có lẽ nhưng không dùng được thôn phệ linh hồn để duy trì sinh mệnh của mình. Giữa thiên địa có rất nhiều tinh hoa, đều có cùng loại công hiệu. Tiêu Phàm, ý của ngươi là nói, kéo quấn lại bên trong thật một người khác. Phạm Nhạc nghi hoặc mà hỏi thăm, Tiêu Phàm cười cười, nói ta ngược lại cũng không khẳng định như vậy, chỉ là luận sự mà thôi. Ma cưu thân là đại quốc sư, như vậy sốt ruột muốn, thiên quỷ hàng, khẳng định có hắn lý do. Kỳ thật cái này còn không phải ta chân chính chú ý trọng điểm. Vậy ngươi bây giờ chân chính chú ý trọng điểm là cái gì? Cơ Khinh Xa tò mò hỏi, hai người đều nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại thẳng tắp tiếp cận nơi xa trong trạch viện chính kích liệt chiến đấu ma cưu cùng Tô Nam hai người, nói ta đang nghĩ, Tô Nam lần này tới, tựa hồ cũng không có tận lực ẩn tàng hành tung của hắn. Không phải. Hắn làm gì ở tại Hoàng Phủ? Đúng vậy a, đúng là dạng này. Cơ Khinh Xa cùng Phạm Nhạc không khỏi cùng một chỗ gật đầu. Tô Nam thẳng khu Hoàng Phủ, mảy may cũng không giấu giếm mình Nạp Cát phái giáo chủ thân phận, nếu như nói là vì hiểu rõ con của hắn duy nhiều cùng mấy vị đồng môn nguyên nhân cái chết mà đến, ngược lại là có thể lý giải. Nhưng sau đó liền như vậy nghênh ngang tại Hoàng Phủ ngủ lại, liền hoàn toàn giải thích không thông. Hoàng Phủ thế nhưng là một đại gia tộc, trong phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Coi như Hoàng Thanh Vân Hoàng Cao Huy phụ tử lại chặt chẽ đề phòng, cũng khó tránh người trong phủ đem Tô Nam giảm nhiều đầu sư vào ở Hoàng Phủ tin tức lan truyền ra ngoài, mà lại từ đầu đến cuối, Tô Nam đều cũng không có yêu cầu Hoàng gia giữ bí mật hành tung của mình. Cảm giác bên trên, Tô Nam là tại Ma Cưu, công nhiên hướng Ma Cưu khiêu chiến. Cơ Khinh Xa lập tức nói ra phán đoán của mình. Đúng, chính là như vậy. Tiêu Phàm rất khẳng định gật gật đầu. Cơ Khinh Xa cùng Phạm Nhạc liếc nhau, đều có chút không hiểu. Cơ Khinh Xa nhíu mày nói, thế nhưng là, Tô Nam vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn có nắm chắc đối phó được ma cưu? Từ tình hình trong sân đến xem, Tô Nam trước mắt hoàn toàn ở vào hạ phong, bị ma cưu áp chế phải không hề có lực hoàn thủ. Đương nhiên, đến bọn hắn loại này tầng cấp đại cao thủ, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám nói bừa thắng bại rõ ràng. Tận lực ẩn giấu thực lực, một kích cuối cùng tất sát tình hình, tuyệt không phải sẽ không phát sinh. Chỉ là... Nếu như Tô Nam thật có loại này bản sự, hắn đã sớm có thể khiêu chiến Ma Cưu. Ma Cưu còn ở tại Hoàng Cung thời điểm, trực tiếp giết đến tận cửa đi, đem Ma Cưu giết chết, như vậy Tô Nam lập tức liền sẽ trở thành Đan Mạn Quốc tân nhiệm đại quốc sư. Cần gì phải chờ tới bây giờ, cùng con của mình đều chết tại không cổ phái hàng đầu sư chi thủ, mới đuổi tới Ma Cưu hang ổ đến mạo hiểm. Giải thích không thông, Tiêu Phàm lắc đầu, hai mắt bỗng nhiên từ Hoàng Phủ Trạch Viện trong lúc kích chiến rời. Nhìn hướng nam mặt trong bầu trời đêm mênh mông, trầm giọng nói, có lẽ, Tô Nam là nghĩ điệu hổ ly sơn. Điệu hổ ly sơn, mình ở đây ngăn chặn ma cưu, vì những thứ khác người sáng tạo một loại nào đó cơ hội. Chương 489, Dương Đông kích Tây. Ban đêm đen kịt bên trong, một đài xe Việt giã Mercedes-Benz tại Lạc Già Thành phía nam trên đường lớn. Bởi vì địa thế quan hệ, Lạc Già Thành đông tây phương hướng đường cái, đẳng cấp phi thường cao, là mới xây đường cao tốc. Cùng tất cả vùng duyên hải đồng dạng,
Giáp lục đảo Bắc Bộ ven biển là toàn đảo kinh tế phát đạt nhất địa khu, duyên hải có mấy cái tráng lệ thành lớn, một đầu đẳng cấp cao đường cao tốc, liên tiếp lấy những thành thị này. Cùng này tướng đúng, thì là Nam Bộ phương hướng hoang vu. Hướng Lạc Già Thành phía nam bất quá hơn 10 km, cũng đã bắt đầu đầy dãy xanh ngắt, đến xanh tươi tốt nguyên thủy rừng mưa biên giới. Bất quá vẫn là tại kéo dài chập trùng trong núi thu mấy đầu xi măng đường cái, uốn lượn thông hướng sâu trong rừng mưa. Xe Việt dã hành xử đầu này đường cái, là Lạc Già Thành phía nam đường cái chi bên trong đẳng cấp tối cao, cũng là đường cao tốc, nguyên nhân ở chỗ xa lộ cao tốc này thông hướng Ma Cưu Sơn Trang, cũng chỉ có thể thông hướng Ma Cưu Sơn Trang. Con đường này, chẳng khác gì là Ma Cưu Trang viên tư ra đường cái. Xe Việt dã tốc độ cực nhanh, lại không có mở đèn, cứ như vậy sờ lấy đen, tại trên đường cao tốc phi nhanh. Trong xe Việt dã, ngay cả lái xe ở bên trong, hết thảy có 4 tên hành khách. Từng cái làn da ngăm đen, vóc dáng thấp tiểu gầy yếu, có điển hình bản địa người thổ dân hình dáng tướng mạo đặc thù. Điều khiển xe Việt dã tên kia thổ dân nam tử, hai tay cầm thật chặt tay lái, chấn định như hằng, hai mắt lóng lánh hào quang màu xanh lục, như là trong đêm tối một con hung thú, tựa hồ không cần đèn xe chiếu xạ, cũng có thể sắp tối màn bên trong hết thảy thấy thanh thanh sở sở. Cái khác ba tên thổ dân nam tử đều không rên một tiếng, trong xe duy trì cao độ trầm mặc. Chỉ có động cơ truyền đến rất nhỏ tiếng xào xạc cùng ngoài xe khó mà tận che đậy gào thét phong thanh. Bình thường mà nói, đầu này đường cái liền xem như giữa ban ngày, cũng không có cái gì cỗ xe thông hành. Rơi ra người đối Ma Cưu Đại Quốc sư tôn thờ, nhưng chân chính có can đảm đi Ma Cưu Trang viên quấy rầy hàng đầu sư nhóm tính tu người lại ít càng thêm ít. Vãng lai thông hành tại xa lộ cao tốc này bên trên tuyệt đại đa số đều là ở tại trong trang viên tạp dịch người hầu. Vì trong trang viên hàng đầu sư nhóm mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng tu luyện cần thiết dược liệu. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có đường cái bảo dưỡng nhân viên. Bây giờ trong đêm tối này, bỗng nhiên xuất hiện dạng này một đài không bật đèn phi nhanh xe Việt dã, tình hình quả thực quỷ dị. Lạc Gia Thành khoảng cách Ma Cưu trang viên thẳng tắp khoảng cách, chỉ có ước chừng 30 bên trong, đường cao tốc cơ bản đều là đoạn cong lấy thẳng, cũng là không sai biệt lắm chặng đường, bất quá sau một lát, Ma Cưu trang viên liền đã thấy ở xa xa. Trong đêm tối Ma Cưu trang viên, yên tĩnh, không có nửa điểm huyên náo, từ xa nhìn lại, chỉ có cửa chính lóe lên yếu ớt ánh đèn, cả tòa trang viên đã tiến vào ngủ say bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, vĩnh viễn không thể dùng lẽ thường đến ước đoán hàng đầu sư làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Rất nhiều hàng đầu sư đều thích tại đêm khuya luyện công, cách làm. Xe Việt dã không bật đèn ánh sáng, có lẽ chính là lo lắng kinh động trong trang viên người thủ vệ. Cách Ma Cưu trang viên còn có 2-3 cây em xa gần, xe Việt dã liền từng bước giảm tốc, chậm rãi dừng sát ở ven đường. Cửa xe mở ra, 4 tên người thổ dân nhảy xuống xe, cả đám đều mặc ống tay áo rộng lớn Đan Mạn Quốc truyền thống phục sức. Loại này rộng lớn phục sức phía dưới, có thể ẩn tàng rất nhiều đồ vật. Dưới tình huống bình thường, hàng đầu sư pháp thể cùng xúc dưỡng bản mệnh linh sủng, đều sẽ không dễ dàng thị chúng. Có can đảm đêm khuya tiếp cận Ma Cưu trang viên. Bốn vị này không hề nghi ngờ cũng là công lực cao thâm giảm nhiều đầu sư. Bình thường hàng đầu sư, ban đêm xông vào Ma Cưu Sơn Trang, cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau, thuần túy là tự hành muốn chết. Tự mình làm lái xe vị kia hàng đầu sư, hiển nhiên là người liên can thủ lĩnh, sau khi xuống xe, ba người khác lẳng lặng đứng tại bên cạnh hắn, không rên một tiếng, chờ hắn phân phó. Lái xe không có vội vã mở miệng. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía kiến tạo tại dãy núi vây quanh bên trong Ma Cưu trang viên, trong mắt lấp lánh lục quang càng thêm yêu dị vô so. Mọi người ghi nhớ, mục tiêu của chúng ta là Xích Viêm Thảo. Thật lâu, lái xe đem ánh mắt từ Ma Cưu trang viên thu hồi lại, trầm giọng nói, thanh âm cực kỳ ảm câm, giống như là từ yết hầu chỗ sâu ngạnh sinh sinh bước đi ra, nghe vào trong tai phi thường khó chịu. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, Xích Viêm Thảo liền sinh trưởng tại trang viên nội thành. Toàn bộ trang viên kỳ thật chính là vây quanh, Xích Viêm Thảo, kiến tạo, nơi đó lực lượng thủ vệ khẳng định mạnh nhất. Giáo chủ đã cùng Ma Cưu giao thủ, mặc dù có Ngọc Dương Quan Nguyên thành tử bọn hắn tương trợ, nhưng đến cùng có thể chống đỡ bao lâu, đây là ai đều khó mà dự liệu sự tình. Cho nên chúng ta muốn đánh nhanh thắng nhanh, không thể ham chiến. Mau chóng đột phá bên ngoài, hướng vào bên trong thành đi. Lái xe bắt đầu bàn giao chuyến này nhiệm vụ chủ yếu. Hay là cái kia phương án? Nếu như có thể hái được, Xích Viêm Thảo, kia là tốt nhất, vạn nhất hái không đến, cũng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó hủy đi. Chỉ cần hủy đi, Xích Viêm Thảo, Ma Cưu liền không có cách nào tu luyện, thiên quỷ hàng. Ghi nhớ, chúng ta chỉ có như thế một cơ hội.
Nếu như lúc này không thể thành công, chúng ta sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Ma Cừu khẳng định sẽ ở tại trang viên, cũng không tiếp tục rời đi. Đắc thủ về sau, chúng ta hay là ở đây tập hợp. Cái khác ba tên thổ dân nam tử hay là không nói một lời, chỉ yên lặng gật đầu, thần tình trên mặt 10 điểm kiên nghị, cũng trộn lẫn lấy nói không nên lời khẩn trương chi ý. Đột kích Ma Cừu trang viên, phá hủy Xích Viêm Thảo. Hai chuyện này, vô luận thứ nào, đối hàng đầu sư đến nói, đều đầy đủ điên cuồng. Châu Á có câu ngạn ngữ, gọi động thủ trên đầu thái tuế, lại gọi trên đầu con cọp đập con ruồi, nói chính là loại này trên cơ bản cùng loại cùng tự hành muốn chết tình hình. Nhưng đối với bọn hắn bốn người mà nói, chỉ là một lần mưu đồ đã lâu hành động, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Một khi thất bại, có lẽ không chỉ là mấy người bọn hắn tính mệnh đáng lo, liền xem như toàn bộ Nạp Cát phái, chỉ sợ đều có tai họa ngập đầu. Trước kia còn dự định liên hợp Cao Trừng cùng Nạp Trái, có hai vị này cùng Tô Nam nổi danh một cùng giảm nhiều đầu sư chủ trì, tại Ma Cừu bị điệu hổ ly sơn dưới tình hình, muốn đột phá trang viên phòng ngự, phá hủy Xích Viêm Thảo, đương nhiên là có nắm chắc được nhiều. Ai ngờ Ma Cừu tiên hạ thủ vi cường, Cao Trừng cùng Nạp Trái giảm nhiều đầu sư trước sau xảy ra chuyện, hiện tại chỉ có thể dựa vào Nạp Cát phái tự thân chi lực, tự lực cánh sinh. Hiện tại Ma Cừu trang viên, coi như không có Ma Cừu đại quốc sư tự mình tọa trấn, cũng còn chỉ ít có 6 tên giảm nhiều đầu sư đóng giữ, trong đó có lẽ còn bao gồm Ma Cừu đại quốc sư tín nhiệm nhất Y Sun giảm nhiều đầu sư. Trước mấy ngày, Tô Nam giáo chủ tự mình chọn lựa 3 tên đồng môn đến Lạc Già thành tới khiêu chiến Y Sun. Kia 3 tên hàng đầu sư cũng không biết, Tô Nam chọn chúng bọn hắn, chính là để bọn hắn trước đi chịu chết. Vì chính là để Y Sun cùng không cổ phái cái khác giảm nhiều đầu sư sinh ra ý nghĩ khinh địch, coi là Nạp Cát phái hàng đầu sư tiêu chuẩn không gì hơn cái này. Bởi vậy mà buông lỏng cảnh giác, bọn hắn cơ hội lại muốn thêm ra như vậy một chút điểm. Đi, mắt lục hàng đầu sư phân phó xong tất, vung tay lên, dẫn đầu hướng về xa xa Ma Cừu trang viên chạy gấp mà đi. Còn lại cái này 2-3 công dặm lộ trình, không thể lái xe nữa, mặc dù là ban đêm, không lái xe đèn, cỗ xe bù đắp được quá gần, hay là sẽ bị phát hiện. Rất nhanh, 4 tên Nạp Cát phái hàng đầu sư, đã dung nhập nồng đậm trong bóng đêm, rốt cuộc nhìn không thấy. Hoàng phủ trong đại trạch viện tranh đấu, vẫn còn tiếp tục. Ma Cừu đại quốc sư một mực khống chế cục diện, hai tay lục sắc quang đoàn so sánh với vừa rồi còn chói mắt hơn chói mắt, bay bắn đi ra lục sắc diễm hỏa, so lúc trước càng thêm linh động, uy lực cũng càng thêm cường đại. Tô Nam ẩn thân ở trong hắc phụ, thúc đẩy 6 tên âm bộc ngăn cản Ma Cừu tiến công, tình thế như thế nào, nhìn không rõ ràng. Một bên Nguyên Thành Tử cùng mấy vị môn nhân, lại rõ ràng so vừa rồi phí sức phải nhiều. Chẳng những Nguyên Thành Tử mình nhiều lần tế ra phù lục, mấy vị môn nhân cũng nhao nhao tế ra phù lục, ra cố bát hoang trận, nghiêm phòng tử thủ, không để lục diễm đột phá pháp trận vòng phòng ngự tử. Mặc dù một thời ba khắc còn nhìn không ra bao lớn nguy hiểm, Nguyên Thành Tử sớm đã ở trong lòng không ngừng kêu khổ. Nhìn Tô Nam cái này tư thế, nói rõ là muốn cùng Ma Cừu đánh lâu dài, hoàn toàn không có chủ động tiến công ý tứ. Cứ theo đà này, Tô Nam có thể kiên trì bao lâu không được biết. Ngọc Dương Quan khẳng định sẽ chống đỡ không nổi. Phù lục tiêu hao tốc độ quá nhanh, loại này lớn uy lực phù lục luyện chế, cần tiêu hao vật liệu cùng pháp lực đều hết sức kinh người, dù coi như lấy Nguyên Thành Tử chi năng, cũng không thể tại trong ngắn hạn số lớn luyện chế, bởi vậy chuẩn bị số lượng cũng không phải là quá nhiều. Một khi phù lục tiêu hao hầu như không còn, cũng chỉ có thể bằng tự thân pháp lực ngạnh giang Ma Cừu công kích, bị công phá pháp trận vòng phòng ngự chỉ là vấn đề thời gian. Sư phụ, dạng này không được. Chúng ta nhất định phải chủ động tiến công. Cách Nguyên Thành Tử gần nhất Kim Dương Tử hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng họ, hạ giọng, vội vã nói. Cứ như vậy vừa phân thần, một đoàn lục diễm phảng phất sớm đã thông linh, phát hiện có thể thừa dịp, tê tê một tiếng kêu to, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về Kim Dương Tử mặt mãnh nhào tới. Lục diễm bên trong, ẩn ẩn dần hiện ra một trương dữ tợn mặt quỷ. Kim Dương Tử giận dữ, quát khẽ một tiếng, tay phải một dương. Trong tay nắm lấy một mặt đồng chất kiếm bát quái hướng về lục diễm vào đầu chân áp xuống dưới. Một cổ mãnh liệt pháp lực từ kiếm bát quái bên trong phun ra ngoài, khí thế hùng hổ lục diễm tựa hồ cũng có mấy phân kiêng kỵ, cùng kiếm bát quái phun ra pháp lực hơi tiếp xúc, liền cực nhanh lui trở về. Nguyên Thành Tử trầm mặt, nhẹ gật đầu, lập tức tay trái bấm quyết, đặt ngang trước ngực, kiếm tay phải quyết dựng thẳng lên, miệng lẩm bẩm, tay phải lại lật một cái, một viên chu sa phù lục nổi lên. Tại Nguyên Thành Tử pháp lực quán chú phía dưới, trên bùa chú chu sa uyển như hỏa diễm, bốc cháy lên, lóng lánh tiên diễm hào quang màu đỏ, một cỗ khổng lồ đạo môn pháp lực, phồng lên mà ra.
Kim Dương Tử cùng 5 tên đệ tử gặp một lần, lập tức nhao nhao bấm quyết tác pháp, thôi động bát hoang trận uy lực, hướng sư phụ bên kia dũng mãnh lao tới. Tật, Nguyên Thành Tử một tiếng gào to, kiếm tay phải quyết hướng phía trước một chỉ. Chu Sa phù lục bỗng nhiên thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt huyết sắc giao long, lắc đầu vẫy đuôi, hướng về không ngừng bay múa bốn đoá lục diễm đánh tới. Một đoàn lục diễm vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị huyết sắc giao long hư ảnh một chảo dập tắt. Trong nháy mắt, vây quanh bát hoang trận bốn cái lục sắc hồ điệp, liền bị huyết sắc giao long diệt giết không còn một mống. Ma Cừu trong tay trái lục sắc quang đoàn, bỗng nhiên ảm đạm mấy phân. Huyết sắc giao long tựa hồ tiêu hao quá nhiều năng lượng, cũng lập tức trở nên 10 điểm phai mờ, bất quá vẫn là không sợ hãi chút nào hướng về Ma Cừu bổ nhào qua. Chương 490, thừa lúc vắng mà vào. Hừ, Ma Cừu hừ lạnh một tiếng, tay trái lục sắc quang đoàn quang trạch đại thịnh, một con xa so vừa rồi bốn đám lục sắc diễm hỏa lớn lục sắc hồ điệp, phóng lên tận trời, đón phai mờ huyết sắc giao long nhào tới. Hai cánh khẽ vỗ, nguyên bản đã tiêu hao tuyệt đại bộ phân năng lượng huyết sắc giao long, căn bản liền ngăn cản không nổi, giãy giụa mấy lần, lập tức liền hóa làm một điểm điểm hồng sắc quang mưa, ở trong trời đêm diệt vong. Lục sắc hồ điệp đón gió phấp phới, lập tức trở nên cực kỳ to lớn, phảng phất muốn giả thiên che nói, hướng về Nguyên Thành Tử bọn người bao phủ xuống đi. Nguyên Thành Tử mặt lạnh lấy, miệng lẩm bẩm, hai tay bấm quyết, hai tấm chu sa phù lục lần nữa tế ra, tại bát hoang trận trên không bạo liệt mà ra. Ngạnh sinh sinh cùng lục sắc hồ điệp đồng quy vu tận. Ma Cừu song mi có chút một dương, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Có chút ý tứ, Nguyên Thành Tử, xem ra ta trước kia thật có chút xem nhẹ các ngươi. Châu Á đạo thuật, còn có mấy phân môn nói. Ở trong cuộc tranh đấu này, Ma Cừu lực chú ý, cơ hồ đều đặt ở Tô Nam trên thân, đối Nguyên Thành Tử cùng Ngọc Dương quan đám người, chỉ là tiện tay đối phó, liền ép tới không ngẩng đầu được lên. Nguyên lai tưởng rằng lần này xuất kích, coi như không thể phá mất Ngọc Dương quan bát hoang trận, tối thiểu cũng sẽ để Nguyên Thành Tử bọn người luống cuống tay chân một phen, cũng không dám lại tới quấy rối. Ai ngờ bị Nguyên Thành Tử tại trong lúc nhấc tay liền phá giải rơi. Nguyên Thành Tử lạnh lùng nói, đại quốc sư thần công cái thế, chúng ta Ngọc Dương quan khó nhìn bóng lưng. Như là đã hoàn toàn vạch mặt, Nguyên Thành Tử cũng liền không thèm đếm xỉa, ngay cả ngoài miệng cũng không chịu lại chịu thua. Ma Cừu lập tức trầm mặt xuống đến. Khẽ nói liền tính đạo thuật của các ngươi lợi hại hơn nữa, trong mắt ta, cũng vẫn là không chịu nổi một kích. Trên thế giới này, chỉ có hàng đầu mới là lợi hại nhất pháp thuật, cái khác hết thảy cái gọi là đạo thuật đều là bàng môn tả đạo, không đủ cười một tiếng. Nguyên Thành Tử không khỏi cười lên ha hả, nói, đại quốc sư, ta thừa nhận, tại hàng đầu thuật bên trên, ngươi là rất có thiên phú. Nhưng cũng không thể nói, ngươi thật sự là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại cực kỳ. Chúng ta Ngọc Dương quan bất quá là Hoa Hạ đạo thuật chi mạch truyền thừa, tuyệt không dám tự xưng chính tông. Nhưng mà chân chính Hoa Hạ cao minh thuật pháp truyền thừa, thần diệu chỗ lợi hại, người cả nghĩ cũng nghĩ tưởng không đến. Chẳng lẽ đại quốc sư thật coi là, hàng đầu thuật vô địch thiên hạ a? Ma Cừu cười lạnh, nói, Nguyên Thành Tử, các ngươi người Hoa có câu nói, gọi đun sôi con vịt mạnh miệng. Ta nhìn dùng để hình dung ngươi không thể thích hợp hơn. Ngươi không phục hàng đầu thuật, không quan hệ. Còn có cái gì tuyệt chiêu, đều xuất ra. Ta liền đứng ở chỗ này, chỉ muốn các ngươi sư đồ sáu người có thể bước ta lui lại một bước, liền coi như các ngươi có bản lĩnh, tối nay ta có thể bỏ qua các ngươi một lần. Chuyện này là thật, đã đại quốc sư dạng này tự tin, ta cũng là nghĩ thử một lần. Cứ việc xuất thủ tốt, Ma Cừu vừa cùng Nguyên Thành Tử nói chuyện, bên kia tám con lục bướm vẫn như cũ xoay quanh bay múa, hung hăng áp chế Tô Nam. Đối giữa bọn hắn đối thoại, Tô Nam tựa hồ ép căn bản không hề nghe tới, chỉ là khống chế sáu tên âm bộc, vững vàng giữ vững mình địa bàn. Nguyên Thành Tử ống tay áo phất một cái, liền khoanh chân ngồi xuống. Kim Dương Tử mấy người cũng đi theo ngồi xếp bằng, thần sắc nghiêm trọng. Lập tức một trận nhẹ nhàng niệm chú thanh âm vang lên. Tô Nam ẩn thân ở trong hắc vụ, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung. Xem ra, Nguyên Thành Tử là thật sự định cùng Ma Cừu liều mạng. Lúc đầu Nguyên Thành Tử cùng Ngọc Dương quan phải trăng triệt để cùng Ma Cừu trở mặt, Tô Nam cũng không phải để ý như vậy. Tại hắn cùng Ma Cừu thậm chí nạp cát phái cùng không cổ phái trong quyết đấu, Ngọc Dương quan phân lượng còn ngại không đủ. Tô Nam chân chính để ý, là Tiêu Phàm thái độ. Cứ việc cùng người trẻ tuổi này liên hệ không nhiều, Tô Nam lại tin tưởng, nếu như nói trên thế giới này còn có người có thể đối kháng chính diện Ma Cừu, vậy liền nhất định là Tiêu Phàm. Nguyên Thành Tử là hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa kết minh cầu nối.
Nguyên Thành Tử thái độ kiên quyết như thế, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Phàm thái độ. Chỉ cần Tiêu Phàm đối Xích Viêm Thảo nhất định phải được, vậy hắn cùng Ma Cưu ở giữa liền không có bất kỳ cái gì hóa thù thành bạn khả năng họ. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm một mực không có hiện thân, nhưng Tô Nam tin tưởng, Tiêu Phàm khẳng định liền tại phụ cận một nơi nào đó, mật thiết chú ý trường tranh đấu này, thời cơ thích hợp thời điểm, tất nhiên sẽ ra tay. Ma Cưu quá mức khinh thường, lẻ loi một mình độc xông Hoàng Phủ, không có mang một người trợ giúp, thậm chí xúc dưỡng âm quỷ đều không có mang tới, lưu tại Ma Cưu trang viên, hoàn toàn dựa vào bản mệnh thần thông tại tác chiến. Dưới mắt Ma Cưu, có thể nói là thời khắc yếu đuối nhất, đánh bại hắn, hiện tại là tốt nhất cơ hội, Tiêu Phàm nhất định sẽ minh bạch điểm này. Nhưng mà, nơi xa mái nhà quan chiến Tiêu Phàm lại không lên tiếng phát, xoay người rời đi. Tiêu Phàm, Cơ Khinh Xa ngay cả vội vàng kêu lên, có chút không hiểu. Người đi nơi nào, Ma Cưu trang viên, Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp, Cơ Khinh Xa cùng Phạm Nhạc đồng loạt trừng lớn hai mắt. Hiển nhiên Nguyên Thành Tử liền muốn cùng Ma Cưu liều mạng, tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi lấy kết quả, lúc này, Tiêu Phàm lại muốn rời khỏi, đi Ma Cưu trang viên. Bất quá Cơ Khinh Xa cùng Phạm Nhạc đều không tầm thường người, lập tức liền minh bạch Tiêu Phàm ý nghĩ. Người nghĩ thừa cơ hội này, đi hái, Xích Viêm Thảo. Cơ Khinh Xa hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn nói. Tiêu Phàm cười cười, nói, sợ sợ không chỉ ta một người có ý nghĩ như vậy. Cơ Khinh Xa nhẹ gật đầu, nói, không sai, Tô Nam rõ ràng là đang kéo dài thời gian, điệu hổ ly sơn. Nếu như không có an bài những hậu thủ khác, Tô Nam làm như thế, liền không có chút ý nghĩa nào. Hắn kéo dài thời gian lại dài, cuối cùng cũng vô sự vô bổ. Chỉ có hái Xích Viêm Thảo, mới có thể chặt đứt Ma Cưu tu luyện thiên quỷ hàng cây. Không có có thể khởi tử hồi sinh Xích Viêm Thảo, Ma Cưu lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng không dám nếm thử tu luyện thiên quỷ hàng. Mặc dù dạng này, sợ cũng không dễ dàng a. Cơ Khinh Xa bước nhanh theo sau, thấp giọng nói. Cứ việc Ma Cưu đại quốc sư bị kéo tại nơi này, lại là lẻ loi một mình đến đây, không cổ phái cái khác giảm nhiều đầu sư, một cái chưa từng lộ diện, thậm chí Ma Cưu xúc dưỡng âm quỷ, cũng không thấy tăm hơi. Không hề nghi ngờ, những người này đều lưu thủ tại Ma Cưu trang viên. Đây là một cỗ khiến người kinh khủng đến mức hít thở không thông cường đại chiến lực, lại càng không cần phải nói Ma Cưu trang viên cái khác phòng vệ biện pháp, tỉ như cơ quan, pháp trận vân vân. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, Ma Cưu như thế nào lại tại dạng này thời khắc mấu chốt, thiện cách mình trang viên. Tiêu Phàm cười cười, nói, mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng cũng đáng được thử một lần. Bất kể nói thế nào, có người cho chúng ta đi tiền trạm, tổng so một mình tác chiến phải tốt hơn nhiều. Cơ Khinh Xa cũng không phải là không có quyết đoán kiều kiều nữ, trong đầu nhất chuyển, lập tức liền nhẹ gật đầu, tán đồng Tiêu Phàm phân tích. Tô Nam không tiếc tự mình mạo hiểm, ở đây ngăn chặn Ma Cưu, đối chính hắn an bài chuẩn bị ở sau, khẳng định phi thường tự tin. Nếu là không có một chút chắc chắn nào, Tô Nam lại không phải người ngu, nơi nào sẽ làm dạng này hy sinh vô vị. Đi thôi, Cơ Khinh Xa nói, Tiêu Phàm lại đứng vững bước chân, nhìn qua nàng kiều diễm gương mặt. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta một người đi. Cơ Khinh Xa nở nụ cười xinh đẹp, tựa hồ ngờ tới Tiêu Phàm có thể như vậy nói. Không có khả năng, người biết ta sẽ không đáp ứng. Lụa mỏng, Ma Cưu trang viên là cái dạng gì địa phương, người so ta rõ ràng hơn. Lần này nghe ta, được không? Tiêu Phàm cũng không nóng nảy phát hỏa, ôn nhu nói. Cơ Khinh Xa lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ta lần nào không nghe ngươi. Hôm nay ngươi nghe ta một lần. Tại Lạc Già Thành nhiều năm như vậy, ta đối hàng đầu thuật cũng coi như có chút nghiên cứu, bình thường phòng ngự thủ đoạn đều không có vấn đề, người cũng không cần lo lắng cho ta thành vướng bận. Cứ như vậy định, chúng ta khỏi phải vì dạng này sự tình sóng tốn thời gian. Cơ Khinh Xa thanh âm cố nhiên nhu hòa, ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt. Đừng nhìn Cơ Khinh Xa tại Tiêu Nhất Thiếu trước mặt, cho tới bây giờ đều thể hiện ra kiều kiều thiếu nữ một mặt, nhưng cái này cũng không hề sẽ che giấu Cơ Tổng nhưng thật ra là nữ cường nhân dạng này một sự thật. Thời khắc mấu chốt, dù coi như là Tiêu một ít, cũng rất khó thuyết phục nàng. Tốt, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Cơ Khinh Xa nói không sai, thời gian quý giá, không muốn bởi vì dạng này tranh chấp mà lãng phí. Rất nhanh, ba người liền xuất hiện dưới lầu bồn hoa trước rừng xe khu, Phạm Nhạc hay là làm lái xe, ô tô lái ra cư xá, dung nhập vào trong bóng đêm mịt mờ, hướng thành nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Người hoa khu quần cư tiếp giáp bãi biển, tại thành thị Bắc Bộ. Không sai biệt lắm sau mười mấy phút, xe nhỏ mới lái rời thành khu, bên trên thông hướng Ma Cưu trang viên đường cao tốc.
Bất quá Phạm Nhạc không giống Nạp Cát phái hàng đầu sư như thế tự mang nhìn ban đêm công năng, xe nhỏ hai đạo sáng như tuyết ánh đèn, thẳng tắp bắn về phía phương xa. Cũng may hiện tại không sợ kinh động trang viên người, có Nạp Cát phái hàng đầu sư xung phong, xem chừng sớm đã kinh động trang viên người thủ vệ. Cái này ngay miệng, chỉ sợ toàn bộ trang viên đã loạn thành hỗn loạn. Thông hướng Ma Cưu trang viên đường cao tốc mặc dù chỉ là song hướng đường 4 làn xe, nhưng bảo dưỡng phải phi thường tốt, đường xá cực dai, chỉ là 30 km lộ trình, không đến một khắc đồng hồ liền đã chạy qua, Ma Cưu trang viên thấy ở xa xa. Tiêu Phàm có chút nhăn lại lông mày, nói, Ma Cưu trang viên không phải xây ở trong sơn cốc. Cơ Khinh Sa kinh ngạc hỏi, người cho rằng Ma Cưu trang viên là xây ở trong sơn cốc sao? Đúng, Xích Viêm Thảo, sinh trưởng tại cực nhiệt chi quốc cực âm chi địa, theo lý hẳn là sinh trưởng ở thâm cốc bên trong. Người cái này phân tích mặc dù có đạo lý, nhưng tình huống thực tế có lẽ không giống. Nói thật, cái gì là cực nhiệt chi quốc cực âm chi địa, ta đến bây giờ cũng không có cái gì trực quan ấn tượng. Xích Viêm Thảo, loại này thần dược, số trong 10 năm, tại toàn bộ Đan Mạn quốc đều phi thường hiếm thấy, ngẫu nhiên xuất hiện như vậy một gốc, đều bị giảm nhiều đầu sư tầng tầng bảo vệ. Ngoại nhân căn bản là không có biện pháp tiếp cận. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Tình huống thực tế đến cùng như thế nào, tổng muốn tận mắt nhìn thấy về sau mới có thể biết được. Phạm Nhạc bỗng nhiên một phanh xe, phi nhanh xe nhỏ bỗng nhiên chậm lại tốc độ, tại ánh đèn chiếu xạ phía dưới, phía trước một đài xe Việt dã lẳng lặng dừng sát ở ven đường, thân xe đen nhánh, phảng phất trong đêm tối ẩn núp mãnh thú. Quả nhiên đã có người tới trước. Phạm Nhạc thấp giọng nói, không có việc gì. Chúng ta có thể đón thêm gần một điểm, tiếp cận đến 1.000 mét trong vòng đi. Tiết kiệm chút thời gian, Tiêu Phàm bình tĩnh nói, cổ tay khẽ đảo, tuyết trắng huyền vũ giáp hiện ra. Nếu như kể bên này bày ra lợi hại cấm chế phòng ngự, bình thường đến nói, là không thể gạt được huyền vũ giáp. Chương 491, Ma Cưu trang viên phòng ngự. Ma Cưu trang viên đại môn là mở rộng, vừa tiếp cận, Tiêu Phàm đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Cơ Khinh Xa càng là đôi mi thanh tú nhíu chặt. Một bộ không đầu thi thể đổ dạp tại cạnh cửa, từ chỗ cổ chảy ra máu tươi hình thành một mảnh vũng máu, đã trở thành nửa ngưng kết trạng thái, bởi vậy phán đoán, người này mất mạng chí ít tại nửa giờ trước đó. Thi thể mặc bảo an viên chế phục, bên hông phối súng bao súng còn rất tốt, không hề động qua vết tích. Có thể thấy được hắn còn không có được đến nhổ súng, hoặc là căn bản liền chưa từng phát hiện người xâm nhập, liền mơ hồ ném tính mệnh. Cơ Khinh Xa giương một tay lên, ném một khỏa hoàn thuốc vào miệng. Mặc dù nói, Cơ Tổng tuyệt không phải loại kia nhà ấm bên trong kiều kiều nữ, nhưng thân là một vị đại mỹ nữ, cũng xác thực không thế nào thích quan sát quá máu tanh tràng diện, cái này viên thuốc có thể hữu hiệu áp chế Cơ Tổng trong lòng phiền ác cảm. Ma Cưu còn rất cẩn thận, Cơ Khinh Xa nhẹ nói, trang viên có nhiều như vậy hàng đầu sư thủ hộ, Ma Cưu thế mà còn thuê không ít phổ thông bảo tiêu đến tăng cường lực lượng phòng ngự. Tiêu Phàm nói, hàng đầu sư bình thường khẳng định phải dốc lòng tu luyện, không có khả năng xung làm dạng này phổ thông thủ vệ. Những người hộ vệ này, chí ít có thể làm cái tai mắt tác dụng, vì hàng đầu sư tiết kiệm chút thời gian cùng thể lực. Cơ Khinh Xa nhẹ gật đầu, nói, xem ra những kẻ xâm lấn này rất thủ đoạn ác độc. Cùng loại thảm liệt tình hình, vài ngày trước bọn hắn vừa mới gặp qua. Có lẽ hàng đầu sư thủ đoạn, đều là máu tanh như vậy. Đi thôi, chung quanh đây cấm chế phòng ngự, đều bị phá hư rơi. Tiêu Phàm tại cửa ra vào hơi ngừng lại, liền là nói. Thần niệm chi lực tăng thêm huyền vũ giáp điều tra, nháy mắt liền để hắn sáng tỏ lân cận thế cục. Cơ Khinh Xa lấy ra một đầu màu trắng chiếc khăn tay, đem miệng mũi che lên, đi theo Tiêu Phàm sau lưng, hướng trong trang viên đi đến. Phạm Nhạc không có cùng theo đến, Tiêu Phàm để hắn tại bên ngoài phụ trách tiếp ứng. Phạm Nhạc mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng ở Ma Cưu trang viên đối mặt với mười mấy tên hàng đầu sư, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì kháng cự chi lực. Tiêu Phàm giao hai cái phù lục cho hắn phòng thân, tại Ma Cưu trang viên phụ cận, hết thảy cẩn thận vì nghi. Dựa theo Phạm Anh cung cấp cho Tiêu Phàm địa đồ, Ma Cưu trang viên chiếm diện tích rất rộng. Bất quá Tiêu Phàm không có bên ngoài thành nhiều chỗ dừng lại, trực tiếp hướng về nội thành mà đi. Tiêu Phàm phát hiện, lúc trước người xâm nhập đối trang viên địa hình cũng hết sức quen thuộc. Bọn hắn cũng là thẳng đến nội thành mà đi, đồng thời lựa chọn đường tấn công, trên cơ bản tránh đi trên bản đồ tiêu chuẩn tất cả điểm đỏ. Phạm Anh nói qua, trên bản đồ mỗi một chỗ điểm đỏ, liền biểu thị lấy có một vị giảm nhiều đầu sư tỏa chấn. Nếu như không phải đối trang viên tình hình quen thuộc dị thường, phía trước mấy vị kia không có khả năng làm được như thế hoàn mỹ. Xem ra, Phạm Anh không phải Ma Cưu trang viên vị thứ nhất phản đồ.
truy tìm lấy lúc trước người xâm nhập dấu chân, trên đường đi cơ hồ không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Tiêu Phàm, một mực đi sát đằng sau tại Tiêu Phàm bên cạnh Thân Cơ Khinh Xa, bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, dừng bước, đôi mi thanh tú cau lại. Ừm, Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng giơ lên, mang theo trưng cầu nhìn sang. Ta luôn cảm thấy, giống như có chỗ nào không đúng. Mà Cửu Trang Viên cùng ta trong tưởng tượng chênh lệch có chút lớn. Không cổ phái, hàng đầu sư nhóm, không đến mức ngây thơ như vậy a. Cơ Khinh Xa trầm ngâm nói, coi như lúc trước đã có người xâm lấn, trang viên phòng ngự cũng không có khả năng bị triệt để phá hủy, càng không nên tất cả mọi người đi bao vây chặn đánh, cần gấp nhất địa phương, còn phải lưu lại cảnh giới người, phòng bị đợt thứ hai địch nhân xâm lấn, đây là cơ bản thường thức. Mà bây giờ, cho Cơ Khinh Xa cảm giác là, toàn bộ Ma Cưu trang viên, đã kinh biến đến mức không có một ai. Cái này không phù hợp lẽ thường. Tiêu Phàm cười cười, nói, Ma Cưu trang viên có lẽ không biết có bao nhiêu năm chưa từng có địch nhân. Đây chính là lý do. Trong trang viên đóng giữ hàng đầu sư tuy nhiều, lại phần lớn không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, thực tế bình thường đừng bảo là có người tiến công trang viên, liền xem như có can đảm tiếp cận kề bên này mấy dặm bên trong người đều rất ít. Tối nay bỗng nhiên có người giết vào, mà lại địch đến thập phần cường đại, tất cả hàng đầu sư đều chạy tới đối phó những địch nhân kia, liền hợp tình hợp lý. Ai có thể nghĩ đến, buổi tối đó sẽ đặc biệt như vậy, không sợ chết ra hỏa đến một nhóm lại một nhóm. Còn có một loại khả năng, chính là lúc trước người xâm nhập quá mạnh, trong trang viên đóng giữ hàng đầu sư cảm nhận được to lớn uy hiếp, không thể không dốc hết toàn lực, liên thủ đối địch. Mặc kệ là loại nào tình huống, đối Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa đều tính được phi thường có lợi. Ước chừng vài phút về sau, nội thành đã ở trong tầm mắt. Mà Cưu trang viên tòa này nội thành, không có người ngoài trong tưởng tượng như thế tráng lệ, mà là rất phổ thông một cái thổ thành, cùng sinh hoạt tại nguyên thủy trong rừng mưa cái khác thổ dân rơi ra người tu kiến thổ thành không có cái gì bản chất khác nhau, chỉ là tường thành yếu lực hơi cao một chút, ước chừng có hơn 2 mét tiếp cận 3 mét dáng vẻ. Trên tường thành tu kiến tòa thành kia lâu, ngược lại là cùng châu Á cổ đại thành quan 10 điểm cùng loại, so phổ thông rơi ra thổ dân thành lâu lộ ra muốn xa hoa mấy phân. Cửa thành là khép, cổng tò vò bên trong lộ ra một tia sáng, cũng không phải là hoàn toàn đen xì. Nhìn qua, hay là không có một ai? Chẳng lẽ trang viên tất cả lực lượng phòng vệ, đều đã bị điều đi rồi? Ngoại thành không có người phòng thủ, miễn cưỡng còn có thể hiểu được. Nội thành đã là hạch tâm trọng địa, vẫn như cũ không nhìn thấy một bóng người, thực tế để người có chút khó có thể tin. Lần này, Tiêu Phàm không có trực tiếp tiến vào nội thành, thần niệm chi lực điều tra rất rõ ràng biểu hiện ra, nội thành phòng hộ cấm chế còn đang có tác dụng, cũng không có bị hoàn toàn bài trừ. Bất quá cấm chế ba động có vẻ hơi hỗn loạn, rất rõ ràng đã từng bị cường lực công kích qua, mà lại bị thương không tiểu. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Giáp cũng truyền tới 10 phân rõ ràng cảm ứng. Ngay tại cách đó không xa, trong nội thành, chỉ ít có 10 tên trở lên cường đại thuật sĩ ngay tại giao thủ. Ngoài ra còn có mười mấy tên yếu kém thuật sĩ, Huyền Vũ Giáp bên trên cũng có cảm ứng. Quả nhiên đều tập trung vào nội thành đến. Bỗng nhiên bên trong, một trận phốc xoẹt âm thanh âm vang lên, một đầu màu đen phi cầm phóng lên tận trời, ở giữa không trung liều mạng chớp lấy hai cánh. Con rơi, dù là Cơ Khinh Xa đối hàng đầu thuật cùng hàng đầu sư chăn nuôi bản mệnh linh sủng nhiều chỗ nghiên cứu, nhìn thấy đầu này phóng lên tận trời phi cầm, hay là không chịu được có chút mê muội. Con rơi là rất thường gặp động vật, nhưng mà lớn đến loại trình độ này con rơi, cũng tuyệt đối vượt qua người bình thường ngoài tưởng tượng. Con rơi này, thậm chí so cha cao chăn nuôi đầu kia đan man hắc điêu thân thể cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, xòe hai cánh, trọn vẹn vượt qua một mét, dù coi như là trong đêm tối, con rơi hai mắt cũng lóng lánh huyết sắc quang mang, có thể thấy rõ ràng. Mà lại rất rõ ràng, con rơi này cũng không phải là Nam Dương quần đảo thường gặp ăn quả mà sống hồ bức. Hồ bức là trên thế giới lớn nhất con rơi, cỡ lớn hồ bức so sánh với Cơ Khinh Xa nhìn thấy trước mắt cái này một đầu hình thể còn muốn to lớn. Đầu này phóng lên tận trời con rơi, cho người ta một loại cực độ yêu dị cảm giác, mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, tựa hồ hòa nói bên trong thường xuyên hút huyết dịch mà sống. Không thể nghi ngờ, đây nhất định là một vị hàng đầu sư chăn nuôi bản mệnh linh sủng. Đầu này khiến người nhìn mà phát khiếp cự rơi lớn, ở trong trời đêm phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, nghe vào thê lương vô so. Sau đó, toàn bộ thân hình bỗng nhiên tại không trung bạo liệt mà đến, nổ thành một đoàn huyết vũ, chiếu nghiêng xuống. Huyết tinh chi khí bốc lên mãnh liệt, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Lập tức, một trận tiếng hoan hô tại nội thành ầm vang vang lên. Chết chết rồi, gia hỏa này rốt cục bị xử lý. Chết được chết tử tế thật tốt,
Ô ô, sư phụ, chúng ta rốt cục báo thù cho ngươi. Ngay sau đó, chính là một hồi lâu lộn xộn la to, đều là dùng bản địa thổ dân ngôn ngữ, Tiêu Phàm một câu đều nghe không rõ. May mà Cơ Khinh Xa ở một bên giải thích, mới xem như miễn cưỡng hiểu được một chút. Đây là rơi ra người phương ngôn, xem ra vừa mới bị xử lý, là kẻ ngoại lai. Cơ Khinh Xa một bên cho Tiêu Phàm khi phiên dịch, một bên nhíu mày nói. Nếu như bị xử lý chính là rơi ra người hàng đầu sư, đoàn người chắc chắn sẽ không dạng này nhảy cẫng hoan hô. Xem ra vận khí không được tốt, vừa đến nơi đây, chưa tiến vào nội thành, lúc trước người xâm nhập liền bị xử lý, cái này trong trang viên hàng đầu sư nhóm liền có thể rảnh tay, hết sức chuyên chú đối phó mới người xâm nhập. Kẻ ngoại lai không chỉ một, Tiêu Phàm thấp giọng nói, còn có mấy cái, ngay tại cách nơi này chỗ xa hơn giết làm một đoàn. Đúng lúc này, một tiếng thê lương thét dài bỗng nhiên vang lên, cái này tiếng gào tràn đầy phẫn uất, không cam lòng, đồng thời cũng xen lẫn tuyệt vọng cùng ngoan lệ chi ý. Tiêu Phàm biết, hàng đầu sư xúc dưỡng bản mệnh linh sủng phương thức cùng bọn hắn vô cực môn xúc dưỡng bản mệnh linh sủng phương thức có chỗ khác biệt. Hàng đầu sư bản mệnh linh sủng cùng tự thân cơ hồ là hoàn toàn một thể, thậm chí có nghe đồn nói là hàng đầu sư đem linh hồn một phân thành hai, một phần tồn tại trong cơ thể con người, một phần khác thì tiến vào linh sủng thể nội. Bản mệnh linh sủng một khi bị giết, hàng đầu sư ngay sau đó liền sẽ mất mạng. Trước mấy ngày cha Cao Thái Vạn cùng Minh Lại ba vị nạp cát phái hàng đầu sư thảm liệt bỏ mình, hoàn toàn chứng thực loại này truyền ngôn. Không tốt, gia hỏa này muốn tự bạo, mọi người mau tránh ra. Sau đó, lại là một trận rối bời tiếng gào truyền đến, chính đang vây công địch nhân không cổ phái hàng đầu sư nhóm liên tục không ngừng tứ tán né ra. Một tiếng vang thật lớn, thật giống như một quả bom nổ tung ra như. Mặc dù đã có dự cảnh, hay là có người né tránh không kịp, truyền đến cực kỳ sắc nhọn rú thảm. Đồng thời một cỗ xa so vừa rồi con rơi bạo thể lúc còn muốn nồng nặc nhiều máu tanh mùi vị, như là biển cả sóng dữ, lăn lộn hướng bốn phía khuếch tán, để người một nháy mắt phảng phất ngã tiến vào máu trong ao. Tiêu Phàm song mi có chút nhíu lên, trên mặt lộ ra lại là không đành lòng lại là vẻ không vui. Hàng đầu sư đấu pháp, chiến bại hậu quả thảm liệt như vậy, để trạch tâm nhân hậu Tiêu chân nhân rất có phê bình kín đáo. Tại Tiêu Phàm nghĩ đến, thuật sĩ đều là phi thường người, dù coi như là chết, cũng muốn chết được có tôn nghiêm. Chết được thảm như vậy, phấn thân toái cốt, rất đến tại thi thể của mình đều bị xem như vũ khí, tối hậu quan đầu còn muốn tự bạo đả thương người, không khỏi quá mức thê lương, cũng quá mức ngang ngược. Đối sinh mệnh mình cùng đối sinh mệnh người khác đều hào không tôn trọng, một mực lấy đả thương người giết người làm mục tiêu, thuật pháp như vậy, dạng này thuật sư, cùng Tiêu Phàm đối thuật pháp nhận biết một trời một vực, rất khó tiếp nhận. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy chục cây em Hoàng Phủ Đại Trạch Viện bên trong, bị nồng đậm hắc vụ bao vây lấy Tô Nam giáo chủ, trong lòng bỗng nhiên đau đớn một hồi, không chịu được sắc mặt đại biến. Chương 492, loạn cả một đoàn. Nội thành cửa thành lầu bên trên, cũng không phải là vô người thủ hộ, sức mạnh thủ hộ còn phi thường cường đại. Thậm chí, Bắc Lấy ưỡn một cái nặng cơ súng, họng súng đen ngòm, giấu ở lỗ châu mai về sau, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra tử vong hỏa diễm. Trừ cái này thật nặng cơ súng, vốn là còn hai tên cầm súng bảo an cùng hai tên hàng đầu sư, thuộc một vị giảm nhiều đầu sư quản hạt. Bất quá giờ phút này, trừ nặng xạ thủ súng máy cùng một vị mới tiến vào hàng đầu sư, cửa thành lầu bên trên lại cũng không có người nào khác. Đại bộ phận nhân thủ, đều điều đẩy tới đối phó kia bốn vị bỗng nhiên xông tới nạp cát phái hàng đầu sư. Không thể không thừa nhận, bốn vị này nạp cát phái hàng đầu sư cực kỳ cường đại. Tại ẩn nặc thuật bên trên nhất là có siêu nhân bản lĩnh cùng thiên phú, vô thanh vô tức liền xông tiến vào trang viên, đem ngoại thành rất nhiều cấm chế tùy tiện bài trừ, thuận tay tiêu diệt hai chi đội tuần tra, trong đó thậm chí bao gồm hai tên hàng đầu sư, trên đường đi thế như trẻ tre, cơ hồ không có nhận đến bất luận cái gì ngăn chặn, liền giết tới bên trong ngoài cửa thành, kém một chút ngay cả trấn thủ nội thành cửa thành bồng sông giảm nhiều đầu sư đều bị che giấu đi. Tại bình thường tọa trấn trang viên lục đại hàng đầu sư bên trong, bồng sông tu vi không cao lắm, hắn am hiểu nhất chính là điều tra ẩn nặc thuật. Hàng đầu sư ẩn nặc thuật ở trước mặt hắn, hiệu dụng lập tức giảm bớt đi nhiều. Chính bởi vì cái này năng khiếu, bồng sông mới bị sư phụ ma cưu an bài tại nội thành cửa thành lầu tử bên trên trấn thủ. Dù là như thế, đợi bồng sông giảm nhiều đầu sư phát giác tình hình khác thường, cấp tốc phát ra báo động lúc, bốn tên nạp cát hàng đầu sư đã giết tới cửa thành lầu tử bên trên. Bốn người một cùng ra tay. Bồng sông giảm nhiều đầu sư chỉ ngăn cản một lát, liền bị bốn người liên thủ đánh chết. Cứ như vậy, rốt cục đâm lớn tổ ong vò vẽ, toàn bộ ma cưu trang viên đều bị kinh động,
hàng đầu sư cùng bảo an nhân viên từ bốn phương tám hướng chạy tới, hướng bốn tên người xâm nhập phát động vây công. Bốn tên nạp cát hàng đầu sư tập kích cửa thành thời điểm, nó dư hai vị hàng đầu sư cùng hai tên cầm súng bảo an nhân viên, cùng bồng sông cùng một chỗ bị diệt sát. Duy chỉ có vị này nặng xạ thủ súng máy bởi vì trước đó liền đã bị tác động đến, đã hôn mê, ngược lại tránh thoát một kiếp. Bốn tên nạp cát hàng đầu sư không có thời gian cũng không hứng thú điều tra sống chết của hắn, gặp một lần cửa thành lầu tử bên trên lại không có hoạt động người, lập tức phi thân xuống lầu, hướng về nội thành ở trung tâm lướt tới. Căn cứ tình báo, xích viêm thảo là ở chỗ này. Chỉ cần hủy đi cái này gốc thần dược, mà cừu đối thiên quỷ hàng cũng chỉ có thể không biết làm gì. Mặc dù kết quả của làm như vậy khẳng định là từ nay về sau không cổ phái cùng nạp cát phái thể bất lưỡng lập, nạp cát toàn giáo đều phải thừa nhận ma cưu đại quốc sư lửa giận, thế nhưng là cùng ma cưu luyện thành thiên quỷ hàng hậu quả đáng sợ tương đối mà nói, kết quả như vậy còn tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Nạp cát phái cùng không cổ phái chênh lệch, ở chỗ đỉnh phong chiến lực không bằng, liền thực lực tổng hợp mà nói, nạp cát phái so không cổ phái nội tình càng thêm thâm hậu, trong phái giảm nhiều đầu sư cùng Tô Nam Chi ở giữa chênh lệch. Kém xa tít tắp không cổ phái cái khác giảm nhiều đầu sư cùng ma cưu chi ở giữa chênh lệch khổng lồ như vậy. Đây cũng là Tô Nam vì cái gì chỉ phái bốn tên hàng đầu sư liền có can đảm hướng ma cưu trang viên phát động công kích nguyên nhân. Không có ma cưu đại quốc sư tự mình tọa chấn ma cưu trang viên, lập tức liền biến thành nhị lưu. Sự thật tựa hồ cũng chứng minh Tô Nam đối ma cưu trang viên lực lượng phòng ngự đoán chừng là chính xác, ngoại thành phòng ngự biện pháp cùng cấm chế, thùng rỗng kêu to, chân chính kịch liệt chiến đấu phát sinh ở nội thành. Cửa thành lầu tử bên trên nặng xạ thủ súng máy, tối nay vận khí cũng không biết là đặc biệt tốt hay là đặc biệt hỏng, ngắn ngủi một giờ không đến, thế mà ngất đi ba lần. Lần thứ nhất, là bị bốn tên nạp cát giảm nhiều đầu sư cùng bồng sông giảm nhiều đầu sư ở giữa tranh đấu tác động đến, lần thứ hai, thì là bị một tên nạp cát giảm nhiều đầu sư tự bạo về sau uy lực tác động đến. Thật vất vả, mới vừa từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh táo lại, liền thấy một tên người áo đen đứng trước mặt của hắn. Chóp mũi làn gió thơm sóng ngầm, vậy mà là nữ nhân. Mà lại, dáng người bổng cực, nặng xạ thủ súng máy vừa một ngẩng đầu, liền bị cao ngất hai ngọn núi hoàn toàn che đậy ánh mắt. Cái gì, vị này đáng thương nặng xạ thủ súng máy, bất quá không giải thích được hỏi hai chữ, chỉ nghe đỉnh đầu hô hô vui vẻ, lập tức đầu trầm xuống, lên tiếng đều không có thốt một tiếng, lần thứ ba hôn mê bất tỉnh. Cơ khinh xa hạ thủ lưu tình, không có lấy hắn tính mệnh. Vị này Hà Lạc phái dòng chính truyền nhân, cửa sắt thành phố thế giới ngầm trung cực trọng tài, toàn bộ Yến Bắc tỉnh nổi danh nhất nữ cường nhân, cũng không thích giết chóc cảm giác. Nữ nhân không cần thiết lấy máu tươi để biểu hiện mình cường đại. Càng là cao nhã mỹ lệ nữ nhân, càng là không cần sử dụng loại này phương thức cực đoan. Đây là cơ khinh xa nhất quán kiên trì lý niệm, cùng nặng xạ thủ súng máy đồng dạng may mắn, là vị kia lâm thời bị sai khiến đến cửa thành lầu tử đến thủ vệ trẻ tuổi hàng đầu sư. Tên này vừa mới trở thành rơi già nhân bộ rơi tế sư người trẻ tuổi, đạt được sư phụ bảo vệ, không có để hắn tham dự nội thành đại chiến thảm liệt. Giống hắn dạng này mới nhập môn sơ cấp hàng đầu sư, tại nạp cát giảm nhiều đầu sư thủ hạ, quả thực như là trứng gà giống nhau yếu ớt. Nạp cát giảm nhiều đầu sư chỉ cần tranh thủ lúc rảnh rỗi khẽ vươn tay, tên này tân tấn tuổi trẻ hàng đầu sư, còn không tới kịp nở rộ hào quang của hắn, liền lại biến thành một cỗ thi thể. Sự thật chứng minh. Sư phụ hắn thuận miệng quyết đoán, ra sao chờ chính xác. Hắn đụng phải Tiêu Phàm, cũng là không thị sát, đánh ngã vị kia trên môi đều còn không có giải ra bao nhiêu sợi râu tuổi trẻ thổ dân tế sư, Tiêu Phàm cùng cơ khinh xa cùng một chỗ, đứng tại nội thành tường thành điểm cao bên trên, ở trên cao nhìn xuống quan sát đến nội thành tình huống. Rối loạn, nội thành cùng ngoại thành khác hẳn hoàn toàn, ngoại thành xây dựng lấy lít nha lít nhít công trình kiến trúc, hoa cỏ cây cối cùng khắp nơi có thể thấy được. Chính là một cái cực lớn trạch viện, cùng phổ thông trang viên không có quá lớn khác nhau. Nội thành thì là một mảnh đất trống trải mang, nghiêm chỉnh mà nói, là một chỗ rất lớn quảng trường. Chỉ bất quá chỗ này quảng trường bị một đạo thổ thành tường thành bao vây lại, tại nội thành Nam Bộ, là một tòa cự đại điện đường thức kiến trúc. Điện đường thức kiến trúc cùng tường thành ở giữa, trống rỗng, tầm mắt phi thường khoáng đạt. Địa hình như vậy, người xâm nhập muốn ẩn nấp thân hình xuyên qua quảng trường, tiến vào điện đường. Trừ phi trên tường thành cùng điện đường bên trong người thủ vệ đều là người chết, nếu không trên cơ bản không có khả năng. Huống chi, bồng sông giảm nhiều đầu thầy trò trước kịp thời phát ra cảnh báo. Liền ở cửa thành lầu cách đó không xa, là một vũng lớn vết máu cùng lấm ta lấm tấm thịt nát. Mùi máu tanh đậm đến tan không ra, vị kia tự bạo nạp cát giảm nhiều đầu sư,
không có lưu lại cho mình dù là một khối hoàn chỉnh thi thể, dùng loại này nhất quyết liệt phương thức, hướng lấy hắn tính mệnh không cổ phái những người đồng hành phát động sau cùng đáng sợ tập kích. Tại cái này một vũng lớn vết máu bên ngoài, có 4-5 cái bóng người nằm lăn trên mặt đất, thân hình quăn xoắn. Rất hiển nhiên, mấy cái này là cho tự bạo nạp cát giảm nhiều đầu sư chôn cùng kẻ đáng thương. Nguyên vốn đã lấy được thắng lợi, lại bị sau cùng tự bạo giết chết, có thể nói không may cực độ. Trừ cái này mấy cỗ cuộn mình vặn vẹo thi thể, quảng trường trên không không một người. Còn sống ra hỏa đều tự động tự giác truy sát nó dư nạp cát giảm nhiều đầu sư đi. Đối với ma cưu trang viên người canh giữ mà nói, tháng này sắc thanh đạm ban đêm, nhất định là sỉ nhục. Bị người vô thanh vô tức đánh lén đến nội thành, trên đường đi phòng hộ cấm chế cùng tuần tra vệ đội thùng rỗng kêu to, trong lúc nhấc tay liền bị diệt sát phải sạch sẽ. Cần biết đây là đại quốc sư danh tự mệnh danh trang viên. Đây không phải bình thường sỉ nhục, quả thực là kỳ hổ thẹn lớn khinh. Chỉ là, trước mắt cơ hồ tất cả hàng đầu sư cùng cái khác người thủ vệ cũng còn không có thời gian đến cân nhắc sỉ nhục không sỉ nhục vấn đề, cùng người xâm nhập đồng dạng, trong óc của bọn hắn đều lượn vòng lấy cùng một kiện đồ vật xích viêm thảo. Những kẻ xâm lấn này chi lưu lại một người đánh chặn đánh, ngăn chặn bọn hắn, cái khác ba người cũng không quay đầu lại, một đường hướng về đại điện chạy như điên, không hề nghi ngờ, liền là hướng về phía xích viêm thảo đi. Nếu như xích viêm thảo hủy ở người xâm nhập trong tay, mà cựu đại quốc sư sẽ như thế nào trừng phạt nạp cát phái còn không được biết, bọn hắn những thủ vệ này người hạ tràng, tuyệt đối đáng lo. Đại quốc sư cũng không phải một vị tính tình ôn hòa người hiền lành. Tự thành vì hàng đầu sư ngày đó bắt đầu, mấy chục năm qua, giết người vô số, trong đó đại bộ phận phân đều là cường giả. Dạng này người, dạng này giảm nhiều đầu sư, mấy có lẽ đã khát máu họ thành, như thế nào lại ấm lương khiêm cung. Càng xa xôi điện đường bên trong tình hình, nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy cũng không 10 điểm ánh đèn sáng ngời, ở trong trời đêm không ngừng lấp lóe. Huyền vũ giáp cảm ứng, lại càng thêm kịch liệt, đại điện bên trong, cũng đã đánh thành hỗn loạn. Tiêu Phàm cảm ứng đến huyền vũ giáp bên trên tin tức truyền đến, mắt nhìn ngoài 200 thước đại điện, thấp giọng nói, còn có hai người, trước mắt cũng bị khốn trụ. Liền ở trong đại điện bộ, lọt vào rất nhiều người vây công. Cơ Khinh Xa nhẹ nhàng gật đầu. Nói như vậy, chỉ ba người. Xem ra đây cũng là Tô Nam dự bị nhiều năm chuẩn bị ở sau. Ba người, liền dám trực tiếp tiến công để phòng xâm nghiêm ma cưu trang viên, mặc dù là tại ma cưu đại quốc sư bị điệu hổ ly sơn dưới tình hình, cũng đủ lớn gan, cũng đầy đủ ngạo khí. Chỉ là hiện tại xem ra, ba người này cho dù cường đại hơn nữa, tựa hồ cũng còn là chưa đủ lấy chân chính đột phá ma cưu trang viên phòng vệ. Một cái đã tự bạo, mặt khác hai cái cũng bị bao quanh vây khốn. Lọt vào mãnh liệt vây công, liệu tất cũng kiên trì không được thời gian quá dài. Tung coi như bọn họ là nạp cát phái gần với Tô Nam siêu cấp giảm nhiều đầu sư, không cổ phái hàng đầu sư trung quy cũng không phải ăn chay. Con kiến gặm voi, đối mặt với liên tục không ngừng xa luân chiến, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Tiêu Phàm không có vội vã trả lời, song mi nhẹ trao lại, hai mắt có chút híp mắt khâu lại, phải tay cầm thật chặt huyền vũ giáp. Huyền giáp tựa hồ còn cảm ứng được một người tin tức, nhưng phi thường mờ mịt. Như có như không, mạnh như Tiêu Phàm, cũng không dám xác định. Đến cùng người kia là chân thật tồn tại, hay là mình một loại nào đó ảo giác. Ma cưu trang viên khắp nơi đều là cấm chế phòng ngự, sinh hoạt trong đó giảm nhiều đầu sư cùng phổ thông hàng đầu sư, nhiều đến hơn 10 người, đều có thể tại huyền vũ giáp bên trên biểu hiện ra linh lực ba động. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, huyền vũ giáp cảm ứng ra hiện ảo giác, hoàn toàn có khả năng. Chỉ là, vạn nhất cảm ứng của mình không sai, như vậy. Cái này khí tức ẩn nấp phải cực kỳ tốt ra hỏa, liền có khả năng là ở đây tất cả hàng đầu sư bên trong cường đại nhất một vị. Tiêu Phàm cần đặc biệt để ý này người mới được, thật có như thế một vị cường đại hàng đầu sư tồn ở đây, người này đến cùng là bạn là địch. Chương 493, Hoàng Thành Đại Nội. Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa không chậm không nhanh đi tại huyết tinh tràn ngập trên quảng trường, hướng về đại điện phương hướng mà đi. Ngay từ đầu, không có người phát hiện bọn hắn, hoặc là nói. Phát hiện cũng không có để ý. Hai vị này khí độ bình thản, trương pháp có độ, tựa hồ không giống lắm là địch nhân. Một cái hỗn loạn hoàn cảnh, luôn luôn sẽ tạo thành tư duy hỗn loạn, tiến tới ngộ phán. Cái này hơn 100 mét khoảng cách, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng thật không dài, rất nhanh, Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa liền tiếp cận đại điện. Tòa đại điện này, mang theo rõ ràng dị vực phong tình, cũng chính là rơi ra người bộ lạc khí tức. Cùng trung thổ cung điện hình công trình kiến trúc bên ngoài quan thượng có khác biệt rất lớn. Không cẩn thận nhìn, cũng vẫn là hỗn tạp không ít trung thổ cổ kiểu kiến trúc.
Nghe nói hàng đầu thuật nguyên bản là châu Á miêu cương cổ thuật cùng Nam Dương vu thuật kết hợp, mà cựu đại quốc sư trong trang viên cung điện, hỗn tạp trung thổ cổ kiểu kiến trúc, cũng liền nói còn nghe được. Hiển nhiên hai người thẳng khu đại điện, rốt cục có người ý thức được không đúng. Dừng lại, người nào? Hai tên tráng kiện bảo an nhân viên từ đại điện cửa sảnh trong bóng tối chuyển ra, trong tay giơ tay súng, họng súng đen ngòm trực chỉ mà trước. Cái này hai tên bảo an nhân viên làn da ngăm đen, từ tướng mạo phán đoán, rõ ràng là nơi đó thổ dân, chỉ bất quá những này thời gian, Tiêu Phàm nhìn quen thấp tiểu gầy gò bản địa người thổ dân, bỗng nhiên bên trong nhìn thấy dạng này hai tên cao lớn tráng kiện thổ dân nam tử, không khỏi có chút không hài hòa. Cơ Khinh Sa gọn gàng dứt khoát giải quyết hết cái này hai tên bảo an nhân viên. Mặc dù nàng không thị sát, nhưng tuyệt không cổ hủ. Tại dạng này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, hết thảy đều phải giải quyết dứt khoát. Hai người vừa mới đặt chân đại điện, trong bóng tối gió tanh cùng một chỗ, một đầu to lớn mãng xà bỗng nhiên từ đại điện bằng đá cột trụ hành lang bên trên đáp xuống, thật dài tinh hồng lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Tiêu Phàm bổ nhào mà tới. Ngay một khắc này, nguyên bản không chút hoang mang Tiêu Phàm bỗng nhiên ra tốc, Cơ Khinh Sa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tiêu Phàm liền không thấy bóng dáng. Mà núp trong bóng tối một tên thổ dân hàng đầu sư, đồng dạng chỉ cảm thấy hai mắt một hoa, trước mặt liền thêm một người, một cái mặt mỉm cười, nhìn qua hoàn toàn người xúc vô hại người trẻ tuổi. Hô một tiếng, Tiêu Phàm dựng thẳng trường làm đao, một trường cắt ở tên này thổ dân hàng đầu sư trên cổ. Thổ dân hàng đầu sư hừ cũng không kịp hừ một tiếng, lập tức ngã xuống đất. Đầu kia to lớn mãng xà toàn thân chấn động. Thật giống như mình nhận một loại nào đó cường lực đả kích, xoạch, từ cột trụ hành lang bên trên thẳng ngã xuống đến, cứng rắn nện trên sàn nhà, không nhúc nhích. Hàng đầu sư bản mệnh linh sủng bị đả kích, hàng đầu sư cảm đồng thân thụ. Đồng dạng, hàng đầu sư tự thân nhận trọng kích, bản mệnh linh sủng cũng giống vậy cảm đồng thân thụ. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm liền phán đoán rõ ràng tình thế, khai thác chính xác nhất phương thức. Không hề nghi ngờ. Thấp bé thổ dân hàng đầu sư xa so đầu này to lớn mãng xà dễ dàng đối phó được nhiều. Thật muốn đối phó kia con đại mãng xà, dù coi như lấy Tiêu chân nhân chi năng, chỉ sợ cũng muốn có phần phí chút sức lực. Rắn rết loại sinh vật da dày thịt béo, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, phổ thông vật lý công kích, tác dụng căn bản không lớn. Tránh đi đại mãng xà công kích, thẳng đến hàng đầu sư bản nhân, cũng coi là bắt giặc trước bắt vua. Cùng lúc đó, Cơ Khinh Sa thân thể bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Mềm mại vòng eo cong thành một cái đặc biệt đường cong. Một đầu không đủ dài hai thước tiểu xà, từ bên người nàng kích xạ mà qua. Đầu này tiểu xà toàn thân trình huyết hồng sắc, trong đêm tối nhìn qua quỷ dị không nói lên lời. Đan Mạn quốc chỗ nhiệt đới, trong rừng nhiều nhất các loại rắn rết, hàng đầu sư cũng thích nhất nuôi dưỡng rắn rết làm bản mệnh linh sủng. Bỗng nhiên từ đại điện cột trụ hành lang bên trên đập xuống đến cự đại mãng xà thực tế quá có thể hấp dẫn con mắt người khác, đầu này không đủ dài hai thước tiểu xà. Tự nhiên là bị hoàn toàn xem nhẹ, bỗng nhiên từ chỗ tối đánh lén, 8-9 phần 10 có thể có hiệu quả. Cái này hai tên hàng đầu sư là sư huynh đệ, không biết dùng phương thức như vậy phối hợp qua bao nhiêu lần, tại diễn luyện bên trong, rất ít thất thủ qua. Bọn hắn tế luyện hàng đầu thuật, liền giấu ở rắn độc trong hàm răng, một khi bị rắn rết cắn chúng, có lẽ sẽ không giống bị cái khác rắn độc cắn chúng như thế bị mất mạng tại chỗ, hậu quả cũng tuyệt đối muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Rất nhiều người bên trong hàng đầu về sau, vì khẩn cầu mạng sống, không thể không hướng hàng đầu sư khuất phục, muốn gì cứ lấy. Dưới ánh đèn lờ mờ, tuyết trắng cánh tay vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, tiên diễm ướt át năm ngón tay lóe lên, huyết hồng sắc tiểu xà liền bị Cơ Khinh Sa nhanh như thiểm điện nắm trong tay. Năm ngón tay siết chặt, huyết hồng tiểu xà lập tức liền chi chi gọi bậy, liều mạng vặn vẹo lên sau nửa thân thể. Cái cổ bộ vị, lại là một không thể động đậy được. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng một hừ. Huyết hồng sắc tiểu xà giãy giụa cấp tốc yếu bớt, bất quá trong khoảnh khắc, liền yên tĩnh xuống tới, sau nửa thân thể mềm nhũn rủ xuống hướng mặt đất. Chỉ nghe ừng ực một thanh âm vang lên, chỗ tối như là đổ xuống một đạo mục nát cọc gỗ. Chính thúc đẩy bản mệnh linh sủng xuất kích hàng đầu sư, cứng rắn mới ngã xuống đất. Đừng ném rơi, đang lúc Cơ Khinh Sa liền muốn cầm trong tay ngất đi huyết hồng sắc tiểu xà vứt bỏ thời điểm, vang lên bên tai Tiêu Phàm thanh âm. Làm sao? Cơ Khinh Sa nghiêng đầu sang chỗ khác, trưng cầu như nhìn sang. Nghĩ biện pháp mang về, có cơ hội, chúng ta nghiên cứu một chút. Tiêu Phàm nhẹ nói, nghiên cứu cái này, Cơ Khinh Sa thoảng qua sửng sốt một chút. Nàng tại Lạc Gia Thành du học hơn 3 năm, còn chưa nghe nói qua hàng đầu sư nuôi dưỡng bản mệnh linh sủng có thể đem ra nghiên cứu. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy,
Bản mệnh linh sủng không thể rời đi hàng đầu sư thái lâu, nếu không sẽ chết mất. Cơ Khinh Sa đưa nàng hiểu biết tình huống nói cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nói, là như vậy sao? Nếu thật là dạng này, vậy đã nói rõ, hàng đầu sư nuôi dưỡng bản mệnh linh sủng kỹ xảo còn chờ đề cao. Chí ít cùng hắn cùng Hắc Lân quan hệ trong đó, hoàn toàn khác biệt. Hắn cùng Hắc Lân, mặc kệ tách ra bao xa, tách ra bao lâu, đều không có vấn đề quá lớn. Cho dù ai bị thương tổn, cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Hoặc là nói, hàng đầu sư nuôi dưỡng những động vật này, mới thật sự là bản mệnh linh sủng, cùng chủ nhân hoàn toàn hòa làm một thể. Hắc Lân cùng Tiêu Phàm mà nói, còn không thể tính là chân chính bản mệnh linh sủng, chỉ tính là câu thông trình độ phi thường cao sủng vật. Bất kể như thế nào, cũng muốn thử một chút, Tiêu Phàm lập tức nói. Từ trước mắt hắn tự mình tiếp xúc hàng đầu sư cùng hàng đầu thuật tình hình đến xem, hàng đầu sư thủ đoạn thiên kỳ bách quái, nhưng cuối cùng, chân chính sát chiêu, không có gì hơn hai loại xúc quỷ cùng bản mệnh linh sủng. Hai thứ đồ này, là hàng đầu sư rơi hàng đầu chủ yếu vật dẫn. Nghe nói tại Nam Dương còn có một loại bay đầu hàng, 10 điểm thần kỳ, hàng đầu sư đầu có thể bay cách thân thể của mình, tại đêm tối ở giữa phi hành, nhắm người mà phệ, đồng thời đem hàng đầu rơi đến bị cắn trên thân người. Nghe vào, ngược lại là có điểm giống Tây Phương trong truyền thuyết hấp huyết quỷ. Chỉ bất quá hấp huyết quỷ là hóa thân thành con rơi, hàng đầu sư là đầu ly thể. Bất quá loại này hàng đầu thuật, cho dù ai đều chỉ là nghe nói mà thôi. Tại không có thấy tận mắt đến trước đó, Tiêu Phàm là không thể nào tin được. Muốn để hắn tin tưởng bay đầu hàng, đầu tiên liền muốn có người hướng hắn tại chỗ chứng minh, đầu người ly thể về sau còn có thể sống được. Cơ Khinh Sa nhẹ gật đầu, lập tức đi tới cái kia đã hôn mê hàng đầu sư bên người, tại hắn trên đai lưng tìm tới một cái ống trúc, xem chừng đây chính là hắn hòa nói bên trong nuôi dưỡng huyết hồng sắc tiểu xà công cụ. Cơ Khinh Sa đem đã hôn mê tiểu xà thả tiến vào ống trúc, quả nhiên kín kẽ. Cơ Khinh Sa nhét bên trên cái nắp, đem ống trúc đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, trong tay lập tức liền có thêm một chương đỏ tươi phù lục, phong tại ống trúc phía trên. Cơ Khinh Sa chỉ cảm thấy nháy mắt liền mất đi cái này ống trúc cùng huyết hồng sắc tiểu xà khí tức. Không thể nghi ngờ, Tiêu Phàm cho ống trúc dán lên tờ phù lục này, có thể tạo được ngăn cách khí tức tác dụng. Bất kể nói thế nào, đây là hàng đầu sư nuôi dưỡng bản mệnh linh sủng, cùng chủ nhân ở giữa liên hệ khẳng định cực kỳ chặt chẽ, vô luận cách bao xa, lẫn nhau đều có thể cảm ứng được. Tiêu Phàm cũng không muốn mình đang vùi đầu nghiên cứu cái này tiểu xà thời điểm, bỗng nhiên có số lớn hàng đầu sư giết đến tận cửa. Kích thích là kích thích, lại không phải tốt như vậy chơi. Cửa đại điện cái này nho nhỏ nhạc đệm rất nhanh liền quá khứ, trừ hai tên tu vi không cao hàng đầu sư cùng hai tên tráng kiện bản địa thổ dân bảo an, nơi này cũng không có càng nhiều cái khác lực lượng thủ vệ. Chủ lực đều đi vây quét kia hai tên nạp cát phái hàng đầu sư. Mà cưu trang viên người thủ vệ nhóm, phương diện kinh nghiệm, quả thực không thế nào phong phú, lại cũng không nghĩ ra, một buổi tối sẽ có hai nhóm người xâm nhập xuất hiện. Lúc nào, bên ngoài bọn gia hỏa này trở nên lớn mật như thế, mà cưu trang viên cũng dám xông loạn. Kịch chiến cũng không phải là phát sinh trong đại điện, mà là tại đại điện về sau. Trong đại điện, không có một ai. Cảm giác bên trên, nơi này chỉ là một cái nghị sự nơi trốn. Bởi vì ma cưu người quan hệ, vốn là tư nhân trang viên nơi này, rất có thể đã biến thành toàn bộ thổ dân rơi giả nhân bộ rơi hoàng thành, bộ lạc đại sự, ở đây nghị quyết. Tọa lạc tại đại điện chỗ sâu cao lớn bảo tọa cùng hai bên cái ghế, chứng thực Tiêu Phàm suy đoán này. Nếu như hắn là một vị khách du lịch, bỗng nhiên tại cái này nơi sâu trong rừng mưa nhiệt đới nhìn thấy dạng này một cái có thể xưng tráng lệ đại điện, khẳng định phải đại hỉ như điên, có thể khai quật ra rất nhiều vật có giá trị tới. Mà bây giờ, tòa này rộng rãi đại điện, đối với Tiêu Phàm mà nói, tác dụng lớn nhất chính là vì hắn cùng Cơ Khinh Sa cung cấp yểm hộ, che đậy thân hình của bọn hắn, không bị đại điện đằng sau chiến đấu kịch liệt đám người kia phát hiện bọn hắn. Đại điện về sau, là một chỗ cùng loại với vườn hoa chỗ. Xem ra, tòa này nội thành chẳng những là ma cưu làm việc nơi trốn, cũng là hắn sinh hoạt nơi trốn. Có chút cùng loại châu Á hoàng cung, ma cưu trang viên có thể xem là toàn bộ thổ dân rơi ra người thủ đô, nội thành thì là tối cao chính sự cơ quan, cũng chính là hoàng thành về sau, mới là cấm cung đại nội. Hoàng đế sinh hoạt hàng ngày xứ sở, trên cơ bản chính là như thế một cái kết cấu. Trong hoa viên, cách đại điện cách đó không xa, hơn 10 tên hàng đầu sư chính vây quanh một tên thổ dân nam tử tấn công mạnh. Các loại bản mệnh linh sủng toàn trường tán loạn, ý đồ tìm cơ hội cho địch nhân một kích chí mạng. Vòng tròn bên trong bên ngoài, âm phong trận trận, hàn khí bức người.
10 cái mơ hồ bóng đen, cũng trộn lẫn tiến vào chiến đấu bên trong. Vòng tròn bên ngoài, ngã lăn lấy mấy bộ thi thể cùng mấy cái đã toàn thân cứng đờ, không sức sống bản mệnh linh sủng. Trận chiến đấu này thảm liệt, mảy may cũng không thua gì nội thành trên quảng trường trận kia tự bạo. Bất quá nhìn qua, bị vây quanh ở chính giữa tên kia Nạp Cát phái giảm nhiều đầu sư, đã chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ, bại vong chỉ là cái vấn đề thời gian. Chương 494, Mê Cung. Xem ra, chúng ta phải tăng thêm tốc độ mới được. Cơ Khinh Xa nhẹ nhàng ghé vào Tiêu Phàm đầu vai, gần sát lỗ tai của hắn, thấp giọng nói. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận kinh người mềm mại, dù coi như là trong bóng đêm, cũng không khỏi phải mặt đỏ tới mang tai. Nhưng là hơn 10 tên hàng đầu sư ngay tại cách đó không xa kịch chiến, Cơ Khinh Xa nói chuyện từ cũng không thể quá lớn âm thanh. Cái này mấy tên xâm lấn Nạp Cát phái giảm nhiều đầu sư, là bọn hắn tốt nhất ô dù, nhất định phải đuổi tại bọn hắn bị một diệt sát đi trước đó, đem Xích Viêm Thảo hái tới tay. Cơ hội như vậy, có lẽ là duy nhất. Hoàng phủ lớn trong trạch viện, Tô Nam cùng Nguyên Thành tử sư đồ còn đang khổ cực trèo trống. Nhưng mà một trận chiến này thắng bại, cũng đã không có gì lo lắng. Trừ Tô Nam, toàn bộ Đan Mạn quốc đều sẽ không còn có người nào đáng giá Ma Cưu thân tự xuất thủ. Nói cách khác, đêm nay về sau, Ma Cưu đem tự mình tọa trấn trong trang viên, không còn ra ngoài. Đối với bất luận cái gì muốn đánh Xích Viêm Thảo chủ ý người mà nói, đây đều là một cái khiến người vô so tuyệt vọng tin tức. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, hướng bên cạnh rời một điểm, quay đầu nhìn về phía Cơ Khinh Xa, thấp giọng nói, trừ những này hàng đầu sư muốn đối phó, chúng ta còn có một cái khó khăn. Khó khăn gì, chúng ta muốn trước xác định, Xích Viêm Thảo, vị trí. Trên cơ bản, bọn hắn không có thời gian đi đường nghiêng. Cơ Khinh Xa song mi nhẹ trao lại, nói, người Huyền Vũ Giáp, không cảm ứng được, Xích Viêm Thảo, khí tức A. Không cảm ứng được, Tiêu Phàm lắc đầu, nói, cùng loại Xích Viêm Thảo loại này có khởi tử hồi sinh công hiệu thiên địa linh vật, bình thường đến nói, đều có 10 điểm chỗ đặc biệt. Có lẽ Xích Viêm Thảo bản thân liền có thể che đậy khí tức, kháng cự bất luận cái gì pháp khí cùng thần niệm chi lực cảm ứng cùng điều tra. Huyền Vũ Giáp mặc dù thần kỳ, là vô cực môn chấn giáo tam bảo một trong, đụng phải loại này linh vật, cũng bất lực. Cơ Khinh Xa nghĩ nghĩ, lập tức nói, vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt cái đầu lưỡi. Chỉ sợ nhất định phải dạng này. Bình thường hàng đầu sư, không nhất định biết, Xích Viêm Thảo, hạ lạc. Nhưng là muốn bắt giảm nhiều đầu sư khi đầu lưỡi, coi là thật nói nghe thì dễ. Tiêu Phàm không có ở đây ở lâu, cùng Cơ Khinh Xa cùng một chỗ, quấn đến đại điện một bên khác, tránh đi hoa trong viên kịch chiến hàng đầu sư. Hướng về vườn hoa chỗ sâu đi đến. Ở trong đó, còn có không ít công trình kiến trúc như ẩn như hiện. Đoán chừng đó mới là Ma Cưu Đại Quốc Sư Hòa nói nơi tu luyện. Khác một trận kịch chiến, phát sinh ở bên kia. Trải qua một chỗ nguyệt cửa thời điểm, Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa lại gặp thủ vệ. Bất quá lần này, không có cùng những thủ vệ này xuất thủ. Hai người liền đoạt trước một bước, đem mấy tên thủ vệ cho dọn dẹp. Tiêu Phàm đem trong đó một tên hàng đầu sư làm tới vắng vẻ chỗ. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu của hắn, một cỗ mạnh mẽ chân khí cực độ mà vào, kia hàng đầu sư toàn thân giật mình, liền thanh tỉnh lại. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Tiêu Phàm, kìm lòng không đặng hé miệng, liền muốn kêu to. Bóng đen lóe lên, một con họng súng đen ngòm, liền chống đỡ tại trán của hắn phía trên. Đây là Cơ Khinh Xa từ bị đánh choáng váng thủ vệ trên thân tiện tay tìm đi tới. Thẩm vấn thời điểm, cần dùng đến vật này. Quả nhiên, họng súng một trống ở cái trán. Hàng đầu sư đã đến bên miệng la lên lập tức liền ngạnh sinh sinh thu về, cổ trở nên lại cứng rắn lại cương, ngay cả động cũng không dám động. Hàng đầu thuật cố nhiên thần kỳ vô so, nhưng chỉ cần là người sống sờ sờ, bị người đỉnh cái đầu mở một súng, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ ngay cả Ma Cưu Đại Quốc Sư đều không có ngoại lệ. Trừ phi, hắn luyện thành thiên quỷ hàng, thành tựu nửa người nửa linh bất tử thân. Hỏi han người bình thường, dùng hàng đầu sư thủ đoạn rất linh quang. Cùng lúc đó, hỏi han hàng đầu sư, cũng không bằng tay súng tới trực tiếp. Đây là một trẻ tuổi hàng đầu sư, bản địa người thổ dân hình dạng, trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, nhìn xem Tiêu Phàm, lại nhìn xem Cơ Khinh Xa, trong mắt lộ ra lại là khẩn trương lại là sợ hãi cùng thần sắc, đồng thời lại dẫn mấy phân hiếu kỳ. Không hề nghi ngờ, hắn cũng phát hiện Tiêu Phàm Cơ Khinh Xa không giống bình thường. Đây không phải người thổ dân, mà là người Hoa. Dù coi như là Ma Cưu trang viên hàng đầu sư, đối người Hoa cũng coi trọng mấy phần. Đây là toàn bộ Lạc Gia thành chiều hướng phát triển. Cái gọi là kỳ thị chủng tộc chính là như vậy, có nhất định kiến thức người thổ dân, tự nhiên 10 điểm phản đối người Hoa cao cao tại thượng ưu việt,
Nhưng cùng lúc đó, tuyệt đại bộ phận người thổ dân cũng đều thừa nhận người Hoa ưu việt, thậm chí bao gồm những cái kia thổ dân tinh anh ở bên trong. Chỉ sợ chỉ có Ma Cưu đại quốc sư, Tô Nam giảm nhiều đầu sư dạng này một cùng một thổ dân đại nhân vật, tay cầm hắn nhân sinh chết, đối mặt người Hoa thời điểm, mới sẽ không tự nhiên sinh ra phức cảm tự ti. Trẻ tuổi hàng đầu sư hiếu kỳ chính là, làm sao tối nay còn có người Hoa đến tham gia náo nhiệt. Người Hoa hàng đầu sư không ít, nhưng mà chân chính đạt đến tại thượng thừa liền rất hiếm thấy. Giống Phạm Anh loại kia tiêu chuẩn, lực công kích lợi hại, tại người Hoa hàng đầu sư bên trong tính được rất không tệ. Nếu như có can đảm tự tiện xông vào Ma Cưu trang viên, kia tuyệt đối là tìm chết tiết tấu, đoán chừng tại trang viên chống đỡ không được 3 phút liền phải hóa thành huyết vũ, đây chơi tàn mát. Hai vị này, lại không biết là đánh nơi nào xuất hiện, thế mà còn có một nữ nhân. Xích Viêm Thảo, ở đâu? Cơ Khinh Xa mảy may cũng không để ý tới trẻ tuổi hàng đầu sư kinh ngạc, hạ thấp giọng hỏi, họng súng hướng về phía trước đỉnh một chút. Cứ việc vị này hàng đầu sư tương đối trẻ tuổi, mà lại trình độ không cao. Có thể khẳng định không phải giảm nhiều đầu sư, chỉ là tân tấn rơi ra người tế sư, hay là đáng giá thử một chút. Vạn nhất hắn thật biết Xích Viêm Thảo vị trí chính xác, liền không cần mạo hiểm đi bắt giảm nhiều đầu sư khi đầu lưỡi. Nguyên bản tối nghĩa khó hiểu thổ dân ngôn ngữ, từ Cơ Khinh Xa miệng bên trong nói ra, lập tức liền trở nên ưu nhã dễ nghe. Bất quá tại họng súng uy hiếp phía dưới, trẻ tuổi hàng đầu sư hiển nhiên không có thời gian cũng không có tâm tư hảo hảo đi trải nghiệm loại này ưu nhã. Ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, khẩn cấp hỏi, ngươi, các ngươi muốn tìm, Xích Viêm Thảo. Mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc, ngay cả người Hoa đều đang đánh Xích Viêm Thảo chủ ý. Thế giới này hoàn toàn để người xem không hiểu. Soái ca, là ta đang hỏi ngươi. Cơ Khinh Xa mỉm cười, nói, trong tay trái trước, nhẹ nhàng kéo một phát bảo hiểm, cùng cục một tiếng, đỉnh đạn lên đạn. Thật xin lỗi, ta không biết, Xích Viêm Thảo, ở nơi nào. Ta thật không biết, trẻ tuổi hàng đầu sư đen nhánh mặt trở nên trắng bệch, luôn miệng nói. Cũng may người này đầy đủ thông minh, biết dưới mắt không thể lớn tiếng gọi. Cái này một la to, cố nhiên có thể gây nên những người khác chú ý, biết bên này địch nhân. Nhưng cái kia cũng mang ý nghĩa, tính mạng của mình lập tức liền muốn không tại. Cứ việc trước mắt vị này là nữ nhân, nhưng mà ban đêm dám xông vào Ma Cưu trang viên, chịu chắc chắn lúc cần thiết, không chút do dự bóp cò. Giết người. Đối với loại người này đến nói, tuyệt đối sẽ không trở thành chướng ngại tâm lý. Vậy người ít nhất biết, hắn ở phương hướng nào a? Liền tại bên trong, đi vào trong. Cụ thể ở nơi nào, chúng ta cũng không biết, chỉ có tổ sư gia cùng các sư phụ biết. Trẻ tuổi hàng đầu sư vội vàng đáp, tận lực để ngữ khí của mình nghe 10 phần chân thành. Ở trong đó là địa phương nào? Không biết, chúng ta vào không được ở trong đó. Kia là tổ sư gia chỗ tu luyện. Chúng ta cho tới bây giờ đều không có đi vào qua. Thật, ta nói đều là lời nói thật, không có nói láo. Cơ Khinh Xa nhìn Tiêu Phàm một chút, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Xem ra cái này trẻ tuổi hàng đầu sư thực sự nói thật, chí ít có thể xác nhận, phương hướng của bọn hắn không sai. Tiêu Phàm từ huyền vũ giáp kia khi có khi không trên sự cảm ứng, cũng có thể biết, vị nào không biết là có hay không coi là thật tồn tại lợi hại hàng đầu sư, tựa hồ chính là hướng về vườn hoa này chỗ sâu đi. Chính tại phát sinh kịch chiến, cũng là tại cái hướng kia. Một vị nạp cát phái giảm nhiều đầu sư, đã giết tiến vào căn bản cấm địa. Tiêu Phàm một chỉ điểm ra, trẻ tuổi thổ dân hàng đầu sư hừ đều không hừ một tiếng, liền đã hôn mê. Vườn hoa chỗ sâu, lại đi lên phía trước một đoạn, liền thấy một bức tường cao. Bức tường này phi thường cao, không sai biệt lắm có 3 mét trên dưới, lấy to lớn hòn đá đắp lên mà thành. Tường cao đỉnh chóp, thì là lít nha lít nhít sắc nhọn gai ngược. Lấy tinh cương chế tạo, phân biệt hướng hai bên duỗi ra, sáng loáng, không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp leo trèo cùng lối ra. Tường cao thành vòng tròn hình hướng hai bên kéo dài lái đi, bên trái có một cái cửa vào. Xa xa, từ cửa vào đi đến nhìn thấy chính là mặt khác một bức tường cao, màu xám trắng cự thạch, lạnh như băng. Đây là cái gì, chẳng lẽ là mê cung? Cơ Khinh Xa có chút kinh ngạc mà hỏi thăm. Rất có thể, Tiêu Phàm gật đầu đáp. Loại này tường trung sáu tường công trình kiến trúc, tại trong trí nhớ của hắn, hẳn là mê cung. Bằng không, ép căn bản không hề tất yếu phiền toái như vậy. Nói như vậy, Xích Viêm Thảo có khả năng ngay tại cái này trong mê cung rồi. Bỗng nhiên tại Ma Cưu Đại Quốc Sư nơi tu luyện xuất hiện như thế một cái mê cung, quả thực lộ ra cổ quái. Nếu như không phải đem Xích Viêm Thảo giấu ở trong đó, thật đúng là không cần xây khổng lồ như vậy mê cung. Thế nhưng là, có chút không đúng.
Cơ Khinh Sa lập tức lắc đầu, lại bác bỏ chính mình suy đoán. Cấu thành mê cung tường cao, cố nhiên dày đặc, tay không không có khả năng phá hủy, nhưng mà lại là không không giới hạn. Cao khoảng 3 mét, trên tường lắp đặt sắt thép gai ngược, thật là tốt phòng ngự biện pháp, chưa hẳn liền hoàn toàn không thể leo lên. Chỉ cần có thích hợp công cụ, Cơ Khinh Sa tự tin mê cung này cao 3 mét tường cùng sắt thép gai ngược ngăn không được chính mình. Leo tường mà qua, dạng này mê cung lập tức mất đi hiệu lực. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện a, trực tiếp đem nơi đây phong bế, chẳng phải là tốt hơn. Tiêu Phàm hiển nhiên đoán được nàng suy nghĩ trong lòng, nói, xích viêm thảo, cần hấp thu thiên địa tinh hoa mới có thể sinh trưởng. Nếu như, xích viêm thảo, thật tại mê cung bên trong, toàn phong bế liền không làm được. Mà lại, người không nên xem thường những này tường cao lực phòng ngự. Sắt thép gai ngược chỉ là thấy được đồ vật, còn có rất nhiều nhìn không thấy cấm chế, mới thật sự là chỗ lợi hại. Muốn phá giải những cấm chế này, trực tiếp leo tường mà qua, độ khó so có lẽ so tại trong mê cung tìm tới đường ra còn phải lớn hơn nhiều, tốn hao thời gian cũng phải hơn rất nhiều. Có dạng này một đoạn giảm sóc thời gian, đã sớm đầy đủ trong trang viên hàng đầu sư nhóm chạy tới bao vây chặn đánh. Dù sao nơi này là người ta sân nhà, nếu như, chúng ta có thể tìm tới người dẫn đường đâu. Cơ Khinh Sa bỗng nhiên nói, Tiêu Phàm liền cười. Cơ Khinh Sa tổng là có thể tìm tới giải quyết vấn đề chính xác biện pháp. Chương 495, Kính Mắt Phương Xa. Cách đó không xa bỗng nhiên liên tục truyền đến hai tiếng thê lương bi thảm. Tiêu Phàm biến sắc, lại có hai người chết oan chết uổng. Hàng đầu sư đấu pháp, quả nhiên phi thường thảm liệt. Sau đó, một thân ảnh như bay mà tới. Là thật ở giữa không trung lướt đi, cảm giác này người đã hóa thân trở thành con rơi, tốc độ cực nhanh. Cứ việc ánh đèn u ám. Tiêu Phàm hay là liếc mắt liền nhìn ra đến, người này cũng là người thổ dân hình dạng, phục sức cùng vừa rồi tại đại điện về sau nhìn thấy vị kia bị vây công nạp cát giảm nhiều đầu sư đồng dạng, hẳn là đồng bạn. Trốn chỗ nào, ở tên này nạp cát giảm nhiều đầu sư sau lưng, theo sát hai gã khác thổ dân nam tử, tuổi chừng tại 50 tuổi khoảng chừng, cũng là chạy vội như bay, một bộ vừa vội vừa giận bộ dáng. Không thể nghi ngờ, vừa rồi hai cái bị đánh giết người, cũng là ma cưu trang viên hàng đầu sư. Có lẽ chính là hai vị này môn nhân. Bị người ở trước mặt giết chết, tự nhiên tức giận sôi sục. Đuổi sát theo cái này hai tên nam tử, tại Huyền Vũ Giáp bên trên có phi thường cường liệt cảm ứng, khí tức mạnh, so sánh với lúc trước chạy trốn vị kia nạp cát giảm nhiều đầu sư cũng không kém bao nhiêu. Đoán chừng là không cổ phái tọa trấn ma cưu trang viên giảm nhiều đầu sư. Căn cứ Phạm Anh cung cấp tin tức, bình thường ma cưu trang viên sẽ có 6 vị giảm nhiều đầu sư trấn thủ, cửa thành lâu tử bên trên đã chết mất một vị. Tại đại điện về sau vây công nạp cát hàng đầu sư trong một đám người, Huyền Vũ Giáp cảm ứng được hai vị, tăng thêm hiện tại hai cái này, hết thảy có 5 cái lộ diện. Lại không biết còn có một vị, lại giấu ở nơi nào. Có lẽ, còn không chỉ một vị, bởi vì Phạm Anh nói là chỉ ít 6 vị, thời kỳ phi thường, mà cưu có khả năng đem càng nhiều giảm nhiều đầu sư điều đến trong trang viên tới. Không tính ma cưu, bao quát Y Sun ở bên trong, không cổ phái hết thảy có 15 vị giảm nhiều đầu sư. Nhưng Tiêu Phàm đoán chừng, coi như trong trang viên đóng giữ giảm nhiều đầu sư không chỉ 6 vị, nhiều cũng nhiều không đi nơi nào, 15 vị giảm nhiều đầu sư, khẳng định không có toàn bộ điều tiến vào ma cưu trang viên. Bằng không mà nói, hẳn là còn có càng nhiều giảm nhiều đầu sư xuất đến đối địch. Để người xâm nhập tại trong trang viên tung hoành tới lui, tàn sát bọn hắn môn nhân, chơi rất vui a. Còn lại cái này vì số không nhiều giảm nhiều đầu sư, tất nhiên có càng thêm quan trọng địa phương cần trấn thủ. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tự ý rời. Liền trước mắt trạng thái đến nói, toàn bộ ma cưu trang viên, cần gấp nhất địa phương, hẳn là xích viêm thảo sinh trưởng chỗ. Phía trước nạp cát hàng đầu sư trực tiếp hướng mê cung lối vào chỗ vào tới. Bình thường mà nói, dạng này cỡ lớn mê cung, không chỉ một cửa vào. Có đôi khi, cửa vào càng nhiều mê cung, bên trong tình hình liền càng phức tạp. Chỉ là mê cung này quá lớn, cho dù có nhiều cái cửa vào. Muốn một một tìm tới, cũng rất không dễ dàng. Một đoạn này tường cao, chỉ có trước mắt cái này cửa vào. Nạp cát giảm nhiều đầu sư không chút nào dừng lại, trực tiếp chạy cửa vào. Sau đó, một tiếng buồn bực hừ, lại nhanh như chớp lui ra. Tê tê âm thanh bên trong, hai đầu kính mắt phương xà từ lối vào lộ ra một nửa thanh âm, nửa người trên dơ lên, to lớn phần cổ thành bằng phẳng hình, tiếp cận nạp cát giảm nhiều đầu sư, đỏ tươi lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Cùng phổ thông kính mắt phương xà hơi có khác biệt, cái này hai đầu kính mắt phương xà con mắt là màu đỏ tươi, như là tràn ngập máu tươi, tại ảm đạm ánh trăng bên trong lóng lánh đỏ tươi quang trạch,
yêu dị vô so. Sương Mù Tông, hiện tại đầu hàng, còn kịp. Chúng ta có thể không giết ngươi, mời đại quốc sư xử lý. Cứ như vậy chậm phải dừng một chút, bám nuôi mau chóng đuổi hai tên không cổ phái hàng đầu sư đã giết tới phụ cận, đi đầu một người, gấp quát lên. Đúng vậy a, Sương Mù Tông đại sư, ngươi cũng là, Nạp Cát phái, nổi danh giảm nhiều đầu sư, sư phụ ta yêu quý nhất nhân tài, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, đại quốc sư nhất định sẽ đặc cách ngươi gia nhập chúng ta, không cổ phái. Vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết, mời Sương Mù Tông đại sư nghĩ lại. Một vị khác tương đối văn tĩnh không cổ phái giảm nhiều đầu sư cũng khuyên nhủ nói, phái tử dùng câu đều rất chú ý, so sánh với lúc trước vị kia đồng môn, khách khí phải nhiều. Cũng coi là một cái mặt đỏ một cái mặt trắng. Cơ Khinh Xa ghé vào Tiêu Phàm bên tai bên trên, đem song phương đối thoại thấp giải thích rõ cho Tiêu Phàm biết được, còn nói thêm quả nhiên là, Nạp Cát phái, người. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, xem ra vì một ngày này, Nạp Cát phái cùng Tô Nam cũng là phí sát khổ tâm. Sương Mù Tông cười lạnh một tiếng, nói, hai người các ngươi ngu xuẩn, đến bây giờ còn không thanh tỉnh. Nếu là ma cư luyện thành, thiên quỷ hàng, cái thứ nhất muốn ăn dơ chính là các ngươi những này người bên cạnh. Thuận tiện, hai tên không cổ hàng đầu sư lập tức sắc mặt đại biến, lúc trước tính tình tương đối táo bạo người kia lập tức quát, nói hưu nói vượt. Cái gì, thiên quỷ hàng? Ai nói với ngươi loại chuyện hoang đường này? Tự xưng là ma cư tương đối ôn hòa hàng đầu sư sắc mặt cũng lập tức trở nên âm trầm vô so. Chậm rãi nói, Sương Mù Tông đại sư, ngươi không muốn bị người lừa gạt, ai nói sư phụ ta muốn, thiên quỷ hàng. Đây là trong truyền thuyết vô thượng thần thuật, đến cùng có hay không chuyện như vậy đều không rõ ràng lắm, làm sao có thể có người thật sẽ đi. Như vậy, ngươi hay là không cần loạn giảng tốt, không phải, sư phụ ta tính tình cho dù tốt, cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sương Mù Tông một dương đầu, cười ha ha, bỏ qua cho ta. Ta lúc nào cầu hắn bỏ qua cho ta rồi. Nói cho các người biết, đã ta Sương Mù Tông tối nay dám đến ma cưu trang viên, không có ý định còn sống trở về. Các ngươi đừng tưởng rằng có một cái ma cưu, không cổ phái, liền thật vô địch thiên hạ. Nói cho các người biết, cùng chúng ta, Nạp Cát phái, so ra, còn kém xa lắm đâu. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng, tinh khí nóng nảy không cổ hàng đầu sư hét lớn một tiếng, sắc mặt sớm đã trở nên xanh xám. Gia Ninh Trừng không muốn cùng loại này hỗn đản lãng phí miệng lưỡi, đồng loạt ra tay, giết chết hắn. Chỉ là ba người, liền nghĩ tại chúng ta ma cưu trang viên quấy rối, quả thực là si tâm vọng tưởng. Được xưng là Gia Ninh Trừng ôn hòa giảm nhiều đầu sư khe khẽ thở dài. Hắn cũng không phải thật ái tài, muốn vì không cổ phái thu hút Sương Mù Tông vị này tạo nghệ cao thâm giảm nhiều đầu sư, thực tế là bởi vì Sương Mù Tông thủ đoạn lợi hại, dù coi như hai người bọn họ liên thủ, cũng không có nắm chắc tất thắng. Lúc này mới muốn lấy ngôn từ đả động Sương Mù Tông. Nếu quả thật có thể không đánh mà thắng chi binh, nghĩ đến sư phụ khẳng định sẽ lớn thêm tán thưởng. Nói không chừng thoái vị về sau, sẽ đem đại tư tế chi vị truyền cho mình, mà không phải truyền cho Y Sun cái kia háo sắc như mệnh lại cuồng vọng tự đại gia hỏa. Chỉ là cái này Sương Mù Tông xem ra là con rùa ăn quả cân quyết tâm. Muốn thuyết phục hắn đầu hàng, kia là không cần nghĩ. Oanh một tiếng. Một đoàn huyết sắc diễm hỏa từ Sương Mù Tông trong tay bắn ra, vậy mà không cùng Gia Ninh Trừng hai người động tác, tiên hạ thủ vi cường. Cái này đoàn diễm hỏa nhìn qua nhan sắc tiên diễm, cũng không có mang theo nồng đậm mùi máu tanh, cũng không có có cháy hừng hực nóng bỏng, ngược lại mang theo một cỗ âm u tĩnh mịch hàn ý, như là một đoàn bay múa hàn băng. Ngoài dự liệu chính là, Sương Mù Tông cái này đoàn hàn diễm, không phải bắn về phía đối diện hai tên không cổ phái hàng đầu sư, mà là bắn về phía thủ vệ tại mê cung lối vào hai đầu kính mắt phương xà. Cái này hai đầu kính mắt phương xà, tựa hồ không phải một vị nào đó hàng đầu sư nuôi dưỡng bản mệnh linh sủng, mà là chuyên môn chăn nuôi đến thủ vệ mê cung cửa vào. Trừ con mắt là màu đỏ tươi, ngược lại cùng cái khác phổ thông kính mắt phương xà không có cái gì rõ ràng khác nhau. Bất quá có thể dùng để thủ vệ mê cung cửa vào, khẳng định không đơn giản. Mắt thấy hàn diễm kích xạ mà đến, hai đầu kính mắt phương xà không tránh không né. Tê tê phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, bằng phẳng cổ về sau co rụt lại, lại bỗng nhiên hướng phía trước vừa nhấc, hai cỗ sền sệt nọc độc, tiễn hướng về Sương Mù Tông kích bắn đi. Cứ việc cách khoảng cách không gần, Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa cũng lập tức đã nghe đến kia cỗ độc rắn mùi tanh hôi vị. Bởi vậy có thể thấy được, nọc độc này độc họ, không hề tầm thường. Một chút độc họ đặc biệt mãnh liệt độc rắn, không cần trải qua huyết dịch truyền bá, trải qua làn da cũng có thể truyền bá. Chỉ cần trần trụi bên ngoài nhiễm phải như vậy một chút, lập tức liền ăn mòn tận xương. Sương Mù Tông lạnh hừ một tiếng, tay trái bấm quyết,
miệng lẩm bẩm, kia đại đoàn hàn diễm ầm vang vỡ ra, lập tức tương nghênh diện phóng tới nọc độc ngưng kết thành một mảnh băng hoa, nhào nhào rơi xuống đất, phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Đúng lúc này, sương mù tông lại là một tiếng buồn bực hừ. Chỉ thấy tay trái của hắn trên cánh tay, bỗng nhiên lên một tầng bong bóng, một cỗ tanh hôi khí tức theo gió phiêu tản mát. Xem ra hàn diễm vẫn chưa đem tất cả độc rắn đều cản tại bên ngoài, cuối cùng vẫn là có một tiểu bộ phân tránh thoát hàn diễm, trực tiếp phun ra đến sương mù tông trên cánh tay trái. Làn da vừa dính vào đến độc rắn, lập tức liền bắt đầu hư thối, mùi tanh hôi nồng nặc, đủ thấy nọc rắn này chi liệt. Tinh khí nóng này không cổ phái hàng đầu sư không khỏi đại hỉ, kêu lên, sương mù tông, người chết chắc. Mắt kính này vương xà là ma cừu đại quốc sư tự mình nuôi dưỡng, hòa nói bên trong lấy các loại kỳ độc chi vật cho ăn, độc họ mạnh, sớm đã không phải phổ thông kính mắt vương xà có thể bì kịp được vạn nhất. Nhiều năm như vậy, phàm là bị loại mắt kính này vương xà nọc độc nhiễm phải như vậy một chút điểm người và động vật, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là ngã lăn mà chết. Sương mù tông bây giờ bên trong độc rắn, cái kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch quang lóe lên, sương mù tông trong tay đã nhiều một thanh hàn lóng lánh dao găm, giảm nhiều đầu sư không chút do dự vung lên đao, toàn bộ cánh tay trái lập tức đủ khuỷu tay mà đứt. Tráng sĩ chặt tay, cái này sương mù tông quả nhiên cũng là nhân vật hung ác. Nếu không, Tô Nam cũng không sẽ phái hắn tham dự tiến công ma cưu trang viên hành động. Hàn quang lại là lóe lên, đầu kia tay cụt mang theo gai mũi mùi hôi cùng máu tanh mùi vị, hướng về hai đầu kính mắt vương xà kích bắn đi. Hai đầu kính mắt vương xà tựa hồ nhìn thấy cái gì cực kỳ mỹ vị đồ ăn, mạnh hữu lực cái đuôi trên mặt đất dùng sức khẽ chống, thân thể nhảy lên một cái, mở ra huyết bồn đại khẩu, cùng một chỗ cắn đầu kia tay cụt, tương hỗ xé rách. Loài rắn không có răng hàm, không thể nhấm nuốt. Bất kỳ cái gì đồ ăn chỉ có thể toàn bộ nuốt vào. Hai đầu kính mắt vương xà không ai nhường ai, nhọn răng nanh một mực cắn tay cụt, ở nơi đó giữ lẫn nhau không dưới. Nhưng mà sau một khắc, hai đầu hung mãnh kính mắt vương xà bỗng nhiên liền mềm liệt xuống dưới, nâng lên nửa người trên xoạch rơi xuống đất, rốt cuộc bất động một chút, tựa hồ tại trong khoảnh khắc, đều đã mất mạng. Độc rắn đối với con người mà nói, là chí mạng nọc độc, nhưng hàng đầu sư dưới hàng đầu, đối rắn độc mà nói, cũng giống vậy chí mạng. Cái này hai đầu kịch độc vô so kính mắt phương xà, lại bị sương mù tông tại chỗ độc chết rơi. Bóng người nhoáng một cái, sương mù tông kích xạ mà trước, tiến vào mê cung bên trong. Hai tên không cổ phái hàng đầu sư vừa sợ vừa giận, cũng lập tức truy sát đi vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.